Mời các bạn nghe phần 2, thời tiết nóng dần, ngũ hoàng tử vừa mới khôi phục một chút lại bắt đầu ủy oải. Văn Phi sợ cậu bé trúng nắng nên không dám để nhóc chạy chơi ngoài sân như trước. Khi Hồng Văn tới bắt mạch vừa đúng gặp phải đàn kiến đang tha mồi, thế là một lớn một nhỏ đều ghé cầm lên lan can đá. Xe mê theo dõi những chú kiến cùng nhau vận chuyển mẩu bánh nhỏ như hạt đậu nành trên những đôi chân mảnh như sợi tóc. Qua một lát, ngũ hoàng tử lẩm bẩm, nhìn không thấy chúng nữa rồi. Quay mặt sang, thình linh hiện ra một đôi mắt lác. Hồng Văn phì cười, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc xoa xoa, "Đúng vậy." Ngũ hoàng tử cười khanh khách không ngừng, tò mò trên mặt mình có gì chọc cười Hồng Văn. Hồng Văn bèn dựng ngón trỏ giữa hai mắt chính mình, không bao lâu là có ngay đôi mắt lác, chọc cho Ngũ hoàng tử cười ha ha. "Tiểu Hồng đại nhân thật thú vị, Ngũ hoàng tử tinh lực có hạn, chơi một lát là bắt đầu buồn ngủ, ngồi gật gà gật gù." Khi nhũ mẫu tới bế nhóc về phòng, cậu bé mơ mơ màng màng cố chống, muốn xem con kiến. Khi trở về, trời nắng như thiếu đốt khiến da mặt phát nhờn. Hồng Văn sợ nóng, ở trong cung lại không thể săn tay áo ven ống quần, vì thế đành phải chọn con đường vòng men theo chân tường có hàng cây dâm mát mà đi. Thình linh có thứ gì đó rớt lên mũ quan của hắn. Hồng Văn cúi nhìn, hai quả anh đào đỏ thắm đang lăn trên mặt đất, dọc đường để lại những vệt đỏ uốn lượn. Hồng Văn thụt lùi vài bước ngửa đầu xem, thấy sau tường quả nhiên có một cây anh đào cực kỳ cao lớn. Giữa những đám lá rậm rạp xanh um dường như có người, Thấy hắn quét mắt tới lập tức á một tiếng rồi tìm chỗ khuất ẩn mình. Nơi này là phía tây nam của ngự hoa viên, bình thường hiếm người lui tới, những trái anh đào chín muộn còn sót lại không ít trên cây. Hồng Văn thấy rõ ràng một góc váy lụa màu đỏ bạc lướt qua đám lá, lập tức lên tiếng nhắc nhở, cô nương cẩn thận kẻo ngã, quả anh đào ăn ngon nhưng trên cây thường có sâu lông. Cây anh đào có rất nhiều sâu lông, nơi này vị trí hẻo lánh, đoán rằng chẳng có ai giải thuốc tiệt trùng, coi bộ sâu lông không thiếu. Sâu lông là loại trùng khá độc địa, chạm vào người là khiến chỗ đó phồng lên sưng đỏ vừa nhức vừa ngứa. Đôi khi chỉ cần một trận gió thổi những lông sâu li ti bám vào người cũng không chịu nổi. Sợ cái gì tới cái đó, Hồng Văn vừa nhắc xong thì nghe trên cây ối một tiếng, sau đó phía sau tường vang lên vài tiếng kinh hô, bóng dáng đỏ bạc phần phật rơi xuống. Hồng Văn vỗ đùi thật mạnh, nguy rồi, lập tức bất chấp tất cả, hối hả chạy qua phía bên kia tường. Đến khi hắn thở hồng hộc tìm được gốc cây anh đào lớn kia, xa xa đã thấy mấy cung nữ tụ tập thành một đoàn bên trong là bóng dáng đỏ bạc đưa lưng về phía hắn một cung nữ trong số đó phát hiện hồng văn quát lên đứng lại là người nào hồng văn chào tỉ tỉ mạnh khỏe ta là lại mục của thái y viện vừa rồi ở ngoài tường nhìn thấy có người ngã xuống đặc biệt lại đây xem có giúp gì được không cung nữ kia thấy quan phục và thẻ bài của hồng văn không sai vẻ đề phòng giảm đi quan sát hắn kỹ càng một lát bỗng bừng tỉnh đúng ta nhớ rồi ngày đó vị lại mục này từng theo hà viện phán tới bắt mạch cung nữ kia vừa nói vậy hồng văn cũng cảm thấy cô ta hơi quen quen nhưng khoảng thời gian trước đi khám bệnh quá nhiều ngay lúc này vẫn chưa nhớ nổi đã gặp ở đâu ái ra nữ tử đưa lưng về phía hồng văn hô nhỏ thành tiếng cánh tay run rẩy muốn gãi nhưng không dám một cung nữ khác sốt ruột đến độ dậm chân nhỏ giọng than người tội gì đích thân hái chỉ mấy quả anh đào mà thôi cứ thế mà trèo lên sâu này thật đủ độc Nữ tử nhịn không được gãi vài cái, kết quả cọ sát khiến càng đau hơn, quả thực muốn nhảy dựng. Thanh nhạn, người tới là thái y. Cung nữ vừa nói chuyện với Hồng Văn gật gật đầu, đi lại gần thấp giọng hồi bẩm, "Là tiểu lại mục hôm đó theo Hà viện phán tới bắt mạch cho người đấy ạ." À. Mới vừa rồi ở ngoài tường lên tiếng nhắc nhở cũng là y, trông rất thành thật. Nữ tử suýt xoa, cắn răng bảo, "Không chịu nổi rồi, thôi, kêu y lại đây." Thanh nhạn gật đầu, vẫy tay với Hồng Văn. Hồng Văn cõng hòm thuốc tiến lên vài bước, ngửa đầu nhìn nhìn cây anh đào cành lá sum xuê xin thứ cho vi thần mạo muội thỉnh cầu quý nhân rời bước tạm thời di chuyển đến nơi khác trước đã dù chưa thấy trực diện nữ tử kia nhưng theo siêm y trang điểm đủ biết thân phận quý trọng không chừng là quý nữ nhà ai tiến cung không nên mạo phạm cơ mà cô nương nhà ai nghịch ngợm đến thế dám trèo cây ở ngự hoa viên đi mấy chục bước về hướng đông có ngôi đình hóng gió bốn phía trống trải chỉ có một hồ sen không sợ bị lông sâu bám vào hồng văn theo bản năng ngước nhìn tức hít sâu một hơi, vội xốc áo hành lễ, bái kiến trưởng công chúa. Hóa ra là trưởng công chúa ra chân, chậc, không phải nói trưởng công chúa dịu dàng nhã nhặn lịch sự lắm à. Hôm đó theo Hà Thanh Đình đến khám bệnh, vị công chúa này trông rất yểu điệu nói năng nhẹ nhàng, sao chớp mắt lại trèo cây anh đào thế kia. Trưởng công chúa thoáng ngượng ngùng, hắng giọng rồi mới nói, đứng lên đi. Hồng Văn nhỏm dậy đứng xuôi tay, cúi đầu giả chết. Trưởng công chúa chớp chớp mắt, chợt nhỏ giọng hỏi, vừa rồi khi ngươi đi ngang qua, không thấy ai khác chứ hồng văn thành thật gật đầu hình như không có ạ nhằm ngay lúc ngủ trưa trời lại nóng nơi này hẻo lánh ai mà thích chạy ra đây trưởng công chúa nhẹ nhàng thở phào vô cùng thành khẩn nói thật ra đây là chuyện hiểu lầm hồng văn hiểu lầm cái khỉ khô gì mà có thể khiến ngài chiếm trệ trên cây thanh nhạn và một cung nữ khác đau khổ nhắm mắt ước chừng bản thân trưởng công chúa cũng cảm thấy cách giải thích này quá gượng ép vừa gãi cánh tay vừa thương nghị với hồng văn thôi cứ vậy đi ngươi coi như không nhìn thấy gì. Hồng Văn nhìn cánh tay công chúa bị gãi thành những vệt nhỏ ghê người, công chúa, càng gãi càng khó chịu đấy hạ. Trưởng công chúa vẻ mặt đưa đám, ta nhịn không được, ngươi có thuốc gì không? Hồng Văn lấy ra một lọ thuốc dán đen tuyền trong hòm thuốc, dùng que che dích một chút bôi lên khăn tay, công chúa, xin rũi tay ra, các quý nữ đều thích sạch sẽ. Thường thường thấy thuốc mỡ đen xì hôi rình này sẽ nhíu mày do dự, không ngờ trưởng công chúa ra chân trả thèm để ý, thoát cái đã vươn cánh tay ra. Hồng Văn ngẫm lại, thật ra cũng đúng thôi, vị công chúa này đã tự mình xông pha chiến trường, còn tự quyết định bắn chết phò mã, chắc chắn phải là người ngoài mềm trong cứng. Khoan đã, dáng vẻ nhu mì như này, thật sự là danh không xứng thực, ngược lại khiến hắn chẳng biết nên nói gì cho phải. Hồng Văn bôi thuốc xong, nhờ cung nữ quạt vào cánh tay trưởng công chúa, mong thuốc dán mau khô. Độc tính của sâu lông phần lớn ở những cái gai, gai này cực nhẹ, mắt thường không thấy rõ, nếu không nhanh chóng tiệt đi, lỡ lan sang chỗ khác sẽ không tốt. Thời tiết nóng bức, thuốc mỡ dính nhớp, vừa vặn dùng để rút ra tất cả gai độc. Nói xong, Hồng Văn cong ngón tay chạm nhẹ vào chỗ khăn tay đắp thuốc dán, cảm thấy đã được rồi, lúc bóc ra có thể hơi đau. Xin công chúa nhẫn nại ạ, à? không sao, nhớ trước đây ta cưỡi ngựa. Trưởng công chúa ra chân mới thốt ra được một nửa, thanh nhạn bên cạnh khụ dung trời, cô nàng công chúa bỗng trở nên nhu nhược, đau làm sao. Tay Hồng Văn run rẩy, không biết nên nói tiếp thế nào mấy tiểu thái giám dọn giỏ tre ở cửa hoa viên đi rồi trưởng công chúa ra chân và mấy cung nữ đều nhẹ nhàng thở phào hồng văn nhanh chóng xé bỏ lớp thuốc rán nhỏ giọng vi thần sẽ không đồn ra ngoài tuy hắn không rõ lắm vì sao đối phương phải làm ra vẻ nhu nhược nhưng mỗi người đều có bí mật riêng dẫu là công chúa cho nên ta biết điều như vậy có lẽ sẽ không bị diệt khẩu chứ nhỉ bóc lớp thuốc rán ở chỗ bị sâu lông chạm vào cảm giác đau đớn muốn chết thật khó có thể nói nên lời gương mặt trưởng công chúa nhăn nhúm thật lâu sau mới thở hát ra, còn không bằng chém ta một đao. Hồng Văn, này, ta chưa nghe được gì đấy nhé, công chúa còn bị thương chỗ nào khác không? Hồng Văn bôi lên thuốc mỡ giải độc, dặn dò cố gắng đừng chạm tay vào, chạm vào thì đừng dụi mắt. Vết thương được bôi thuốc mỡ lập tức có cảm giác mát lạnh, nhanh chóng giảm xuống cơn đau nhức, đặc biệt thoải mái trong ngày hè nóng bức. Trưởng công chúa kinh ngạc nhìn nhìn thuốc mỡ màu lam, hoàn toàn không ngờ cái thứ trông có vẻ chứa kịch độc lại có công hiệu thần thánh như vậy nàng do dự một chút rồi chậm rãi xòe ra bàn tay trái các công nhân đồng loạt hít một hơi vừa rồi khi rơi từ trên cây xuống nàng theo bản năng nắm lấy thân cây ra lòng bàn tay cọ sát chảy một mảng thật lớn đang ứa máu bầy nhầy trông thật đáng sợ hồng văn kinh hãi phải dùng rượu thuốc rửa vết thương sẽ rất đau không hiểu sao nãy giờ công chúa trả rên một tiếng làm thế nào nhịn nổi trưởng công chúa gật đầu làm đi thấy công chúa dứt khoát như vậy hồng văn ngược lại gión ra gión rén cầm binh rượu thuốc còn phải nhắc nhở thêm một câu vi thần cần dùng bông băng trả lau miệng vết thương sẽ rất đau vi thần làm nhé thật sự làm nhé tiểu đại phu trước mặt có đôi mắt tròn xoe ướt át tựa như nay còn ngơ ngác trong rừng với một vẻ dịu dàng gần như ngây thơ trưởng công chúa ra chân nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt đối phương không biết sao đột nhiên phỉ cười bị thương dọa người như vậy còn có thể cười được hồng văn càng trợn tròn đôi mắt to bên trong quay cuồng nghi hoặc nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm vi thần nhắc nhở công chúa thật sự sẽ rất đau dẫu người là công chúa cũng không có cách nào lớp da bị chật đi lộ ra máu thịt tưới rượu thuốc xong còn trà lau đau đớn đến độ nào khỏi nói cũng biết hồng văn thấy rõ bàn tay kia của trưởng công chúa siết chặt lan can dưới thân đến mức khớp xương trở nên trắng bệch thế mà vẫn không rên một tiếng tay bị thương chẳng nhúc nhích kẹo nào hắn đột nhiên cảm thấy hoang mang thế nhân đều nói trưởng công chúa ra chân mỹ lệ nhưng nhu nhược như đóa hoa được nâng niu chăm chút trong phòng ấm nhưng một cô công chúa như vậy lại phải ra biên cương hòa thân, tự hạ lệnh bắn chết phò mã bị bắt làm con tin. Sau khi Hồng Văn làm khô miệng vết thương, cẩn thận rắc lên một lớp thuốc bột trắng để cầm máu, công chúa, được rồi hả? Thời tiết nóng bức, không băng bó thì vết thương mau lành hơn. Trưởng công chúa ra chân dơ bàn tay lên ngắm nghía, đột nhiên khẽ cười, tiểu hồng đại nhân, có phải ta nên dên la vài tiếng? Hồng Văn sờ sờ mũi, hiện tại e rằng đã muộn. Trưởng công chúa gật đầu, thật ra dên la cũng vô dụng, nếu đau thì vẫn sẽ đau hồng văn nói vâng công chúa cơ chí khoảng giữa trưa nắng gắt đến mức khiến những chú ong bận rộn hút mật giữa đám hoa sen bị choáng váng có một chú ong lảo đảo rơi xuống cánh tay trưởng công chúa ra chân ong mật chích người cũng không phải chuyện đùa thanh nhạn cầm cây quạt định tiến lên chợt thấy trưởng công chúa nhếch khóe môi giơ lên cánh tay dùng sức thổi phù một cái chú ong mật bị luồng hơi đẩy bắn ra thật xa hồng văn nhìn chú ong mật lộn nhào vài vòng trên không trung cố gắng xác định phương hướng một lát sau mới cho đảo bay trở về Hồ Sen. Trưởng công chúa ra chân chắp tay sau lưng xoay người lại, chợt nở nụ cười rạng rỡ, nó tự do rồi. Đôi mắt cực sáng, lông mi cực dài, giống hai vì sao lạnh lẽo dưới màn đêm tối đen, nhẹ nhàng chớp mắt, hai vì sao chợt sáng ngời lấp lánh. Đầu ngón tay Hồng Văn giấu trong ống tay áo đột nhiên cuộn tròn. Hồng Văn vừa đến Thái Y viện, Hoàng lại mục đã thỏ qua, mấy hôm nay trong kinh thành lưu truyền thơ khóc tang biết không? Thơ gì ạ? Hồng Văn đang bận không kịp thở thời giờ đâu mà quan tâm đến thơ với thần. Là thơ trưởng công chúa ra chân thương tiếc phò mã chưa qua cửa, nghe nói hôm qua là ngày dỗ Hoàng lại mục thổn thức, từ ngữ trao chút cảm động vô cùng, mọi người đều xúc động trước tình cảm sâu sắc của công chúa. Phò mã chưa qua cửa, dẫu rằng thật sự gả thấp, nhưng đây là kiểu nói gì kỳ vậy, Hồng Văn giờ khóc giờ cười suy nghĩ. Tuy nhiên nhắc tới trưởng công chúa ra chân, hắn bất giác nhớ đến nụ cười rạng rỡ ngày đó của người nọ, đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ. Tình cảm sâu sắc à, Hồng Văn nghĩ đến góc váy đỏ bạc giữa tán lá cây anh đào, cảm thấy sự thật có thể hơi khác so với tưởng tượng của thế nhân. Một tiểu thái giám xuất hiện ở cửa, thuộc quý phi truyền lời, nhờ người thái y viện tới xem dược thiện, không có gì quan trọng, chỉ cần một tiểu lại mục lanh lợi hiểu chuyện là được. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hồng Văn, nói về hiểu chuyện, làm việc trong cung chả có ai ngu xuẩn. Còn về phần lanh lợi và tiểu, nên biết trước khi Hồng Văn gia nhập, trong thái y viện một vị lại mục trẻ tuổi nhất cũng đã 27 bộ dáng cao lớn thu kịch mặt mày ngăm đen thực sự chả có chút quan hệ gì đến hai từ trên nghĩ tới dược thiện của thục quý phi ngay cả viên thuốc tễ khó ngửi nhất hình như đều trở nên đáng yêu bên ngoài nắng như thiêu đốt nhưng hồng văn lại có loại cảm giác bi thương gió thổi hiu hắt sông dịch lạnh tráng sĩ một đi không trở về hắn đứng yên quay người nhìn một vòng thái y viện thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt chứa chan đồng tình mã lân mã viện phán thậm chí còn thở dài thật sâu hồng văn cực kỳ cảm động chi bằng ai đó cùng đi với tiểu bối nhé. Trong nháy mắt, thái y viện bỗng vô cùng bận rộn, mọi người dường như đều có bệnh án và hồ sơ chưa xem xong, mã viện phán tiện tay lôi một người nào đó ra mắng. Hồng Văn, quan trường hiểm ác không có chân tình, lời cổ nhân đúc kết chẳng hề sai. Mang tâm tình đau thương kịch liệt đi vào thường thanh cung, Hồng Văn phát hiện bên trong không chỉ có thục quý phi, ngồi hai bên là tạ ẩn và trưởng công chúa ra chân. Khi hắn đến ba người đang nói chuyện, hiển nhiên quan hệ vô cùng thân thiết. Ngẫm lại, Long Nguyên Đế và Thục Quý Phi là Thanh Mai Trúc Mã, mà Tạ Uẩn là đệ đệ cùng mẫu với Thục Quý Phi. Trưởng công chúa ra chân là muội muội cùng mẫu với Long Nguyên Đế, mấy người họ quen biết lẫn nhau cũng là chuyện hết sức bình thường. Thục Quý Phi vốn đang chống tay lên Thái Dương ngồi lệch nghiêng trên trường kỷ, thấy Hồng Văn tới mới hơi thẳng lưng. Gia hiệu không cần đa lễ, ta nghe A Uẩn nói vụ ngươi trị thương cho đệ ấy, đa tạ lo lắng, Tạ Uẩn ở bên cạnh cũng cười chắp tay. Dạo này mỗi ngày tan làm Hồng Văn đều đi châm cứu cho Tạ Uẩn, phối hợp với thuốc thoa và thuốc dán ngoài da, hiện giờ đã khỏi hẳn rồi." Hồng Văn đáp, "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không dám nhận một tiếng tạ của nương nương đâu ạ." À. Thục Quý phi nghiêm túc nói, "Đối với ngươi là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối với người khác lại là đại sự." Tạ ổn là đệ đệ ruột của Thục Quý phi, là hy vọng của toàn bộ gia tộc, nếu quả thật Tạ ổn có gì không may, tương lai phủ trấn quốc công ắt bị tổn thất nặng nề. Lời này khiến Hồng Văn không biết nên trả lời thế nào. Thừa nhận thì giống tranh công, phủ nhận lại giống kiêu căng vì thế hắn chỉ đành im lặng. Hôm nay làm phiền ngươi tới đây, Thục Quý Phi bỗng thở dài, Nhào nhéo giữa mày chỉ tay sang bên cạnh, là muốn nhờ ngươi xem vết thương cho cái đồ nghiệp trướng kia. Hồng Văn quay sang, đồ nghiệp trướng có lúm đồng tiền như hoa đang nháy mắt với hắn, trưởng công chúa. Hôm đó trưởng công chúa ra chân yêu cầu Hồng Văn giữ bí mật, Hồng Văn cho rằng nàng đã có kế sách ứng đối. Hiện giờ qua mấy ngày rồi, vết thương khẳng định đã gần lành, thế mà bây giờ trông càng đỏ và sưng tấy hơn. Hồng Văn nhíu mày, mỗi ngày công chúa có thay thuốc đúng hạn không ạ à? đôi mắt đẹp của trưởng công chúa ra chân ngó láo liên trầm mặc không lên tiếng hồng văn lại hỏi mỗi ngày công chúa có tĩnh dưỡng không vết thương đột nhiên sưng đỏ nguyên do chỉ là hoặc nhúng nước hoặc mệt nhọc quá độ hoặc di chuyển vật nặng nên bị cọ sát trưởng công chúa ra chân không trả lời hồng văn cũng không truy vấn chỉ lấy ra rượu thuốc rồi lạnh lùng nhắc nhở sẽ đau lắm xin công chúa tạm thời nhẫn nại trưởng công chúa ra chân nãy giờ vẫn chưa lên tiếng bỗng nghiêng đầu nhìn mặt hồng văn hỏi ngươi tức giận à tay hồng văn đang lắc rượu thuốc chợt chừng lại không dám ưng trưởng công chúa ra chân kéo dài giọng gật gật đầu chân lắc tới lắc lui rõ ràng đang tức giận nhưng ta chưa từng trách ngươi vì sao ngươi tức giận nàng mở to đôi mắt trong suốt vẻ mặt thắc mắc không giống làm bộ hiển nhiên thật sự không hiểu ngọn lửa vô danh cố nén trong lòng hồng văn bùng cháy nhịn không được cao giọng vi thần là đại phu đương nhiên không thể làm ngơ khi gặp người bị thương mà không biết quý trọng thân thể của mình lời vừa ra khỏi miệng chính hắn cũng cảm thấy có vẻ không ổn vội nói tiếp ví dụ tạ tước gia nếu tước gia vất vả cứu bá tánh một thành kết quả vừa quay đầu thì những bá tánh kia tự sát chẳng lẽ tước gia sẽ không tức giận thục quý phi và trưởng công chúa ra chân theo bản năng nhìn về phía tạ ổn anh chàng sửng sốt lập tức lắc đầu không ổn không ổn chuyện đó sao ta dám nghĩ tới coi bộ đây đâu chỉ tức giận bình thường rõ ràng sắp tức giận đến mức nổ tung trưởng công chúa ra chân trầm mặc một lát bỗng dịu giọng thực xin lỗi ối rời ngoan một cách kỳ cục hồng văn sửng sốt chợt hoảng hồn ngẫm lại vừa rồi hình như mình quá nghiêm khắc tính tình của hắn chính là ăn mềm không ăn cứng thấy hồng văn không lên tiếng trưởng công chúa ra chân dùng mũi dày chạm nhẹ và ủng quan của hắn lặp lại lần nữa thực xin lỗi nhè hồng văn không được tự nhiên rụt chân ngọn lửa vừa bừng lên trong lòng phụt tắt rụi công chúa không cần như thế vậy ngươi hãy mau nói không sao đi ai ngờ trưởng công chúa ra chân lại đề nghị một cách nghiêm túc dị thường bằng không buổi tối ta sẽ ngủ không yên. Hồng Văn bị chọc giận đến mức bật cười, đây là tật xấu gì vậy? Hắn theo bản năng nhìn về phía Thục Quý phi và Tạ Uẩn, hy vọng có thể can ngăn một chút vị công chúa tính cách cổ quái này, nhưng không ngờ hai người kia bày ra vẻ mặt thương mà không giúp gì được, hiển nhiên biết rõ ngọn nguồn diễn xuất của trưởng công chúa ra chân từ lâu. Hồng Văn bất đắc dĩ, không có gì ạ. À. Ngẫm lại cũng thật buồn cười, người ta nói xin lỗi hắn, nhưng không hiểu sao hắn lâm vào tình trạng tâm hoảng ý loạn trưởng công chúa ra chân quả thật nhẹ nhàng thở phào gương mặt xinh đẹp thỏa mãn một cách thơ ngây giống đứa bé được viên kẹo như mong ước hồng văn bật cười lắc đầu suy nghĩ một chút rồi chân thành khuyên thế gian có biết bao người cầu khỏe mạnh nhưng không thể được như ý nguyện vi thần chỉ mong sau này công chúa yêu quý bản thân nhiều hơn thứ mà một số người vứt bỏ như chiếc giày rách có thể là thứ người khác cầu mà không được hồng văn từng chứng kiến vô số người vì đủ loại nguyên nhân dẫn tới thân thể tàn khuyết bệnh hoạn chỉ hận chính mình không đủ khả năng trị liệu lần này thấy trưởng công chúa ra chân như thế, khó tránh khỏi bực bội nàng không biết quý trọng sức khỏe. Trưởng công chúa ra chân trịnh trọng đáp ứng, nhìn bàn tay đang được rửa rượu thuốc, bỗng nhiên hô, ui ra, đau. Hồng Văn theo bản năng ngừng động tác, ngẩng đầu phát hiện vẻ mặt đối phương chả đau đớn chút nào. Ánh mắt trưởng công chúa ra chân láo liên xảo trá, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc lý luận, ngươi nói sẽ đau, ta là bệnh nhân, đương nhiên phải nghe lời đại phu nên mới hô đau. Hồng Văn đột nhiên ngộ ra vì sao Thục Quý Phi và Tạ Uẩn có bộ dạng bất đắc dĩ. Bị kêu đồ nghiệp chướng thật không oan chút nào. Lời đồn trưởng công chúa dịu dàng đoan trang tao nhã bắt nguồn từ đâu thế này. Vị công chúa ỉu điệu tựa như cô mèo ba tư bị chiều hư, rất nghịch ngợm phá phách nhưng lại biết cách làm nũng. Mỗi khi quấy rối xong là lập tức dùng móng vuốt xinh xắn mềm mại nhẹ nhàng khều khều ngươi, miêu một tiếng nũng nịu là ngươi không cách gì nổi giận được. Hồng Văn thở dài, cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thổi vào lòng bàn tay nàng tiếng hô đau kia chưa chắc là giả dùng băng gạc chấm rượu trà lau vết thương bị làm độc xác thật đau xuyên tim đến tận xương làn hơi thổi ra lành lạnh dường như còn mang theo hương dược thảo đang đắng ngây ngô ngón tay trưởng công chúa ra chân đột nhiên cuộn tròn rất đau ạ à. hồng văn bị động tác thình lình của nàng làm cho giật mình vội cúi đầu thổi thổi thêm nữa miệng còn lẩm bẩm gì đó ngươi nói gì thế hồng văn cười dân gian có cách nói xua cơn đau thế này vết thương phù phù đau đớn bay bay có phải đỡ hơn lúc nãy không ạ à? cho dù lời này phần lớn là dùng để dỗ con nít trưởng công chúa ra chân sửng sốt ánh mắt hơi phức tạp xác thật đỡ hơn nhiều thấy có hiệu quả hồng văn cũng có chút kiêu ngạo khi rắc thuốc bột nhịn không được lải nhải con người đều là phàm nhân bất kể là công hầu vương tước hay bình dân áo vải bị thương sinh bệnh đều sẽ khó chịu công chúa đã bị thương lần này vạn mong mai sau hãy để ý chút cuối cùng nhấn mạnh quá tam ba bận thời tiết nóng ẩm vốn bất lợi cho việc khôi phục nếu công chúa tiếp tục không lưu ý xương tấy mưng mủ đều là nhẹ không chừng sẽ thủng một lỗ lớn đau bao nhiêu khỏi cần nói cũng biết rất đáng sợ vị tiểu đại phu trước mặt đang nghiêm trang nói hưu nói vượn trưởng công chúa ra chân lại không có ý vạch trần mở to mắt nghe chăm chú còn gật gật phối hợp lộ ra vẻ mặt sợ hãi nghe lời nói gần như uy hiếp kia tạ ổn trầm mặc một lúc rồi ghé lại gần hỏi tỉ tỉ có phải hắn đang dọa con nít ở trong quân bao nhiêu năm tạ ổn chưa từng thấy ai chảy ra một chút là biến thành tàn phế Thục quý phi nháo nháo giữa mày, còn không bớt lo bằng con nít đâu. Con nít trong ngoài cung nhiều như vậy, chưa từng thấy đứa nào giữa chưa lén leo cây, đã lén leo cây còn không khéo léo, bị sâu lông đốt, còn làm tay bị thương. Thục quý phi cảm thấy gặp được người bệnh như vậy cũng đủ lao lực, vì thế tay ngọc vung lên, người đâu, dâng trả bánh. Sau đó khó nén đắc ý khoe, nắng nóng không chịu nổi, bổn cung đặc biệt sáng chế một món mắt lạnh giải nhiệt. Ba người đồng loạt giật nảy mình, ba đôi mắt trợn tròn vì sợ hãi. Không bao lâu, có mấy cung nữ bưng khay tới, thoạt nhìn giống như các loại hoa quả tươi trộn với đá đập vụn bình thường, đi ngang qua còn thoang thoảng làn khí hơi lành lạnh. Nhưng khi đặt khay trên bàn mới phát hiện, trong chén vốn nên dưới sữa trắng ngà thì lại có màu xanh lẻ. Trong điện nhanh chóng chìm vào một sự im lặng quỷ dị. Đầu tiên là trưởng công chúa ra chân đứng dậy, vô cùng đoan trang nói, quấy giày quý phi nương nương nửa ngày, muội cũng nên trở về dưỡng thương. Đi được vài bước bèn lén nháy mắt ra hiệu cho Hồng Văn, còn phải làm phiền tiểu Hồng đại phu kê chút dược hồng văn đứng phát lên lập tức vớ lấy hòm thuốc vâng vi thần đi ngay tạ uẩn bị bỏ lại trợn mắt há hốc mồm toàn thân tràn ngập cảm giác tuyệt vọng thục quý phi tặc lưỡi lên tiếng giữ lại bên ngoài đang nóng lắm ăn trái cây trộn đá vụn xong hãng đi hồng văn và trưởng công chúa ra chân lắc đầu nguậy chăm miệng một lời không sao không sao ạ à, chỉ là vầng thái dương thôi mà sợ cái đinh gì phơi nắng khá tốt thấy hồng văn và trưởng công chúa ra chân biến mất nhanh như chớp tạ uẩn căng thẳng nuốt ngụm nước bọt đứng bật dậy à tỷ tỷ này ệ hai người hồng văn vừa quẹo vào khúc cua đầu tiên chợt nghe sau lưng tiếng bước chân hối hả vừa ngoái lại đã thấy tạ ẩn vội vã đuổi theo búi tóc vốn chỉnh tề có chút lộn lộ xộn tạ ẩn vịnh tường thở hồn hển chỉ vào hai người giận dữ mắng không không có nghĩa khí hồng văn thở dài sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi trưởng công chúa ra chân kinh ngạc hỏi oản tỷ chịu thả huynh đi khuê danh của thục quý phi là một chữ oản tạ ẩn thở hát ra Ta lấy cớ đi đón hai mẹ con. Hôm nay Tạ Uẩn mang theo vợ con tiến cung tạ ơn. Một nhà ba người đi bái kiến Long Nguyên Đế trước. Sau đó hai mẹ con đi thỉnh An Thái hậu và Hoàng hậu. Còn mình thì tới tìm tỷ tỷ Thục quý phi ôn chuyện. Ba người liếc nhau, đều thấy được sự may mắn sống sót sau tai nạn trong mắt nhau, không hẹn mà cùng phì cười. À phải, thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng. Tạ Uẩn nói với Hồng Văn, ta định nhờ đệ giúp một chút. Tạ ổn dù sao cũng mới ngoài 20, vẫn còn khí phách thanh niên vết thương cũ vừa lành là đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch chạy tới quân doanh đòi thi bắn tên mọi người đều biết tạ uẩn có thương tích trong người nên lực đạo và độ chính xác không bằng lúc trước hiếm khi tướng quân có hứng thú thi đấu họ bèn giao ước kỹ càng nếu thua là phải chấp nhận sau đó từng người một bị tạ uẩn chém giết không còn mảnh giáp mãi đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ hóa ra thằng nhãi danh vụng trộm đi trị thương rất nhiều người mừng cho anh chàng nhưng cũng khá nhiều người tức điên vì bị trêu đùa vì thế vây quanh đẻ anh chàng đánh hội đồng hỏi sự tình trải qua. Tạ ổn vốn đang muốn khoe khoang, dĩ nhiên hỏi gì đáp nấy, đặc biệt tán dương y thuật của Hồng Văn đến tận mây xanh. Người tập võ quanh năm ít nhiều gì đều bị vài thương tích trên người. Thấy tạ ổn xưa nay kiêu ngạo mà lại tôn sùng một vị đại phu đến thế, mọi người không khỏi dục dịch, nhất là một người đặc biệt nôn nóng. Tạ ổn có một bộ hạ lần này cùng hồi kinh được thưởng, trở về nhà mới biết vài năm trước mẫu thân không cẩn thận bị té ngã. Bởi vì trị liệu không hiệu quả nên để lại di chứng, hiện giờ đi đứng bất tiện, mỗi khi trời âm u hay mưa gió là bị đau đớn khó nhịn, đêm không thể ngủ. Người nọ là đứa con có hiếu, khó tránh khỏi vô cùng tự trách, tìm thầy trị bệnh hỏi dược khắp nơi. Ngặt nỗi y không giao thiệp rộng, chức quan lại thấp, thực sự tìm không được danh y, sau khi trần chọc bèn căng ra đầu cầu tạ ổn giúp đỡ. Vốn ta còn định dùng danh nghĩa nhà mình mời một vị thái y, tạ ổn cười nói, hiện giờ gặp được đệ cần gì bỏ gần tìm xa. Không sợ nói câu thật lòng khiến đệ bực bội, thân phận hắn có hạn, kinh thành lại quá nhiều thị phi, nếu tùy tiện mời thái y khó bảo đảm không xảy ra lời đồn đãi ngược lại không ổn hồng văn cười nếu vì điểm này mà lại bực bội đệ thành người nào chữa bệnh phải nhân lúc còn sớm chọn ngay chi bằng nhằm ngày lát nữa hãy đến đó đi để nghe ta nói xong tạ ổn xua tay chuyện này khó ở chỗ mẫu thân hắn tang chồng khi còn trẻ một mình nuôi hai đứa nhỏ khôn lớn tính tình cứng cỏi lại không chịu thiếu nợ ai nên cuộc sống khá gian nan hiện giờ ở kinh thành chi tiêu cao ngất ngưỡng ước gì có thể bẻ một văn tiền làm hai để xài. Càng không dám bỏ tiền mời đại phu mua dược, chỉ ngay ngày cầu thần bái Phật, uống mấy thứ nước cho bùa linh tinh. Hồng Văn đã hiểu, kinh động thái y viện tất nhiên thiếu một đại ân, nếu để bà lão biết thì đương nhiên càng không muốn trị liệu. Hai người đàn ông nhìn nhau, chưa tìm ra được biện pháp gì để giấu trời qua biển. Trong lúc đang khó xử, chợt nghe trưởng công chúa ra chân bên cạnh khẽ cười, chuyện này không khó. Hồng Văn và Tạ Ẩn cùng nhau quay sang, rất giống hai bông lúa bị gió thổi nghiêng sang một bên, nói thế nào. Trưởng công chúa ra chân tiện tay ngắt một đóa hoa nguyệt quý ngắm nghĩa, không đáp hỏi lại, mẫu thân hắn thích cầu thần bái Phật. Tạ ổn gật đầu, đúng vậy, bởi vì trưởng tử quanh năm ở ngoài đánh giặc, bà ấy cực kỳ thành kính, đây không phải xong rồi. Trưởng công chúa ra chân vỗ tay, cười nói, ngày 12 tháng này là hội chùa ở thành Tây, chắc hẳn bà ấy sẽ đi bái Phật. Các vị chỉ cần lập một quán chữa bệnh từ thiện, vừa có thể bí mật giải quyết nan đề, còn có thể thuận tiện giúp đỡ dân chúng kham khổ, chẳng phải là chuyện tốt một hòn đá chúng mấy con chim. Nghe vậy cả Hồng Văn và Tạ Uẩn đều sừng sốt, sau khi lấy lại tinh thần đồng loạt khen hay. Tạ Uẩn vỗ chán, diệu kế diệu kế, thế mà ta không nghĩ tới. Hồng Văn khen, khó trách ai cũng nói mấy cô gái nhỏ rất linh hoạt. Trưởng công chúa dịu dàng trong lời đồn đãi tất nhiên không đúng rồi, nhưng thông tuệ nhạy bén thì thực sự có thể thấy được một chút. Trưởng công chúa ra chân nghiêng đầu nhìn Hồng Văn, xoay vòng vòng đóa nguyệt quý đỏ tươi, ý vị thâm trường hỏi cô gái nhỏ hồng văn nháy mắt đột nhiên nhanh trí chắp tay cúi người thật sâu tâm tư công chúa nhạy bén kỳ diệu trưởng công chúa ra chân cười đắc ý người đẹp hơn hoa cả ba người đều có hứng thú nên quyết định không rời đi tìm cái đỉnh hóng gió gần đó ngồi xuống bàn bạc tỉ mỉ chọn mua dược liệu thế nào dựng lều thế nào đề phòng có người đục nước béo cỏ thế nào vân vân trưởng công chúa ra chân sảng khoái nói không cần lo lắng vấn đề chi tiêu để đó cho ta long nguyên đế tuy coi trọng tiết kiệm nhưng với tư cách là một công chúa hòa thân của hồi môn cho trưởng công chúa ra chân cực kỳ phong phú sau đó dù chưa chính thức thành thân nhưng cũng thuận lợi tiếp thu hơn nửa gia nghiệp của phò mã nếu tính ra e rằng cả hoàng thất không ai giàu hơn trưởng công chúa khi ngẩng đầu lên lần nữa hồng văn không khỏi cảm thấy quanh thân trưởng công chúa được bao bọc bởi vầng hào quang lộng lẫy trói sáng qua loa mắt thật ganh tị tạ ổn lo lắng nhưng nếu làm vậy khó tránh khỏi gióng trống khua chiêng dù gì a văn cũng là người của thái y viện trưởng công chúa ra chân gật gật đầu vụ này không khó lát nữa ta sẽ xin phép hoàng huynh hồng văn nhìn tạ ổn quay sang nhìn nhìn trưởng công chúa ra chân chật một tiếng giật giật ống tay áo tạ ổn cực kỳ nghiêm túc hỏi vậy tạ huynh giúp ích được gì trưởng công chúa và mình người ra tiền người ra sức đấy tạ ổn ủa ủa chuyện này rõ ràng là ta khởi đầu nhưng đến cuối cùng ta bị đẩy đi nơi nào thế nhỉ ba người chia tay ở ngự hoa viên Trưởng công chúa ra chân vừa về cung của mình thì có cung nữ ra bẩm báo. Công chúa vừa rồi hoàng thượng phái người tặng thịt dê tươi non, cần gọi người nấu món gì nếm thử không ạ? À. Quả nhiên một miếng thịt dê vừa to vừa béo, chắc không thể dưới 3-4 cân. Đặt trên một khối băng thật to để giữ độ tươi, tỏa ra hơi lạnh nhẹ nhẹ. Thật ngốc quá, thanh nhạn mắng. Thịt dê tính lạnh còn là thức ăn kích thích, tay công chúa bị thương sao có thể ăn được? Gạt bệ hạ thì thôi, ngươi còn suối thêm vào. Nếu là trước kia trưởng công chúa ra chân tất nhiên không để ý tới vụ kiêng cử này cùng lắm thì vết thương lành chậm một chút đâu có sao nhưng nghĩ lại vừa rồi ở thường thanh cung đã hứa với người nọ không đành lòng để anh chàng thất vọng nàng hơi trầm ngâm thanh nhạn vị tiểu lại mục kia hiện ở nơi nào nghe nói sư phụ vị đó có chút giao tình với hà viện phán hiện giờ ở tại hà gia thanh nhạn đáp nói đúng ra hắn trị cho ta hai lần ta chưa từng cho tạ lễ trưởng công chúa ra chân gật gật đầu kêu người đem thịt này đưa đi hà gia sau khi trở lại thái y viện hồng văn còn chưa ngồi nóng ghế đã nghênh đón người ninh thọ cung đối phương uyển chuyển biểu đạt tình cảm nhớ nhung của ngũ hoàng tử thời tiết càng ngày càng nóng nhiều người trong cung không chịu nổi nóng nực thượng cấp giao nhiệm vụ cho thái y viện chế tạo thuốc tễ giải nhiệt từ thái y cho tới y sinh y sĩ đều bị điều động mấy ngày liên tiếp không nhàn rỗi tất cả mọi người vo thuốc đến mức đôi tay sưng đỏ trong mơ cũng đang gấp rút đẩy nhanh tốc độ vo viên giấc mộng lúc nửa đêm rất đáng sợ hồng văn trẻ tuổi kinh nghiệm ít còn là lại mục đương nhiên phải cần mẫn hơn so với người khác, khó tránh khỏi bỏ bê một bên. Sau khi tính toán sơ sơ, coi bộ đã ba ngày không đến ninh thọ cung, thôi chết, thất sách, thất sách quá rồi. Lập tức bất chấp tất cả, Hồng Văn vội vã vớ lấy hòm thuốc chạy tới ninh thọ cung. Qua hết năm nay là ngũ hoàng tử phải chính thức học vỡ lòng, hiện giờ bắt đầu tập viết, thấy Hồng Văn tới lập tức sử dụng cả tay lẫn chân bỏ xuống ghế thái sư, điên cuồng lao tới. Tiểu Hồng đại nhân, đã lâu huynh không tới, ngũ hoàng tử dầu dĩ trách bị một đứa nhỏ lên án, Hồng Văn cảm thấy áy náy tràn ngập, thực xin lỗi. Dạo này vi thần quá bận, về sau nhất định thường xuyên tới đây. Ngũ hoàng tử bĩu môi, Tam ca nói nhất định huynh có đứa nhỏ khác ở bên ngoài, cho nên quên ta rồi. Hồng Văn không biết nên khóc hay cười, nghĩ thầm thằng nhãi Tam hoàng tử kia người không lớn mà đầu óc không đơn giản, còn châm ngòi ly gián nữa chứ. Hắn đang chửi thầm nên không chú ý ánh mắt Ngũ hoàng tử đã ảm đạm hẳn, cả người héo rũ, vừa dùng chân nhỏ cọ cọ mặt đất vừa liếc mắt nhìn trộm hắn xoắn ngón tay lý nhí vậy cho dù có đứa bé khác tiểu hồng đại nhân có thể tiếp tục thích ta được không dường như sợ hồng văn không đáp ứng nhóc vội vàng dùng hai ngón tay ngắn cũng kéo ra một khoảng cách rất nhỏ rất nhỏ hay là hay là chỉ thích một chút như vậy là đủ rồi khi nói lời này miệng nhóc mím lại vành mắt hơi phím đỏ cả người trông vừa nhẫn nhịn vừa kiên cường sau khi phục hồi tinh thần cả người hồng văn đều không được tốt trời thần ơi sao trên đời lại có một đứa trẻ dễ thương và hiểu chuyện như vậy Hồng Văn lập tức cảm thấy mấy ngày qua mình là một kẻ khốn nạn tội ác tài trời. Sao có thể khiến một đứa trẻ thương tâm đến thế, ngươi còn đáng làm đại phu nữa không? Hắn thậm chí không rảnh quan tâm đến sự có mặt của tất cả nha hoàn và nhũ mẫu, khom lưng bế ngũ hoàng tử lên. Dùng chán mình nhẹ nhàng cọ cọ vào chán nhóc, nghiêm túc xin lỗi là tiểu hồng đại phu không tốt, về sau sẽ sửa, điện hạ tha thứ vi thần được không? Ngũ hoàng tử lập tức nín khóc mỉm cười, đôi mắt to mù xương tràn đầy vui mừng, ta không trách tiểu hồng đại phu nha. Dừng một chút rồi cẩn thận hỏi, "Vậy về sau huynh vẫn đến chơi với ta chứ?" Hồng Văn hiện tại chẳng còn lý trí gì đáng nói, điên cuồng gật đầu, "Nhất định, nhất định." "Vậy, vậy hãy kéo câu ngoác ngoác." Gương mặt nhỏ của Ngũ hoàng tử sáng ngời, vội vàng duỗi ngón tay út, trịnh trọng nói, "Kéo câu thì không thể đổi ý, bằng không thần tiên trên trời sẽ không cao hứng." Đối với con nít, thần tiên tức giận thật sự là chuyện đáng sợ nhất. Hồng Văn cũng thực nghiêm túc gật đầu, "Kéo câu ngoác ngoác 100 năm không được thay đổi." hiện tại điện hạ tin tưởng vi thần chưa ngũ hoàng tử hơi ngượng ngùng cằm nhỏ mu mút tựa vào hõm cổ hồng văn nhỏ giọng phản bác ta đâu bao giờ không tin tiểu hồng đại phu hồng văn đột nhiên phát hiện cậu bé này và tam hoàng tử có thêm một điểm tương đồng cả hai đều là những cậu nhóc nói một đằng nghĩ một nẻo sau khi Tư tan hiểu lầm hồng văn hướng dẫn ngũ hoàng tử tập một hồi ngũ cầm hí ngũ cầm hí có thể rèn luyện gân cốt nhưng không quá mệt mỏi hơn nữa bắt chước các tư thế động vật cũng rất thú vị thích hợp cho cậu bạn nhỏ sức khỏe yếu ớt chậm rãi làm theo. Ngũ hoàng tử rất thích chơi trò này, mỗi khi bắt chước loại động vật nào còn sẽ giống lên tiếng kêu của con vật đó. Hồng Văn còn chưa kịp làm mẫu xong thì chính cậu nhóc đã vui vẻ làm được ngay, mặt mày đỏ bừng, bộ dáng hoạt bát hoàn toàn khác hẳn với đứa bé xanh sao bệnh tật trước kia. Ai ngờ một nhũ mẫu của ngũ hoàng tử lại cảm thấy đường đường là một hoàng tử mà bò lồng ngổm khắp nơi tập ngũ cầm hí thật mất thể thống, âm thầm thêm mắm thêm muối bẩm báo văn phi nhưng văn phi thấy con trai tập luyện môn này hàng đêm ngủ say ăn uống cũng ngon miệng trong vòng mấy chục ngày mà đã nhảy vóc nên cao hứng vô cùng nghe xong lời tố cáo bèn cười khẩy nhìn chằm chằm bà vú không nói lời nào bà vú bị văn phi nhìn đến mức mồ hôi lạnh chảy dòng không dám ngẩng lên sau đó nghe văn phi đập cây quạt xuống bàn thật cho rằng bổn cung không biết trong bụng ngươi chứa thứ gì còn không phải thấy hoàng nhi và hồng đại nhân càng ngày càng thân cận ngay cả nhũ mẫu là ngươi cũng bị bỏ lại phía sau sợ địa vị khó giữ cung quy nghiêm ngặt sau khi các hoàng tử đi học phải dọn tới cư trú ở quỳnh lâm điện mãi đến khi lập phủ riêng mới được ra cung mà trong thời gian mười mấy năm trưởng thành kia người thân cận nhất làm bạn với các hoàng tử chính là nhũ mẫu các triều đại trước đều có một vài nhũ mẫu bụng dạ khó lường mưu toan khống chế hoàng tử cứ thế dạy hư một đứa trẻ năm xưa khi chọn lựa nhũ mẫu cho ngũ hoàng tử văn phi đã dốc hết tâm huyết vốn tưởng rằng là người tốt nhưng không ngờ ở lâu mới biết lòng người có thể nào không tức giận thấy chút tính toán nhỏ nhen của mình bị bại lộ bà vú kia tức khắc sợ tới mức hồn phách lên mây dập đầu không ngừng liên tục hô to mình không có ý này văn phi cười lạnh người bên ngoài đều nói bổn cung nhân từ hiền lành các ngươi bèn xin lòng muốn tính kế mẹ con chúng ta nếu ngươi thật lòng vì chủ tử thấy hoàng nhi càng ngày càng khỏe mạnh thì tự nhiên phải cảm kích vô cùng làm gì còn có vụ đặt điều tố cáo linh tinh bà vú hối hận vô cùng liên tiếp xin tha văn phi không để ý chỉ lãnh đạm bảo hồng nguyệt Bà Vũ không chịu được thời tiết nóng nực bị chóng váng đầu óc, tinh thần cũng không được tốt, thả về nhà cho tạm nghỉ, khi nào khỏe lại hãng tính. Hồng Nguyệt Thư vâng, gọi người trực tiếp bịt miệng bà Vũ, nửa lôi nửa sách kéo ra ngoài. Trong triều đại lộc mỗi vị hoàng tử công chúa đều có hai bà Vũ, hiện giờ ngũ hoàng tử đã ăn uống không khác gì người lớn, thiếu một người cũng chả ảnh hưởng gì. Chiêu giết gà dọa khỉ của Văn Phi tạo ra hiệu quả thật tốt, bà Vũ còn lại thấy kết cục của đồng bạn thật như gặp đòn cảnh tỉnh. Lập tức thu lại hết thảy tâm tư không nên có, chuyên tâm hầu hạ. Hồng Văn hoàn toàn không biết gì về một đoạn nước ngầm mãnh liệt này. Hai người náo loạn trong chốc lát, Ngũ hoàng tử nhất định lôi kéo Hồng Văn đi gặp Tam hoàng tử, Tam ca cũng rất nhớ huynh, chúng ta tìm Tam ca chơi nhé. Ngũ hoàng tử người nhỏ chân ngắn, Hồng Văn thả chậm bước chân đi theo nhóc, nghe vậy bật cười, sao điện hạ biết được? Tam ca thường xuyên chạy tới tìm ta đấy. Ngũ hoàng tử nghiêm túc giải thích, trước kia ca ca không làm vậy hồng văn sững sờ nhìn cái ót tròn vo của nhóc một đứa bé nhỏ xíu mà đã thông minh đến vậy sao chỉ từ một chút hành vi khác thường là có thể suy đoán ra đủ thứ tuy nhiên hồng văn lập tức không kịp nghĩ thêm bởi vì ập vào trước mặt là tình huống vô cùng xấu hổ ngoại trừ tam hoàng tử trong cung còn có các thư đồng con cái nhà huân quý cùng nhau học hành khi hồng văn và ngũ hoàng tử đến bên ngoài lớp học tiên sinh đang giảng bài thị vệ đứng xung quanh đều nhìn chằm chằm hồng văn và ngũ hoàng tử chỉ ngại thân phận ngũ hoàng tử nên không tiện ngăn trở Hồng Văn cười gượng liên tục chào, các vị đại nhân mạnh giỏi. Mấy thị vệ, hai vị không tới thì chúng ta mạnh giỏi hơn. Hồng Văn càng thêm xấu hổ đến mức vò đầu bứt tai, thầm nghĩ không ổn rồi. Vừa định khuyên bảo Ngũ hoàng tử trở về thì thấy ông tướng con chạy lon ton tới cửa lớp, trước tiên ra dáng ra hình chắp tay thỉnh an tiên sinh, sau đó vịn vào khung cửa thò đầu vô ngó láo liên, vui vẻ hô, Tam ca, để đưa tiểu hồng đại nhân tới thăm ca này. Sức khỏe nhóc chuyển biến tốt đẹp đầu xuân sang năm sẽ chính thức tới thư phòng học tập nên biết luật lệ nơi này. Vì thế cậu nhóc không dám tùy tiện xông loạn vào trong, nửa người dưới còn dán vào khung cửa bên ngoài. Nửa người trên đã thò hẳn vào bên trong như một chú thần lằn bự, khiến Hồng Văn sợ tới mức vội vàng chạy tới chụp giữ lo cậu nhóc té ngã. Lớp học vừa rồi còn lanh lảnh thanh âm đọc sách lập tức lặng im như tờ, mọi người trước tiên đổ dồn ánh mắt về phía Ngũ hoàng tử, sau đó chuyển sang Tam hoàng tử. Cuối cùng đồng loạt dừng lại trên người Hồng Văn đang đứng nhòm chừng ở cửa, dường như muốn tìm hiểu xem vị tiểu hồng đại nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến hai hoàng tử đều canh cánh trong lòng. Các thị vệ canh cửa đã xoay người, trong tư thế sẵn sàng tóm cổ kẻ phá rối. Hồng Văn âm thầm kêu khổ, nghĩ bụng tiêu rồi tiêu rồi, chuyện xấu chuyện xấu. Tam hoàng tử ngượng đến mức mặt mày đỏ bừng, vừa cảm động vì tình cảm của đệ đệ, vừa hổ thẹn bởi vì mình mà quấy nhiễu lớp học. Lập tức đứng dậy hành lễ với tiên sinh, học sinh có lỗi, vọng tiên sinh trách phạt, xin đừng, xin đừng trách cứ ngũ đệ vị tiên sinh kia họ bạch là đại nho đương thời nhưng cũng rất thông tình đạt lý vuốt râu cười nói huynh hữu đệ cung là chuyện tốt có lỗi gì vì sao lão phu lại phải trách phạt nói xong ông xoay người ra trước cửa chắp tay sau lưng cúi người đối diện với ngũ hoàng tử điện hạ tới tìm huynh trưởng chơi à ngũ hoàng tử quá lùn cho dù tiên sinh đã khom lưng nhưng nhóc vẫn phải ngửa đầu nhìn cả người mất thăng bằng nên loạn choạng úi ra một tiếng rồi ngã bật ra đằng sau may mà có hồng văn vừa vặn đỡ được thân thể con nít mềm mục còn mang theo hương sữa nhàn nhạt, nhạt con tim hồng văn tức khắc hóa thành bãi nước nhân cơ hội vuốt đầu con người ta bạch tiên sinh thấy vậy ôi trời là lỗi của lão phu chân cẳng lão phu không được tốt nên không thể ngồi sổm hổ thẹn hổ thẹn điện hạ có bị dọa không ngũ hoàng tử bò dậy từ trong lòng hồng văn trước tiên nghiêm túc nói lời cảm tạ cảm ơn tiểu hồng đại nhân sau đó giơ tay sờ sờ chân bạch tiên sinh hàng mày nhỏ nhíu lại đau lắm ạ à. bạch tiên sinh cười ha hả gật đầu đúng vậy rất đau cho nên điện hạ nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Bạch tiên sinh xuất thân bần hàn, khi còn trẻ ở ngoài cầu học vô ý tổn thương chân cẳng do giá rét. Hiện giờ gần như hoàn toàn không cách gì cong đầu gối, ngay cả Long Nguyên Đế cũng miễn cho ông phải quỳ lại. Phía sau lớp học đặt một trường kỷ, đặc biệt để ông tạm ngả lưng vào giờ giải lao. Ngũ Hoàng tử cảm thấy ông cụ này thật đáng thương, tiểu hồng đại nhân rất lợi hại, tiên sinh hãy để huynh ấy trị cho. Nói xong bèn ngoái đầu nhìn Hồng Văn, có phải hay không? Hồng Văn sửng sốt, nếu hạ quan có thể trị dĩ nhiên dùng hết toàn lực ngặt nỗi hạ quan chỉ là lại mục thể theo quy định thì không tiện đơn độc khám chữa vừa lúc cây nhang trên bàn đã cháy hết bạch tiên sinh kêu các học sinh nghỉ tạm sau đó mỉm cười nói đa tạ ngũ điện hạ quan tâm bệnh này của lão thần đã có ngọn nguồn từ lâu bệ hạ cũng từng bảo thái y nhìn qua e rằng không còn chữa được ngũ hoàng tử chớp chớp mắt bướng bỉnh nói tiên sinh cứ thử xem sao tiểu hồng đại nhân thật sự rất lợi hại ở trong lòng nhóc coi bộ thiên hạ không còn đại phu nào lợi hại hơn tiểu hồng đại nhân. Tiên sinh có điều không biết, tam hoàng tử cũng đi tới, hồng lại mục thời trẻ đã hành nghề y ở dân gian, khác hẳn với các thái y khác, biết đâu có thể có chuyển cơ cũng không chừng. Rồi quay sang hồng văn thuyết phục, cũng không tính là chân chính khám chữa, chỉ tùy tiện xem chút thôi. Nếu không thể trị được dĩ nhiên không sao, nếu quả thật tốt hơn, chẳng lẽ phụ hoàng sẽ trách tội huynh vì trị hết bệnh. Thấy tam hoàng tử cũng nói như vậy, bạch tiên sinh thật sự ngạc nhiên bởi vì từ nhỏ tăng mẫu nên tính cách tam hoàng tử có chút thu mình và sống nội tâm hiếm khi ngưỡng mộ một người nhiều như vậy người nào mà không khát vọng được khỏe mạnh hiện tại cũng không bận rộn gì thử một chút có lẽ cũng không sao bạch tiên sinh hơi cân nhắc rốt cuộc đáp ứng vì thế hồng văn dẫn hai cậu nhóc tùy tùng theo bạch tiên sinh vòng qua bình phong đi vào phòng trong bắt mạch cho ông bên ngoài các học sinh đều tò mò ngại thân phận không tiện tiến đến vây xem cứ tranh thủ cơ hội trò chuyện và hoạt động để ngảnh cổ ngóng xem mạch trầm và trì, sáp và kết, đôi khi bị gián đoạn, các vị đại nho hầu như không có sách nào mà không đọc, hơn nữa bệnh lâu thành y giả, ít nhiều gì cũng hiểu biết một chút về y lý. Vì thế Hồng Văn báo lại tỉ mỉ kết quả bắt mạch cho ông cụ nghe, hàn khí thâm nhập tận xương, kinh mạch bị cản trở, vì thế máu huyết không thông. Bạch tiên sinh gật đầu, đúng rồi, trước kia các thái y cũng nói giống vậy. Hồng Văn để ông cụ nằm sấp trên giường, trước tiên ấn ấn dọc theo hai bên sống lưng của ông nơi này thường xuyên đau nhói như kim đâm chạy dọc xuống phía dưới bắt đầu từ sau gáy chạy thẳng đến tận xương cụt sau đó tràn xuống hai đầu gối bạch tiên sinh rất ngạc nhiên đúng thế trước kia dĩ nhiên cũng có thái y nhìn ra nhưng thiếu niên này chỉ vừa bắt mạch xong là biết ngay có thể thấy được thực sự khá bản lĩnh quần áo mùa hè mỏng manh không cần cởi hồng văn ấn thêm mấy cái trong lòng hiểu rõ toàn thân con người có tám mạch kỳ kinh trong đó đặc biệt hai mạch nhâm và đốc là quan trọng nhất. Các đường kinh mạch tựa như mạng nhện trải rộng trong cơ thể, kết nối các hoạt động. Hồng Văn nhấn một cái vào huyệt huyền khu và huyệt mệnh môn, nghe bạch tiên sinh suýt xoa, hai nơi này bị thương nặng nhất lâu nhất. Để lại di chứng, xương sống khó có thể chống đỡ, vì thế mới dần dần liên lụy những chỗ khác bị tổn thương. Hồng Văn cởi áo ngoài, vén tay áo bày ra tư thế sẵn sàng, trước tiên hạ quan giúp tiên sinh xoa bóp để kinh mạch giãn ra, sẽ thoải mái hơn các khớp ở thắt lưng và sống lưng ông cụ đều cứng đờ, khiến ông cụ khó có thể chống đỡ được. Bạch tiên sinh vốn không ôm kỳ vọng gì, nhưng nghe vị tiểu lại mục này phân tích rõ ràng, coi bộ còn có hy vọng chuyển biến tốt đẹp, khó tránh khỏi sinh ra một chút mong chờ từ tận đáy lòng. Làm phiền làm phiền, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử đứng xem chăm chú, thấy hồng văn chồng hai bàn tay lên nhau rồi ấn nhẹ xuống lưng ông cụ. Dường như chả dùng bao nhiêu sức mà bạch lão tiên sinh đã suýt xoa thành tiếng, mặt vốn tái nhợt dần dần, dần có huyết sắc, trên trán dịn ra một lớp mồ hôi mỏng bạch tiên sinh đứng hơn nửa ngày đã sớm đau lưng đau chân khó có thể chống đỡ hiện tại được hồng văn xoa bóp cảm giác cả người sảng khoái tay chân bùn rùn quả thực linh hồn nhỏ bé muốn bay bổng hồi lâu không xoa bóp cho ai hồng văn cũng có chút ngứa nghề lập tức trổ hết tài năng ấn nắn bạch lão tiên sinh từ trên xuống dưới giống như nhào bột chính mình cũng toát mồ hôi đầy người hồng văn xoa bóp hết sức chăm chú hai vị hoàng tử cũng xem vô cùng nhập tâm hoàn toàn không chú ý bên ngoài đột nhiên chẳng còn động tĩnh gì. Tiên sinh, vài ngày tới hạ quan sẽ xoa bóp cho ngài thêm vài lần. Hồng Văn hưng phấn đề nghị, ba ngày sau sẽ phối hợp với châm cứu. Trượng lại giữa câu vì chẳng thấy bạch tiên sinh ừ hử gì, Hồng Văn vảnh tai lắng nghe, đột nhiên chuyển đến từng đợt tiếng ngáy rất nhỏ. Đôi mắt tam hoàng tử trợn tròn xoe, cậu bé thật cẩn thận thò lại gần nhìn nhìn, kinh ngạc, vội ngoái đầu báo cho Hồng Văn, tiên sinh ngủ rồi, phụ hoàng. Tiên sinh ngủ rồi, phụ hoàng, hồng văn hết hồn hết vía đột nhiên xưng hồ lên trước kiểu gì muốn mạng thế này tuy nhiên ngay sau đó một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu rất oai phong rất quen tai thật thoải mái như vậy hồng văn và ngũ hoàng tử đồng loạt quay đầu lại đối diện với gương mặt tuấn mỹ mang theo điểm hoài nghi của long nguyên đế mọi người bên ngoài sớm đã quỳ ngay ngắn đầy đất hồng văn vội vàng thỉnh an long nguyên đế quan sát bạch tiên sinh đang ngủ ngon lành móc ngón tay ra hiệu cho hồng văn ý bảo đi ra ngoài nói chuyện đoàn người lặng lẽ ra đình viện long nguyên đế chắp tay sau lưng đi vài vòng xung quanh hồng văn ánh mắt phức tạp giọng điệu cổ quái hiện giờ lá gan ngươi càng lớn tự mình chạy đến thư phòng nhận việc hồng văn thật ra cũng ngượng lắm đấy ạ hồng văn gạt mồ hôi trên cằm vô cùng thành khẩn bẩm vi thần không có đâu ạ à. tất cả đều là trùng hợp thưa bệ hạ nào có nhiều trùng hợp như vậy long nguyên đế sụ mặt toàn thân ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông đều viết chữ không tin tại sao lần nào cũng để chậm bắt được hồng văn há miệng thở dốc nhỏ giọng lẩm bẩm chỉ là thỉnh thoảng gặp phải long nguyên đế trừng mắt nếu ngươi không làm trẫm có thể gặp phải hả hồng văn nghẹn họng nói có sách mách có chứng quả thực không cách gì phản bác vạn công công đứng phía sau cũng tràn đầy cảm khái nếu nói không trùng hợp không thành văn vậy ông trời thật quá yêu văn chương rồi ngũ hoàng tử nhìn hồng văn rồi nhìn sang long nguyên đế nhẹ nhàng giật giật ống tay áo ngài phụ hoàng là nhi thần nhờ tiểu hồng đại nhân đấy hạ tam hoàng tử yên lặng tiến lên nhi thần cũng nhờ ạ Long Nguyên Đế thể nghiệm cảm giác bị chúng bạn xa lánh, trầm mặc một lúc rồi thạnh quá thành giận, nhìn xem, hai hoàng nhi ngoan ngoãn của chấm đều bị ngươi xúi dục. Hồng Văn, trục mũ kiểu này thì biết kêu oan thế nào, thật đúng là còn oan hơn đậu Nga. Long Nguyên Đế nheo mắt nhìn Hồng Văn, thấy hắn cục mi rũ mắt rụt cổ đứng khép nép trông rất ngoan khiến ngài cảm thấy hơi buồn cười. Ngài nhìn nhìn về hướng Bạch Tiên Sinh ở phòng trong, bệ vệ uy nghi ngồi xuống ngoài hành lang, mấy hôm nay phê duyệt tấu trương, cổ hơi bị mỏi. Hồng Văn nháy mắt đột nhiên nhanh trí, vội chân cho sán lại gần, "Thỉnh bệ hạ cho phép vi thần giúp bệ hạ xoa bóp một chút được không ạ?" Long Nguyên Đế làm ra vẻ do dự, "Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn thế, chấm thử ngươi cơ hội này." Hồng Văn đa tạ bệ hạ. Trước khi Hồng Văn bắt đầu, Long Nguyên Đế còn đang âm thầm chê bai, "Chỉ là mấy thủ pháp xoa bóp tầm thường mà thôi, cứ làm như chưa ai từng được thử, có gì đặc biệt hơn người?" Kết quả tay Hồng Văn vừa ấn xuống, à, ủa, ủa, ừm được quá chứ nhỉ?" trong lòng long nguyên đế thoải mái vô cùng nhưng lại không muốn để thằng nhãi này đắc ý miễn cho sau này hành sự càng không kiêng nể gì vì thế cố gắng nén xuống mọi người thấy vẻ mặt long nguyên đế phức tạp khó diễn tả hoàn toàn nhỉ không ra vui giận không khỏi càng thấp thỏm tam hoàng tử lén nhìn sắc mặt lão cha nhà mình không hiểu sao lại nhớ tới con mèo tam thể mập tròn của hoàng hậu nương nương chú mèo béo ụt ịt mỗi ngày chỉ thích nằm ườn ra phơi nắng còn thích dụ người vuốt ve nó trong cổ họng sẽ phát tiếng gừ gừ sung sướng sau đó thân thể càng mềm càng duỗi bẹp ra, rất giống một bãi bánh dẻo áp chảo. Tuy so sánh như vậy thật sự đại bất kính, nhưng trước mắt bộ dáng phụ hoàng, tội lỗi tội lỗi. Sau khi xoa bóp xong, Long Nguyên Đế bỏ đi không nói một lời, nhưng không lâu sau Thái Y Viện nhận được một đạo ý chỉ, chỉ định lại mục hồng văn mỗi ngày xoa bóp cho Hoàng thượng và Bạch Lão tiên sinh. Vạn công công đích thân tới truyền chỉ hợp cùng mọi người trong Thái Y Viện vây quanh chúc mừng, thấy mặt mày hồng văn nhăn nhó đồng loạt cười ổ, an ủi, người tài thường nhiều việc, người tài thường nhiều việc thôi mà tiểu hồng lại mục tiền đồ vô lượng hồng văn nhỏ giọng chửi thầm chỉ bắt người ta bỏ công mà chả thấy bổng lộc tăng lên chút nào đây chẳng phải hiếp người quá đáng hay sao vào ngày chữa bệnh từ thiện hồng văn nhìn trưởng công chúa ra chân tam hoàng tử ngũ hoàng tử xếp hàng ngang trước mặt mình thật không thể thốt nên lời ba người đều thay y phục giản dị song từ nhỏ sống trong nhung lụa nên vẫn khó giấu được dáng vẻ xuất chúng ai cũng có thể nhìn ra họ đều là con cháu thế gia trưởng công chúa ra chân mỉm cười xinh đẹp tam hoàng tử cố giữ nghiêm gương mặt nhỏ nhưng đôi mắt lại nhịn không được đảo quanh từ phía ngũ hoàng tử càng trực tiếp hơn lon ton tiến lên kéo tay hồng văn ngửa đầu cười ngọt ngào tiểu hồng đại nhân mạnh giỏi một thị vệ mặt sắt đen xì có vẻ là đầu lĩnh lên tiếng tiểu hồng đại nhân bệ hạ truyền khẩu dụ các hoàng tử đều lớn cũng nên ra ngoài học hỏi thêm kiến thức hồng văn nghe cũng có lý đấy cơ mà có quan hệ gì đến ta ngài đóng gói tất cả đưa tới đây nếu lỡ xảy ra sự cố thì nên làm thế nào cho phải May còn vị công chúa kia đã đủ tuổi trông trẻ nít Bằng không hôm nay chẳng phải thêm một nhóc nữa Tựa như nhận ra nỗi băn khoăn của Hồng Văn Thị vệ kia nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng Tiểu Hồng đại nhân không cần lo lắng Bệ hạ đã phái nhóm người của ti chức âm thầm bảo hộ Đã bàn giao đến nước này Hồng Văn còn có thể cựa quậy gì Đành phải xoa xoa gò má mũ mĩm của ngũ hoàng tử tìm an ủi Qua một lát mới vô cùng nghiêm túc nói với thị vệ kia Có một vấn đề rất quan trọng thị vệ thấy hắn nghiêm túc như vậy cũng tập trung tinh thần xin mời chỉ giáo trước lúc tới đây bệ hạ đã phân phó vị tiểu hồng đại nhân đôi khi có ngôn hành cử chỉ khả năng khác hẳn người thường nhưng lại là người biết chừng mực bảo bọn họ tận lực phối hợp hồng văn nghiêm túc nói về sau xin gọi ta là hồng đại nhân hoặc hồng lại mục nếu không tiện thì cứ kêu hồng văn cũng được chả biết là ai khởi sướng tại sao mỗi người cứ phải thêm vào chữ tiểu thế này toàn bộ thái y viện chỉ có mỗi mình hắn họ hồng căn bản đâu cần phân lớn nhỏ thủ lĩnh thị vệ được tiểu hồng đại nhân hồng văn híp mắt sao thủ lĩnh thị vệ được hồng đại nhân chả quen miệng tí nào không bao lâu tạ ổn cũng tới vừa thấy xung quanh toàn là hoàng tử công chúa đầu cũng phình to lặng lẽ quan sát hồng văn hồng văn ném qua ánh mắt bất đắc dĩ thuận tiện hỏi một câu tam điện e hèm tam công tử muốn mua gì à tam hoàng tử đang ngây người nhìn tượng đất đầy màu sắc rất bắt mắt bán ở sạp hàng bên kia đường nghe vậy gương mặt nhỏ đỏ bừng ta đâu thèm nhìn. Hồng Văn hiểu rõ gật đầu, cười tủm tỉm hỏi Ngũ hoàng tử, có thích hay không? Những tượng đất kia trông chất phác đáng yêu, tuy hơi thô sơ nhưng rất thú vị, ngay cả người lớn như hắn mà cũng thấy thích chứ đừng nói mấy đứa trẻ. Ngũ hoàng tử kéo tay hắn cười ngượng ngùng, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Đây là lần đầu nhóc ra cung, nhìn cái gì cũng lạ lẫm, chỉ vì xấu hổ không muốn mở miệng mà thôi. Thời gian còn sớm, những người bán hàng rong mới bày hàng, du khách chân chính còn chưa tới, dĩ nhiên không có ai đến khám bệnh hồng văn bèn dìu già dắt trẻ đi qua hỏi giá chủ sạp thấy bọn họ ai cũng ăn mặc gọn gàng xinh đẹp dễ thương nghe nói theo đại phu tới chữa bệnh từ thiện khó tránh khỏi có ấn tượng tốt cười nói vốn là bốn văn tiền một cái hiếm khi có người dậy sớm còn chưa mở hàng nếu ngài thật sự muốn mua vậy tính năm văn tiền hai cái thôi hồng văn vội vàng tính nhẩm đầu người bình bình an an tuy không tới nhưng đâu thể không tính hai đứa nó hai vị hoàng tử thêm con trai tạ uẩn ừ. Nghĩ đến đây, Hồng Văn nói, ta mua năm cái. Rồi xoa đầu ngũ hoàng tử, tự chọn cái mình thích nhé. Ngũ hoàng tử cực kỳ vui mừng líu lo nói cảm tạ, sau đó kéo tam hoàng tử đến chọn trước. Nhóc tam tuy bày ra vẻ mặt không tình nguyện nhưng ra tay nhanh hơn bất kỳ ai, nghiễm nhiên đã sớm nhìn chúng. Chủ quán tính toán một chút rồi cười đề nghị, vị tiểu ra này, năm cái không dễ tính tiền, chi bằng ngài mua 6 cái, tiểu nhân tặng thêm cho ngài một cái còi lá trúc coi lá trúc kia hình chú chim nhỏ cũng nặn bằng đất sét được vẽ màu sắc sặc sỡ, bên trong đặt một miếng lá trúc mỏng, thổi ra thanh âm trong trẻo dễ nghe, vô cùng đáng yêu. Hồng Văn vốn định từ chối, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng xinh xắn của trưởng công chúa đứng tốt phía sau, trong lòng khẽ động, được thôi. Chủ quán vui mừng khôn xiết, vội vàng đưa qua. Tạ ẩn nghe vậy cười to, ta thật kiếm lời được bao nhiêu thứ tốt từ đệ. Hồng Văn cũng cười, đâu đáng gì, lát nữa huynh mời đệ ăn một bữa ngon là được. Tạ Uẩn chỉ vào hắn cười mắng, thằng nhãi danh, hóa ra đảo hố sẵn cho ta rồi. Sau khi chọn xong năm cái tượng đất đã có chủ, Hồng Văn lướt mắt quét một vòng trên sạp, phát hiện có tượng đất màu đỏ rực phá lệ đáng yêu. Nụ cười dường như có chút thẹn thùng nhưng thực tế mi mắt cong cong không giấu được vẻ nghịch ngợm, thật giống y như diễn xuất của trưởng công chúa ra chân. Quá thú vị, không đành lòng để nó rơi vào tay người khác. Hồng Văn cẩn thận cầm lên, xoay người đưa cho trưởng công chúa ra chân, tim đập thình thịch. Trưởng công chúa sừng sốt, một lúc sau mới hỏi cho ta hồng văn không được tự nhiên rời ánh mắt để đáp lễ thịt dê trước đó trưởng công chúa ra chân nhìn chằm chằm anh chàng chợt nhoẻnh miệng cười thoải mái giơ tay đón nhận một cánh hào phóng đa tạ một người một tượng đối diện một lát ta rất thích nàng xuất thân cao quý bao quanh là châu ngọc đồ quý hiếm vô số kể nhưng chưa bao giờ một món bình dân rẻ tiền mà có thể khiến nàng vui sướng như tượng đất này hồng văn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm đột nhiên con tim như đang nhảy nhót nhìn hoa dại cỏ dại sỏi đá ven đường cũng cảm thấy đáng yêu. Hắn vui dạo dực tiếp nhận còi lá trúc chủ quán đưa qua, kề bên môi nhẹ nhàng thổi, tiếng còi cao vút tựa mũi tên xuyên mây nứt đá khiến mọi người tán thưởng không thôi. Mặt trời dần dần lên cao, người đi hội chùa cũng từ từ đông hơn, có rất nhiều người mua các món ăn vặt, những chiếc bánh điểm tâm xinh xắn tỏa hương thơm nước mũi. Hai vị tiểu điện hạ tò mò, ôm tượng đất của mình đứng quan sát xung quanh. Nhưng lần này Hồng Văn không dám tùy tiện mua điểm tâm cho hai nhóc đây đều là chủ nhân tỳ vị suy yếu, điều dưỡng biết bao nhiêu ngày mới được thế này nên không dám khinh suất. Đồ ăn bên ngoài tuy ngon nhưng chế biến thô sơ, ăn lung tung rất dễ bị tiêu chảy. Tạ ổn và trưởng công chúa ra chân đều là lần đầu tiên tham gia chữa bệnh từ thiện, vẻ kích động lộ ra mặt. Vốn xoa tay hầm hè tận hết sức giúp đỡ, kết quả khi chuyện tới trước mắt mới ý thức được một vấn đề khó khăn không nhỏ, chả có ai, ngặt nỗi chẳng có ai khám bệnh. Gương mặt trẻ con của Hồng Văn đi làm học đồ cho đại phu bên ngoài còn bị chê là non nớt nữa đấy nhìn qua quả thực giống một thiếu niên mới lớn, không ai tin tưởng hắn là đại phu đáng tin cậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có Hồng Văn rồi rào kinh nghiệm vẫn vững như Thái Sơn, ngồi một lát bèn đi ra ngoài dạo tới dạo lui trên đường cái tìm người xuống tay. Thực mau, anh chàng phát hiện một ông lão miệng méo mặt lệch, 89 phần 10 là chúng gió lưu lại di chứng. Bèn cười tủm tỉm tiến lại gần, vị lão trượng này, cháu là đại phu, hiếm khi có duyên, chi bằng qua bên kia trần trị. Ai ngờ ông lão tái mặt lập tức tránh sang bên cạnh, do xét nhìn Hồng Văn từ trên xuống dưới vài lần rồi mở to miệng méo hô hoán. Thật đáng sợ, có một tên khốn nạn dám lừa gạt trước mắt Phật tổ đây này. Nụ cười của Hồng Văn cứng đơ, khoan đã, ngài đợi chút, ba tánh thành đô cảnh giác cao vậy sao? Tiếng hô hoán của ông lão nhanh chóng khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, thậm chí dẫn tới nha dịch tuần tra ở vùng phụ cận, hiện trường tức khắc hỗn loạn, Hồng Văn hết đường chối cãi. May nhờ trưởng công chúa ra chân mỹ nhân cứu anh hùng, nhanh chóng phân phó các thị vệ chen vào nhá lệnh bài cho nha dịch lúc này mới lắng xuống dân chúng bình thường đâu biết lệnh bài trong cung là cái đinh gì chỉ tín nhiệm nha dịch xung quanh thấy có quan phủ bảo lãnh là yên lòng ông lão kia xấu hổ đến mức mặt mày đỏ thẫm cười làm lành lão già có mắt không tròng mạo phạm quý nhân đáng chết đáng chết hồng văn cũng bất đắc dĩ không sao không sao là cháu lỗ mãng nếu đột nhiên có người giữ chặt mình trên đường cái nói có thể phất nhanh qua đêm e rằng chính mình cũng sẽ hoài nghi đấy là kẻ lừa đảo đúng không? Ừm, cái loại này tuyệt đối là kẻ lừa đảo. Trưởng công chúa ra chân và tạ ẩn đứng bên cạnh đều cúi đầu, bả vai run rẩy kịch liệt. Hồng Văn thở dài, mọi người muốn cười thì cứ việc cười, đừng nghẹn hỏng bây giờ. Vừa dứt lời, hai người đồng loạt cười ha hả. Tiếng cười của hai người họ lan qua đám thị vệ, thị vệ lan đến bá tánh chung quanh. Không bao lâu, tất cả những người biết nguyên do thậm chí có người chưa biết chuyện gì cũng đồng loạt cười vang. Trưởng công chúa hiếm khi được cười ngặt nghẽo như vậy. Hồng Văn gãi gãi đầu tóc vừa rồi bị lôi kéo hơi rối bù. Thôi được, cười một tiếng tiêu chăm bệnh. Đó là may mắn của tại hạ khi khiến mọi người đều cười vui vẻ. Lúc này mới bắt đầu khám bệnh. Ông lão kia khóe miệng trễ xuống làm cho giọng nói nghe không rõ. Chả hiểu sao vừa rồi có thể hô hoán to đến vậy. Ngày ấy lão bị một trận đầu váng mắt hoa. Cứ nghĩ là mệt nên lên giường đất nằm nghỉ. Ai ngờ một giấc ngủ dậy biến thành như vậy. Đại phu nói là trúng gió. Uống mấy thang thuốc, dù không chết nhưng thành dáng vẻ này ai còn muốn thấy. Ôi, hiện giờ liên lụy đến cháu gái khiến hôn nhân cháu nó không thành, vì thế mới nghĩ đến tìm Phật tổ cầu bái, chuyện khi nào thế ạ? À? Hồng Văn ra hiệu cho ông lão đổi cánh tay khác bắt mạch. Ông lão tính tính một lúc, có lẽ cũng non nửa năm. Hồng Văn gật đầu, mở túi châm, vừa nãy cháu nói không sai, đây quả là duyên phận, nếu kéo qua nửa năm thì thật sự không trị tốt được đâu. Ông lão nghe vậy mừng rỡ vô cùng, có thể khỏi hẳn sao? Hồng Văn thận trọng đáp, di căn này nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn cực không dễ dàng. Ông lão vừa nghe, trong lòng tức khắc lạnh hơn phân nửa, nhưng nghe được nửa câu còn lại, tuy nhiên di chứng của ông kéo dài không quá lâu. Có thể chữa được 8 chín phần 10, nếu không nhìn soi mói thì trông ông chẳng khác gì người bình thường. Thật hả? Ông lão kích động reo lên, Hồng Văn cười gật đầu, cháu lửa ông lão làm chi, thật là bồ tát sống. Ông lão lập tức muốn quỳ sấp xuống dập đầu, bị Hồng Văn giữ chặt, ông lão dãy ra vài cái nhưng không ngờ vị tiểu đại phu nhìn nho nhã lịch sự mà lực tay rất mạnh trực tiếp nhấc ông đứng lên chỉ bằng một tay đừng nói ông lão ngay cả tạ ẩn và trưởng công chúa ra chân đứng bên cạnh đều kinh ngạc quả là thâm tàng bất lộ há hồng văn xua xua tay đâu đáng là gì thời trẻ đi theo sư phụ lên núi xuống biển không đủ sức lực làm sao chịu nổi thỉnh thoảng gặp phải bệnh nhân đánh đá không nói lý còn ra tay đánh người nữa đấy huống hồ hai sư đồ chẳng có chỗ ở cố định không chừng gặp phải kẻ bắt cóc cho nên các đại phu hành tẩu giang hồ đều tinh thông quyền cước. Nếu vị đại phu nhiệt tình và có lòng nghĩa hiệp thì không thiếu được ôm vào người chuyện bất công của thiên hạ, nói là du y chứ không khác gì một du hiệp. Nhắc đến đề tài này, Hồng Văn nhớ tới một điểm thú vị, sư phụ chế tạo một cây thương sắt rất ngầu, bởi vì bộ dáng sư phụ nhìn hiền lành thật thà nên thường xuyên bị ăn hiếp. Có một năm không may đụng chúng bọn sơn phỉ vào thôn, gã đại vương định bắt hai sư đồ về sơn trại khám bệnh, kết quả bị sư phụ vung thương đập cho một trận đánh đến mức kêu cha gọi mẹ. Mọi người nghe xong đồng loạt cười vang, có người truy vấn về sau thế nào, Hồng Văn vừa nhanh nhẹn châm kim vào huyệt đạo trên đầu ông lão trùng gió. Vừa cực kỳ đắc ý kể, không thể chê được, sư phụ trói hết bọn sơn phỉ đưa thẳng đến quan phủ, còn kiếm lời được chút lộ phí. Mọi người càng cười ngả cười nghiêng, ông lão trùng gió cũng cười hơ hớ. Hồng Văn nghiêm mặt nói, ông không nên cười to quá đâu, miễn cho huyệt vị di chuyển. Ông lão ấm ức thanh minh, tiểu tiên sinh kể chuyện quá vui, làm sao có thể nhịn cười được. Mọi người lại cười ồ, rốt cuộc biết nặng nhẹ nên dần dần ngưng bặt. Trung gió gây ra lệch mặt méo miệng, cần tập trung châm cứu ở huyệt Thái Dương, huyệt Tứ Bạch, huyệt Phong Chỉ và huyệt Địa Thương. Hồng Văn ngừng cười, vẻ mặt chuyên chú giống như thay đổi thành một người khác. Hắn nhẹ nhàng vây kim bạc vào sâu huyệt Thái Dương, sau đó chết mũi kim đâm thẳng xuống dưới vào huyệt giáp xa. Châm kim trên mặt thường hiếm khi thấy, vì thế Hồng Văn vừa bắt đầu là lập tức hấp dẫn vô số người tới xem. Mấy người bán hàng rong khiêng cái giá cắm kẹo hồ lô, đồ chơi làm bằng đường, đèn lồng dây màu, cũng không lo buôn bán, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh một vòng lớn, nhón chân cố xem cho rõ. Nhìn những chiếc kim bạc sáng loáng châm vào thật sâu trên mặt ông lão, rất nhiều người thấy ớn lạnh hít vào một hơi. Trong khi ông lão lại kinh ngạc nhận xét, không đau đâu, tiểu đại phu thật, a a a. Mới nói không đau mà ông lão lại rên mấy tiếng liên tiếp, hù mọi người đồng loạt ổ lên giống như gió thổi sóng lúa nhấp nhô lan ra phía xa. Trưởng công chúa ra chân và tạ ẩn đều căng thẳng, nhưng thấy Hồng Văn cười hỏi, tê căng căng phải không ông? Ông lão vội xác nhận, cứ như có con sâu nhỏ bò xuống lưỡi. Hồng Văn gật đầu, vậy đúng rồi, châm chúng huyệt giáp xa chính là như thế. Có cảm giác chứng tỏ có thể cứu chữa, nếu không cảm giác gì mới phiền toái. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, trưởng công chúa ra chân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mong đừng xảy ra chuyện không may. Châm kim vào phải dừng lại một đoạn thời gian, Hồng Văn bèn bắt mạch cho người bệnh khác. Trong số đó có người trẹo chân, có người muốn giữ thai có người nổi sởi không lặn còn có người hỏi bà nhà mình sao không sinh được con trai bệnh trạng muôn hình muôn vẻ khiến người phải cảm thán thế giới rộng lớn chuyện lạ gì cũng có đứng quan sát một hồi tạ uẩn đá đá băng ghế của hồng văn đưa mắt ra hiệu về phía sau đám người hồng văn ngẩng đầu thấy một thanh niên mặc bộ áo chẽn màu nâu dìu một người đàn bà chắc hẳn là bộ hạ tạ uẩn nhắc tới bà ấy quen mặt ta ta nên tránh đi trước tạ uẩn thấp giọng nói rồi hỏi trưởng công chúa ra chân có muốn đi cùng hay không trưởng công chúa ra chân nhìn nhìn Hồng Văn, hơi chần chờ Hồng Văn mỉm cười, các vị ở chỗ này cũng không giúp được gì, hiếm có dịp ra ngoài một chuyến, nên đi dạo xung quanh. Trưởng công chúa ra chân nhíu mày nhìn đám người ô hợp, định lưu lại mấy thị vệ. Hồng Văn ngăn cản, vùng phụ cận đã có nhà dịch tuần phố, ta không ra gây chuyện nên không cần lo. Trong khi các vị còn dẫn theo hai đứa nhỏ, nơi này ngư long hỗn tạp, đừng để xảy ra sai lầm gì. Bởi vì hôm nay cải trang vi hành nên xác thật không mang theo nhiều thị vệ. Trưởng công chúa ra chân nhìn nhìn hai đứa cháu ngây thơ mờ mịt, rốt cuộc vẫn kiên trì để lại một tâm phúc, vậy ngươi hãy tự bảo trọng. Không ngờ đầu kia tạ ẩn thấy hai người giao lưu, những mày chật một tiếng, Hồng Văn cười gật đầu. Thấy một nén nhang cháy hết phân nửa, Hồng Văn rút châm cho ông lão trúng gió, sau đó viết xuống phương thuốc, nơi này cháu không bán dược. Ông cứ vào hiệu thuốc lâu đời trong thành theo đơn bốc thuốc, mỗi ngày một thang chia làm ba lần, uống lúc còn nóng. Ông lão không biết chữ, Sợ có người lừa bịp mình nên năn nỉ Hồng Văn nói cho biết là loại thuốc gì. Thang thuốc này gọi là xuân về tái tạo, có đương quy, bạch thược, xuyên khung, ngô thủ du, băng phiến và các loại dược khác dùng để trị máu bầm trong não và bảo dưỡng kinh mạch. Bệnh của ông là do trong đầu có khối máu nhỏ làm tắc nghẽn huyết mạch. Hồng Văn kiên nhẫn giải thích, giống như trồng và tưới ruộng. Nếu lạch nước bị cục đá chặn lại, không cung cấp được nước thì mùa màng chẳng phải bị khô hạn mà chết. Các đại phu đương thời phần lớn thích phô trương kiến thức, Cố ý khoe chữ tả bệnh bằng từ ngữ bay bổng trên mây, không hề giống Hồng Văn dùng từ bình dân dễ hiểu, mọi người vừa nghe là rõ ngay. Ông lão tiếp nhận phương thuốc đứng dậy nói lời cảm tạ, chỉ một động tác là thấy ngay sự khác biệt, vốn hơn phân nửa khuôn mặt đều cứng ngắc, lại thêm miệng méo và mắt bị cục, thậm chí chớp mắt cũng không được tự nhiên, nhưng chỉ châm cứu một lần mà gương mặt trở nên mềm mại hơn. Ông lão run rẩy giơ tay chạm vào mặt mình, rồi thử chớp chớp mắt, lập tức ổ lên một tiếng, tốt quá, khá hơn nhiều hồng văn cười ha hả dĩ nhiên là hữu hiệu hai ngày sau cháu vẫn ở đây ông nhớ tới châm cứu chỉ cần kiên trì khoảng ba ngày là gần ổn rồi về sau nhớ uống thuốc là được ông lão nghe xong lập tức quỳ xuống dập đầu mấy cái đứng lên hướng về đám đông hô to trời ơi đây là thần y đấy ta đỡ rồi ta sắp khỏi rồi thật là thần y hồng văn bật cười thôi thôi ông đừng la to quá đỡ phải có người tưởng cháu là kẻ lừa gạt mọi người cười ồ con mẹ mày không có mắt à mọi người đang hòa hợp êm thấm đột nhiên từ đám người bên ngoài truyền đến tiếng tắt tai và tiếng chửi bậy này này sao có thể đánh trẻ nhỏ đánh gãy răng con người ta rồi chỉ là bộ quần áo thôi mà bồi thường là được hồng văn nhíu mày sao thế có người nghỉnh cổ nhìn căm giận thuật lại chả biết từ chỗ nào lòi ra một gã đứa bé cầm kẹo hồ lô quệt vào áo choàng gã thế mà nỡ giơ tay tát đứa bé gãy răng sao tàn nhẫn thế không có vương pháp các bá tánh đều kích động nhưng cũng có người sợ phiền phức nói gã kia mặc quần áo đẹp đẽ quý giá còn có tùy tùng đi theo bưng rất nhiều hương nến cống phẩm tất nhiên là con nhà quyền quý đâu thể chọc vào hồng văn định ra xem thế nào bị thị vệ trưởng công chúa lưu lại ngăn cản đại nhân tạm thời đừng nóng này chi bằng để ti chức đi trước nhìn xem chuyện thế nào mệnh lệnh của trưởng công chúa là phải coi an toàn của vị tiểu hồng đại nhân là quan trọng nhất phía trước lộn xộn mà tùy tiện chạy tới rất nguy hiểm hồng văn vội la lên cứu người như cứu hỏa sao có thể chờ được không thể tùy tiện đánh vào đầu trẻ con lỡ mà tai bị điếc còn là chuyện nhỏ khổ nhất là bị si khờ hoặc chết bất đắc kỳ tử nữa kìa khi hồng văn chen vào tới nơi chợt phát hiện bộ dáng gã gây sự trông hơi quen quen đã gặp ở đâu rồi nhỉ thấy có gia đình còn định vung nắm tay hồng văn không kịp nghĩ nhiều phóng thẳng tới túm chặt cánh tay hắn vặn ra sau lưng rồi đẩy một cái khiến tên này té sấp xuống trong tư thế chó an phân đứa bé đang khóc lớn hai răng cửa bị đánh gãy miệng đầy máu tươi môi cũng bị dập nửa gương mặt sưng vù trông thật thê thảm hồng văn cảm thấy khó chịu vô cùng cẩn thận lau máu và nước mắt cho đứa bé đồng thời kiểm tra các triệu chứng khác đánh chó phải xem chủ nhân nô tài bị người ngoài đường đập thì chủ tử mất mặt gã cậu ấm đánh đứa bé giận dữ giống lên thằng khốn nạn từ đâu chui ra dám tới xía mũi vào chuyện của bản công tử hồng văn ngoái lại chừng mắt hai bên đối diện đều nhận ra nhau thằng nhãi này hóa ra là mày ông đây không đi tìm mày gây phiền toái là phước cho mày hiện giờ còn tự động dâng tới cửa gã nọ cười lạnh Hồng Văn nhớ ra ngày đó đi phủ định quốc công bắt mạch cho lão phu nhân, gã này ngồi bên cạnh tiết vũ, chắc hẳn là huynh đệ ruột thịt rồi. Định quốc công thế tử có hai trai một gái, trưởng tử là trưởng phu của thai phụ hôm đó, đoán chừng người trước mắt là con thứ tiết lương. Gã này đúng là tiết lương, hắn vốn hẹn với đám hồ bằng cầu hữu đi uống rượu mua vui, kêu mấy kỹ nữ tuyệt sắc sướng khúc tiếp khách. Ai ngờ vừa ra đến cửa lại bị mẫu thân phái tới hội chùa thắp hương cung phụng Phật tổ nên trong lòng không thoải mái. Đúng lúc bị một thằng nhỏ làm dơ áo choàng, một bụng tà hỏa thuận thế bung ra phát hiện kẻ chạy tới can ngăn lại là thằng nhãi danh ngày đó công khai bất kính với tổ phụ tự nhiên thù mới thêm hận cũ quyết tâm tính sổ cả nợ cũ nợ mới hồng văn nhíu mày y phục tuy quý trọng nhưng chỉ là vật ngoài thân hoặc bồi thường hoặc giặt sạch là được hú chi với gia thế của các vị ra cửa tất nhiên mang theo y phục để thay đổi tội gì trà đạp một đứa bé không hiểu chuyện tiết lương cầm roi ngựa chỉ vào hồng văn chửi mẹ kiếp mày cũng xứng lo chuyện của ông nội mày sao sau đó nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho mấy tên gia đình xông lên đánh chết cái tên cho má không biết tốt xấu cho ông lúc này cha của đứa bé đã len vào tới nơi thấy nô bộc của tiết lương dàn hàng ngang vô cùng hùng hổ trên người hồng văn lại không thấy chút xíu trang phục hoa lệ nào e rằng chả có bối cảnh gì sao có thể tranh chấp với kẻ có quyền người cha vội nén giận khuyên nhủ thôi bỏ đi đứa nhỏ còn đứng được là tốt rồi chớ vì khuyển tử mà đụng vào quý nhân hồng văn nghe vậy vừa thương vừa hận vừa tức đâu thể nói như thế dưới chân thiên tử chẳng lẽ không có vương pháp vương pháp tiết lương phì cười chống lạnh hất hàm ông đây chính là vương pháp đánh cho tao bọn nô tài phủ định quốc công xưa nay quen ỉ vào uy thế chủ tử mà tác oai tác quái vừa nghe lệnh lập tức xông tới định hành hung hồng văn kéo hai cha con ra sau lưng bảo hộ vừa muốn đánh trả thì thấy thị vệ trưởng công chúa ra chân lưu lại từ trong đám người nhảy ra ba quyền hai cước đánh đám ác nô té ngổn ngang dưới đất làm can ai dám động đến tiểu hồng đại phu dứt lời bay lên tung chân đá một tên điêu nô bay vào người tiết lương một chủ một phó đồng thời té ngã lăn lông lốc tiết lương bị tạp chúng đến mức váng đầu hoa mắt khi ngã xuống đất lòng bàn tay bị cọ sát mất miếng da trên người cũng có vài chỗ chảy xước đau nóng rát lửa giận sông thẳng tới đỉnh đầu phản rồi phản rồi mày là đồ thối tha từ nơi nào tới thị vệ không thèm để hắn vào mắt chỉ xoay người hỏi hồng văn ngài không sao chứ hồng văn lắc đầu trước tiên ra chữa thương cho đứa bé kia thằng bé khóc đến mức hồn hển thế mà vẫn nhớ an ủi phụ thân cha đừng tức giận con sẽ ngoan sau này không ăn kẹo hồ lô nữa đôi môi người cha run rẩy vội quay mặt đi nhanh chóng chùi khóe mắt là cha không có bản lĩnh một thanh niên len ra từ đám người dưới chân thiên tử mà có kẻ cuồng ngạo như vậy không sợ thiên lôi đánh xuống à hồng văn theo bản năng liếc nhìn anh ta hóa ra là bộ hạ của tạ ổn thầm nghĩ thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã khó trách tạ ổn chịu bôn ba giúp đỡ quả thật là một hảo hán Người vây xem nơi này nếu không một ngàn thì cũng mấy trăm. Tuy nhiều người rất bất mãn nhưng chỉ dám thì thầm nho nhỏ trong đám đông. Người ra mặt giống thanh niên kia không có một ai. Lúc này Tiết Lương đã mất lý trí, đẩy bật ra tên nô tài lại nâng gã, dám đánh tao. Chói cổ bọn chúng lại, tao không cho chúng mày chết tử tế. Vì bị té lăn cù dưới đất nên bộ áo gấm của gã nhăn rúm gió dính đầy bùn đất. Đồ trục búi tóc bằng sợi vàng nạm ngọc quý cũng lệch đi, đôi mắt đỏ sậm bắn ra từng tia oán độc tựa quỷ dữ thanh niên kia lập tức giang rộng hai tay che trước người hồng văn hôm nay dẫu phải cược tính mạng cũng tuyệt đối không để ai động vào một sợi lông của vị đại phu này anh ta biết thân phận của hồng văn thầm nghĩ nếu không phải vì giúp đỡ nhà mình hồng văn sẽ không bị cuốn vào trận phong ba này nam nhi chân chính gặp ác không lùi chuyện tới trước mắt há có thể ngồi yên không nhìn đến rất nhiều sự tình chỉ thiếu một người sung phong dẫn đầu có hành động và lời nói của người thanh niên đám đông tức khắc xôn xao đây rõ ràng không muốn cho chúng ta đường sống một tiếng kêu đau xót và phẫn nộ đột nhiên vang lên hãy liều mạng với bọn chúng đúng vậy có bản lĩnh thì cứ trói hết mấy trăm người chúng ta tới chữa bệnh từ thiện phần nhiều là người nghèo khổ bình thường không cách gì mời danh y cũng trả không nổi tiền thuốc cao ngất ngưỡng chỉ có thể cố vùng vẫy mà sống hôm nay hiếm lắm mới gặp được thần y chữa bệnh không cần tiền thế mà nửa đường lòi ra một gã sát tinh cắt đứt một chút hy vọng cuối cùng của họ bọn họ ngày ngày lao động vất vả chưa bao giờ mong cầu điều gì xa hoa chẳng lẽ ngay cả muốn sống cũng không được phép. Đằng nào cũng chết, chi bằng liều mạng với bọn ác bá, có chết cũng kéo cái đệm lưng, để những đại lão ra cao cao tại thượng biết người bình dân cũng có tâm huyết. Lời vừa nói ra lập tức kích động sự phẫn nộ của dân chúng, mọi người đều trợn trừng đôi mắt đỏ quạch dàn hàng ngang tiến lên, tiết lương sợ tới mức liên tục thụt lùi, làm gì, làm gì đó. Chúng mày là đám điêu dân, muốn tạo phản sao. Đoàn người phủ định quốc công cố nhiên thanh thế to lớn, nhưng đâu thể nào so được với bá tánh đi hội chùa người đông thế mạnh. Có người hô lên, không muốn cho chúng ta sống, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Bất ức nửa đời người, hôm nay không nhịn nữa, đúng vậy. 18 năm sau lại là hảo hán, mạng hèn này đâu tiếc gì. Trùng hợp lúc này đội tuần tra vùng phụ cận nghe động tĩnh tiến đến, kẻ nào quấy rối nơi đây, còn không mau mau lui ra. Tiết lương vừa thấy người tới lập tức vững lòng, lữ bộ đầu, ngươi tới đúng lúc, nơi này có kẻ muốn kích động điêu dân tạo phản, ngươi mau bắt hết bọn chúng những nha dịch đâu thể nào coi thường hai chữ tạo phản lập tức nghiêm mặt tay nắm chặt chuôi đao nhận diện kẻ khởi sướng ai ngờ vừa thấy là hồng văn nên sửng sốt một hồi quay sang nhỏ giọng nói với tiết lương tiết nhị gia có phải hiểu lầm hay không vị này hình như là một đại phu rất lợi hại vừa rồi trị hết không ít người tiết lương trợn mắt ông đây sẽ lừa gạt ngươi à chẳng lẽ hiện giờ các ngươi cũng không để phủ định quốc công vào mắt trong đám đông có người nghe kêu tiết nhị gia quan sát đoàn người của tiết lương kỹ hơn là lập tức đoán được bốn năm phần hóa ra là con cháu phủ định quốc công hèn chi rồi nhìn về phía hồng văn và đôi cha con trong mắt mang theo đồng tình thôi thôi ai kêu các ngươi xui xẻo chọc ai không chọc lại chọc chúng ngay cái hạng này lữ bộ đầu chỉ là một quan sai nhỏ bé sao dám chống chọi với loại quái vật khổng lồ như phủ định quốc công vừa nghe tiết lương đe dọa như vậy cả người mồ hôi lạnh chảy dòng vội ôm quyền chắp tay thi lễ nhị ra bớt giận tiểu nhân sẽ đi làm ngay hắn quanh năm đi tuần vùng này đã sớm nghe đồn về tính nết của tiết lương nhìn cơn phẫn nộ của quần chúng ước chừng không biết kẻ nào xui xẻo xúc phạm đến vị nhị công tử này nếu mình không làm chút gì thì e rằng khó qua ải này nhưng nếu thật sự chiếu theo lời tiết lương bắt người lữ bộ đầu cảm thấy có điểm xin lỗi lương tâm huống chi hắn nhớ rõ vừa rồi hình như còn có vài vị con nhà giàu cử chỉ bất phàm cùng đi với hồng văn kinh thành tàng long ngọa hổ biết đâu lại có một tầng quan hệ gì đó vì thế lữ bộ đầu muốn dư cao đánh khẽ lấy lòng hai bên để hai bên cùng thiếu mình một nhân tình hướng về phía hồng văn nháy mắt vị tiểu huynh đệ này oan gia nên giải không nên kết chi bằng hôm nay hãy nhận lỗi với nhị gia chúng ta cùng xí xóa được không nào vừa nãy bởi vì vụ ông lão trúng gió mà hồng văn còn có ấn tượng tốt với lữ bộ đầu nhưng bây giờ có thể thấy được hắn trợ trụ vi ngược không khỏi thất vọng hoàn toàn bộ đầu là người trong công môn vốn nên vì dân phục vụ nhưng lại vội vàng đưa ra phán xét thứ nhất không điều tra sự việc thứ nhì không hỏi đúng sai há mồm là bắt ta nhận lỗi chẳng lẽ không thấy đứa trẻ mặt mày đầy máu sưng vù hay sao từng lời nói và việc làm của bộ đầu có xứng đáng với sự vun đắp của triều đình có xứng đáng với bộ quan phục trên người có xứng đáng với sự tín nhiệm của bá tánh các bá tánh xung quanh cũng sôi nổi nói đúng vậy lữ đại nhân sao ngài có thể hành xử như vậy uổng cho chúng ta nghĩ rằng ngài là người tốt quan lại bao che cho nhau đấy mà phải làm thế nào đây dưới chân thiên tử mà cứ càn rỡ vậy sao lữ bộ đầu vốn có chút áy náy với hồng văn lúc này nghe xong một hồi thuyết giáo khó tránh trong lòng thầm trách thằng nhóc đại phu kia không hiểu lý lẽ hơn nữa thấy không ít bá tánh cũng hùa theo khiển trách mình càng thêm thạnh quá thành giận giỏi cho thằng nhóc miệng lưỡi sắc bén bản quan vốn có ý tốt chỉ bảo ngươi thế mà ngươi không biết tốt xấu hồng văn luôn ăn mềm không ăn cứng nghe vậy cứng cổ nói ta cũng không biết dưới chân thiên tử còn xảy ra chuyện không có vương pháp ngươi có gan thì cứ bắt ta chúng ta đến công đường tranh luận cho thật thống khoái muốn quậy thì quậy ai sợ ai cùng lắm thì đi cáo ngự trạng hắn không tin lòng nguyên đế sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh lữ bộ đầu nổi giận mới định ra tay thì thấy một thị vệ đột nhiên dơ lên một lệnh bài quen mắt ai dám bầu máu nóng bốc lên đầu gã họ lữ tức khắc nguội lạnh hoàn toàn đúng vậy hắn chỉ lo lấy lòng tiết lương mà quên mất vừa rồi đoàn người hồng văn đều đeo thẻ bài cấm quân chuyện xấu chuyện xấu đám nha dịch bọn họ ngày thường nhìn rất uy phong nhưng ở trước mặt cấm quân thì chả là cái đinh gì nếu người ta thật muốn truy cứu, chỉ sợ không những không thể lấy lòng hai đầu, ngược lại chính mình chịu tội. Nghĩ đến đây, lữ bộ đầu không khỏi thầm hận chính mình sao mau mắn làm chi, sớm biết thì giả câm vừa điếc là được. Vừa thấy thẻ bài kia, tim tiết lương cũng thoát lại, Hồng Văn chỉ là một loại mục thất phẩm nhỏ nhoi, mọi người đều biết hắn chẳng có ra thế gì, sao xứng đáng được cấm quân theo bảo vệ. Chẳng lẽ Hoàng thượng phái người lại đây chữa bệnh từ thiện? Tiết lương tái mặt, theo bản năng nhìn quanh khắp nơi, lại cảm thấy có gì đó không đúng, hùng ừ, chuyện này không thể nào hiểu nổi nếu thật sự trong cung chữa bệnh từ thiện hà tất giấu dếm sao có thể chỉ gửi đến một tiểu lại mục đúng ra phải có các thái y thanh thế phải phô trương một chút đâu thể im lìm kiểu vậy nghĩ đến đây tiết lương vững tâm hơn cười khẩy cấm quân thì thế nào cấm quân thường trú khắp kinh thành ít nhất 20 vạn chẳng lẽ ông đây gặp người là sợ có bao nhiêu cấm quân là binh lính theo tổ phụ ta chinh chiến nữa kìa hú chi hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống Chuyện hôm nay bị không biết bao nhiêu người chứng kiến, mai mốt thế nào cũng một truyền mười, mười truyền trăm nếu mình cứ thế phải dừng tay. E rằng chưa đến nửa ngày toàn bộ kinh thành đều biết, đường đường là nhị công tử đích xuất của phủ định quốc công mà bị một đám điêu dân dọa sợ tới mức chạy chối chết. Người sống trên đời nếu ngay cả mặt mũi cũng không giữ được, cuộc đời còn gì thú vị. Sau này phủ định quốc công sao có thể đứng vững gót chân ở kinh thành. Tiết lương dứt khoát trục mũ, ngươi đừng vội cầm ra hổ làm đại kỳ thẻ bài cấm quân không phải tùy tiện có thể sử dụng, coi chừng bị tố cáo tội lạm dụng chức quyền. Phủ định quốc công thường xuyên qua lại với quyền quý trong kinh, quá quen mặt các thị vệ bên người vài vị quan to hiển quý. Cơ mà gã thị vệ trước mắt lại chưa từng gặp qua, có lẽ cũng không phải nhân vật gì quan trọng. Một khi đã như vậy, chi bằng giao sắc chặt đai dối, trước tiên xử lý hai kẻ kia, sau đó lập tức sai người về báo cho tổ phụ. Đến lúc đó chỉ cần chết vô đối chứng, thị phi trắng đen chẳng phải tùy mình muốn bôi thế nào. Chỉ bằng một đám điêu dân sao có thể gây nên sóng gió. Hắn không tin Long Nguyên Đế sẽ bác bỏ mặt mũi phủ định quốc công chỉ vì một loại mục thất phẩm hèn mọn. Đầu tiên là đám nô tài ỷ thế khi người quá đáng, kế tiếp còn thêm nha dịch công khai thiên vị, các bá tánh tức khắc bùng nổ, xô đẩy náo động. Thị vệ của trưởng công chúa ra chân và bộ hạ của Tạ ẩn liếc nhau, đều thầm nhất trí đưa ra quyết định ngay tại khoảnh khắc này, cần phải bảo vệ tiểu hồng thái y bình an không có việc gì. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chợt nghe một giọng nữ trong trẻo nhưng đanh thép vang lên từ đám đông làm cản mọi người thoáng trựng lại có mấy thị vệ vẹt đám đông sang hai bên trưởng công chúa ra chân ở đây hãy mau tránh đường trưởng công chúa ra chân hiện trường chợt im phăng phắc sau đó đột ngột bùng nổ như nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng tiếng xì xào từ bốn phía hòa vào nhau cuồn cuộn ập đến như sấm sét mùa xuân trưởng công chúa ra chân chính là vị trưởng công chúa kia sao hỏi thừa triều đại lộc còn có vị trưởng công chúa nào khác chính là vị trưởng công chúa vì nước vì dân dứt khoát ra biên quan hòa thân. Đúng rồi, trưởng công chúa vì bảo hộ bá tánh địa phương, phải hy sinh cả phò mã. Khác hẳn với phủ định quốc công khiến người sợ hãi, trưởng công chúa ra chân lại được bá tánh thiệt tình kính yêu, lúc này vừa nghe danh hào lập tức ngừng kích động đồng loạt quỳ đầy đất. Tiết lương lạnh bút cả người, lẩm bẩm, không thể nào, trưởng công chúa ra chân sao có thể ở chỗ này. Nên diện đi tới là một nữ tử cao quý diễm lệ, toàn thân toát ra khí phái không phải người bình thường có thể bắt chước được ngẫm lại trên đời này có ai gan đủ lớn dám chơi trò mạo danh kiểu này đấy là từ tội chu di cửu tộc chứ chẳng đùa hồng văn sửng sốt cũng theo mọi người hành lễ lại được trưởng công chúa ra chân tự mình đỡ lên anh chàng nhỏ giọng hỏi không phải công chúa đi chơi sao trưởng công chúa ra chân trước tiên cẩn thận xem xét hồng văn từ trên xuống dưới sau khi phát hiện ngoại trừ y phục hơi sộc sạch thì không có ngoại thương lúc này mới nhẹ nhàng thở phào cảm thấy để ngươi một mình ở đây không ổn cho nên về trước cũng may mình chạy đến kịp hồng văn theo thói quen tính sờ sờ mũi cảm thấy hơi ngượng khi được một cô nương cứu giúp nhưng sâu tự đáy lòng lại vô cùng vui sướng trưởng công chúa ra chân cười cười nhưng khi xoay người nhìn tiết lương thì sắc mặt đột nhiên biến đổi nếu không nhờ về sớm bổn cung đâu thể nào xem được trò hay đến vậy tiết lương há miệng thở dốc nói không ra lời thị vệ bên cạnh trưởng công chúa lạnh giọng quát lớn mật thấy trưởng công chúa mà dám không hành lễ vấn an trong đầu tiết lương ong ong hai chân mềm nhũn quỳ xuống mồ hôi lạnh ròng ròng không biết trưởng công chúa giá lâm À, thảo dân trưởng công chúa ra chân hơi hất cằm nhìn xuống hắn ánh mắt lạnh lẽo uy phong phủ định quốc công thật lớn ngay cả ra ngoài dân hương cũng dám tùy tiện ngược đãi bá tánh nha dịch cũng thành tư binh cho phủ quốc công rồi tiết lương chỉ nghe nói trưởng công chúa có tiếng hiền thục đoan trang cứ tưởng là một cô gái mềm yếu không ngờ khi đối phương khai hỏa thì khí thế áp đảo đến vậy khiến người không dám nhìn gần Công chúa bớt giận, công chúa nói quá lời, những người này thật sự là. Hắn vừa định tiếp tục đổ tội cho Hồng Văn, đột nhiên giật nảy mình, vội ngước mắt nhìn thị vệ vừa rồi che chở Hồng Văn. Thấy bộ đồng phục cùng một màu một kiểu với tùy tùng của trưởng công chúa ra chân, tức khắc như bị xét đánh. Hóa ra, hóa ra là thị vệ của trưởng công chúa. Vậy người chống lưng cho Hồng Văn, chính là trưởng công chúa. Ý thức được điểm này, tiết lương nhịn không được run lập cập, lông tơ trên người dựng đứng. Làm sao bây giờ? mình có khả năng gây ra đại họa rồi tiết lương mà còn sợ tới mức run rẩy thì khỏi cần bàn đến mấy kẻ lâu la ngay từ khi trưởng công chúa ra chân lên tiếng là lữ bộ đầu đã sụi lơ ngã ngồi trên mặt đất lúc này gã đâu còn dám có tâm tư thấy người sang bắt quàng làm họ trong đầu chỉ quanh quẩn mỗi một câu mạng ta tiêu rồi Thấy góc váy trưởng công chúa ra chân di chuyển tới trước mặt lữ bộ đầu run như cầy sấy, dập đầu liên tục công chúa thứ tội trưởng công chúa ra chân đi nửa vòng quanh gã cười lạnh vị đại nhân này thật quá oai phong bổn cung coi như mở rộng tầm mắt sau này ngươi đừng vội mở miệng đền đáp triều đình gì đó cứ nguyện trung thành với phủ định quốc công là đủ đôi chân nàng lồng trong giày theo bước đi cực nhẹ nhưng lữ bộ đầu lại cảm thấy dường như mỗi một bước chân đang nện trên người mình chống đỡ không nổi đầu óc gã trống rỗng không thể thốt ra được tiếng nào nghe xong ngữ điệu xuyên tim kia không ngừng dập đầu ti chức biết sai công chúa tha mạng ti chức hồ đồ nhất thời không dám nữa ạ à đôi mắt trưởng công chúa ra chân đảo một vòng từ lữ bộ đầu sang tiết lương ngươi nhận sai thật mau nếu đã như thế bổn cung cho ngươi một cơ hội đoái công chuộc tội chẳng phải ngươi muốn bắt người vậy hãy chụp cổ đầu sỏ gây tội đưa tới nha môn chính mình cũng cởi quan bảo tháo mũ ô xa chờ đợi xử lý tiết lương bật thốt lên công chúa tổ phụ ta chinh chiến xa trường lời chưa nói hết trưởng công chúa ra chân đưa mắt cho thị vệ lập tức có người tiến lên bịt miệng trói gô gã lại rồi kéo đi cái thứ ngu xuẩn phủ định quốc công hiển hách một thời mà đã xuống cấp đến như vậy một đứa chết còn chưa đủ muốn kéo theo cả nhà chôn cùng mới hài lòng chứ gì phụ hoàng và hoàng huynh yêu dân như con chẳng lẽ phủ định quốc công lại là ngoại lệ văn võ cả triều ai không có công nhưng tuyệt đối đâu có lý gì lại dám kể công kiêu ngạo cho tấn bá tánh trưởng công chúa ra chân cười nhạo tuyên bố các bá tánh ảo ảo trầm trồ khen ngợi cực lực tán dương mỹ đức của hoàng đế và công chúa trưởng công chúa ra chân thành thạo xử lý đầu sỏ gây tội Tổng cổ thị vệ vừa rồi đi theo Hồng Văn hồi cung truyền tin, ngươi bẩm báo cho hoàng thượng tất cả sự việc phát sinh hôm nay từ đầu chí cuối, không được sót nửa chữ. Sau đó quay sang bá tánh, mọi người bị sợ hãi rồi, xin hãy yên tâm, hoàng huynh tất nhiên sẽ xử trí theo lẽ công bằng. Dân chúng đều cảm động đến rơi nước mắt, trước tiên quay về hướng hoàng cung dập đầu tung hô vạn tuế, sau đó khấu tạ ân tình của trưởng công chúa. Trưởng công chúa ra chân gật đầu cho mọi người đứng lên thấy đứa bé bị thương dùng đôi mắt sưng hút nhìn mình chăm chú bèn mỉm cười với bé đứa bé kia đâu bao giờ được gặp một nữ tử cao quý mỹ lệ đến thế lập tức đỏ bừng mặt dụi đầu vào ngực phụ thân hồng văn thấy thế cười to thằng nhóc này hắn viết một đơn thuốc cho phụ thân đứa bé bảo ông ta đi bốc thuốc rồi chế thành thuốc mỡ bôi lên mặt con trai song xuôi mới đứng dậy nói lời cảm tạ trưởng công chúa ra chân hôm nay ít nhiều gì đều nhờ công chúa tiết lương là thằng điên lỡ mà vừa rồi thật sự náo động không biết có bao nhiêu người bị thương. Trưởng công chúa ra chân thấy đứa bé giúp trong lòng phụ thân còn lén nhìn mình, cũng cảm thấy thú vị, bắt chước cách Hồng Văn thường làm giơ tay xoa đầu bé, kêu tuy tùng đưa ít tiền xu cho bé mua kẹo. Người đâu giống kẻ không biết lợi hại, trưởng công chúa ra chân bỗng thu hồi nụ cười, tức giận mắng, nếu ta không tới, ngươi thật sự đích thân xông ra. Hồng Văn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nhỏ giọng nói, vậy, vậy cũng đâu thể nào mà kệ. Trưởng công chúa ra chân hừ một tiếng, nhìn bộ dạng cũng thông minh lắm mà, có sẵn cơ hội cáo mượn oai hùng lại không chịu. Hồng Văn cúi đầu nhìn mũi chân, thái độ thành khẩn, hạ quan biết sai. Trưởng công chúa ra chân nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên nhấc chân bỏ đi, sai hay không, có quan hệ gì đến ta? Ừ, tạm gác lại chuyện kế tiếp mọi người ở hội chùa thế nào, nói đến Long Nguyên đế nhận được tin tức đã sớm giận tím mặt. Khốn nạn, ba ngày ban mặt mà chẳng chút kiêng nể, quả thực không coi chẫm ra gì. Hồng Văn ra ngoài chữa bệnh từ thiện là được ngài đồng ý, hành động của tiết lương chính là vả vào, vào mặt ngài truyền ý chỉ của trẫm long nguyên đế đen mặt ra lệnh đài ti nha môn phải nghiêm thẩm vụ này đài ti nha môn là tên tắt của vọng yến đài tam ti nha môn chủ quản trị an của kinh thành vạn sinh tiếp ý chỉ cất bước đi ngay đi được vài bước bị gọi lại còn nữa long nguyên đế nhanh chóng sải bước mấy vòng vịn tay lên khung cửa điểm điểm vài cái thật mạnh băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh tiết lương không hề sợ hãi như thế đâu thể nào trước đây đều trong sạch trên dưới phủ Định Quốc công đâu thể nào trong sạch, phải tra đến nơi đến trốn cho chấm Nếu cần thiết, lại bộ cùng xử lý, bất luận kẻ nào cũng không được ngang ngược can thiệp. Ngoài ra, nếu người phủ Định Quốc công trình thể bài tiến cung, tất cả không gặp. Phủ Định Quốc công không biết cách dạy dỗ con cháu, họ hàng trực hệ có chức quan đều bị đình chỉ công tác ngay ngày hôm nay, tạm thời cách chức ở nhà kiểm điểm. Long Nguyên Đế lập tức nhận ra đây là một cơ hội tuyệt hảo để xử lý phủ Định Quốc công, sao có thể tự dưng buông tha. Không biết sau ngày hôm nay toàn bộ kinh thành sẽ dấy lên một trận phong ba bão táp khiến người kinh hãi đến độ nào. Từ góc độ này xem ra, Hồng Văn lại là một viên phúc tướng. Long Nguyên Đế dừng một chút rồi nói, lại mục Hồng Văn của Thái Y Viện bị oan ức, chấm đâu thể không thưởng phạt phân minh, truyền chỉ, ban hoàng kim trăm lượng. Đồng tử của vạn sinh co rút kịch liệt một trận, vâng, nô tài tự mình đi truyền chỉ. Mọi người đều có chung nhận thức Long Nguyên Đế là người hà tiện đến độ nào, bao nhiêu năm chưa hề ban thưởng vàng bạc. Hôm nay lại vừa ra tay chính là trăm lượng hoàng kim, có thể thấy được trong lòng khoái chí biết bao nhiêu hồng văn ơi hồng văn thằng nhóc ngươi thật đúng là quá may mắn dưới ánh hoàng hôn một khay đựng những thỏi vàng được xếp ngay ngắn tỏa tia sáng mờ ảo tia sáng kia hiển nhiên không quá lóa mắt nhưng hồng văn lại bị chóng váng đến mức tim đập nhanh cổ họng nghẹn lại gần như không dám nhìn thẳng cảnh sắc đẹp nhất thế gian cũng chỉ thế này mà thôi thật sự cho hạ quan hồng văn khó có thể tin nhìn vạn sinh đôi mắt trợn tròn xoe Hai đứa nhóc Bình Bình và An An một trái một phải đồng thanh, cho ca ca. Hồng Văn cảm khái, thật nhiều tiền. Bình Bình An An nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, thật nhiều tiền. Vạn sinh vui vẻ, ây ra ra, tiểu hồng đại nhân à, bệ hạ miệng vàng lời ngọc truyền tới phủ kho, sao có thể giả được. Hồng Văn lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, hạ quan vẫn chưa thể tin được. Long Nguyên Đế chẳng những không chán ghét hắn gây rối như trước, thậm chí còn ban thưởng. Trời thần ơi, là thưởng tiền đấy ước chừng một trăm lượng vàng hắn đã quen với cảnh tượng này trong giấc mộng nhưng đây là hiện thực cứ như nằm mơ hồng văn thở dài cuối cùng lại lắc đầu không dám nghĩ tới không dám nghĩ tới hắn lại háo hức nhìn vạn sinh vô cùng nghiêm túc hỏi lần thứ vô số thật sự cho hạ quan vạn sinh còn chưa kịp trả lời hà thanh đình đã nhịn không được thuần thục tặng một chân vào mông hắn tức giận mắng không tin thì trả lại cầu ban thưởng khó xin miễn thì quá đơn giản tin 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 hồng văn điên cuồng gật đầu vòng tay ôm khay thỏi vàng vào lòng thỏa mãn hít sâu đúng là hương thơm của vàng ôm vàng trong lòng thật là cảm giác vui sướng khôn tả không ai không yêu tiền nhưng hiếm có người nào biểu hiện trắng da như vậy có lẽ thái độ của hồng văn quá hào phóng thêm vào mặt mày sinh trai khiến người chứng kiến hoàn toàn không cảm thấy hắn tục tằng ngược lại trông thẳng thắn đáng yêu mọi người đều cười ồ bà cụ hà cười ha hả tốt 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 hãy tích góp sau này cưới vợ trong đầu hồng văn nhanh chóng xẹt qua một bóng hình xinh đẹp sau khi lấy lại tinh thần vội vàng lắc đầu thầm mắng chính mình si tâm vọng tưởng vạn sinh nói vài câu cát tường hà nguyên kiều giữ lại dùng trà vạn sinh vốn là người cơ trí hiện giờ càng thêm thân thiện vội cảm tạ nhân tiện bán ra một nhân tình phủ định quốc công tất nhiên không chịu ngậm bồ hòn nói không chừng sẽ đến tới cửa bái phòng quý vị không cần để ý bệ hạ đã có quyết định trong lòng hà thanh đình khẽ động ý thức được long nguyên đế muốn mượn đề tài chắp tay cảm ơn vạn sinh đa tạ công công đề điểm vạn sinh cười đáp lễ nhìn trời đã không còn sớm tạp ra không tiện chỉ hoãn thêm quý vị tiền đồ vô lượng bữa trà này về sau càng có nhiều cơ hội để uống nhiều cơ hội uống trà dĩ nhiên trong cung ban thưởng nhiều nếu không một đại tổng quản thái giám đâu thể tùy ý xuất nhập hoàng cung mọi người đều nghe ra ý tại ngôn ngoại thuận thể tiếp nhận ân tình này vây quanh đưa vạn công công ra cửa bình bình an an tuổi nhỏ chả có hứng thú mấy với vàng bạc sơ mó thỏi vàng một chút rồi chán ngay hai bé chê mấy thỏi vàng vừa cứng vừa lạnh vừa nặng, ngược lại yêu thích ôm không rời tay tượng đất Hồng Văn mua cho, hi hi ha ha chơi đóng vai gia đình. Sau khi nghe Hồng Văn thuật lại chuyện xảy ra ban ngày, Hà Thanh Đình sụ mặt cốc đầu hắn một cái, trưởng công chúa mắng không sai, trí thông minh của ngươi biến đi đâu rồi. Nào là hoàng tử, công chúa, không thôi thì tạ ổn, thuận tay lôi người nào ra mà không đủ hù thiên hạ. Làm gì tới nỗi lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến vậy? Hồng Văn ôm đầu không dám than đau, chỉ lý nhí, tại cháu chưa bao giờ thử. Từ nhỏ hắn đã cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, đâu từng có bất kỳ chỗ dựa hay sự giúp đỡ nào, biết bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết đều do tự mình thoát ra. Hôm nay chỉ là đánh nhau mà thôi, dĩ nhiên không thể nghĩ tới trên đời còn có chiêu dựa thế. Nhìn bộ dáng vô cùng đáng thương của hắn, ai còn nhẫn tâm trách móc nặng nề. Hà Thanh Đình hung hăng lườm hắn vài lần, khi mở miệng giọng điệu đã hòa hoãn rất nhiều, có bị thương không? Hồng Văn lập tức như chú chó con, ngẩng phát đầu lên vui sướng kể không ạ à. trưởng công chúa tới kịp thời khiến tiết lương và đám lâu la sợ quá sức nghe nhắc đến trưởng công chúa ra chân bàn tay đang phe phẩy quạt hương bồ của hà nguyên kiều chựng lại một chút lặng lẽ nhớ mày bà cụ hà kéo hồng văn xoay tới xoay lui kiểm tra từ đầu đến chân thậm chí còn niệm a di đà phật bọn chúng không biết tốt xấu thì thôi sao cháu có thể giống bọn chúng lỡ như va chạm thành thương tật đi chỗ nào mua thuốc hối hận hồng văn cũng không ngại phiền ngoan ngoãn để bà cụ lôi kéo vâng cháu biết rồi ạ à hà gia tuy không thích khoe khoang nhưng được long nguyên đế ban thưởng hoàng kim thật sự rất hiếm cho nên dù là để bày tỏ lòng biết ơn thì cũng không tiện im ắng quá mức đầu tiên mọi người treo hai dây pháo đỏ tươi ngoài cửa cảm tạ hàng xóm tới chúc mừng đặc biệt phát rất nhiều điểm tâm bánh ngọt sau đó cũng không tổ chức yến hội chỉ kêu phòng bếp đi mua gà vịt béo thịt cá tươi nấu một bàn tiệc trong gia đình hà thanh đình đào ra một vò rượu hảo hạng mà ông đã chữ trong hầm nhiều năm ngay cả bà cụ hà xưa nay không thích rượu cũng uống một ly Bình Bình rất hiếu kỳ, thấy các trưởng bối vui vẻ hăng hái uống rượu thầm nghĩ chắc rượu phải cực kỳ ngon, lòng nhóc ngứa ngáy khó nhịn, tựa vào đầu gối phụ thân quan sát không chớp mắt. Hà Nguyên Kiều cười chấm đầu đũa vào rượu cho nhóc nếm thử, cậu nhóc hí hửng liếm ngay, kết quả òa khóc lớn, cha hư, cay quá. Mọi người cười ồ, buổi tối dỗ bọn nhỏ ngủ xong, Hà Nguyên Kiều đến gõ cửa phòng Hồng Văn, đi vào mới phát hiện cậu nhóc kia đang chơi trồng thỏi vàng thành tháp. Hà Nguyên Kiều bật cười, đè đầu hắn lắc lắc, bao lớn rồi, con chơi trò này, hồng văn cười khúc khích, đẩy tháp vàng đổ xuống, nghe tiếng thỏi vàng va và chạm cảm thấy mỹ mãn vô cùng, nghiêm túc nói, huynh không hiểu đâu, nghe tiếng vang này, hắn có thể ngủ ngon. ta đúng là không hiểu. hà nguyên kiều quen cửa quen nẻo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, không hiểu đệ và trưởng công chúa ra chân rốt cuộc đến đâu rồi. tay hồng văn đang đùa nghịch thỏi vàng run lên, kim tháp mới vừa chồng một nửa đổ sụp, hắn vội vàng thu dọn, cái gì mà đến đâu rồi, đệ nghe không hiểu hà nguyên kiều dùng cây quạt điểm điểm trên trán cậu chàng nhóc tỳ đừng giả thần giả quỷ trước mặt ta ta là người từng trải chuyện gì mà chẳng biết vẻ mặt hồng văn co quắp vẫn cố mạnh miệng huynh đừng nói bậy làm hư thanh danh cô nương nhà người ta chỉ là ngẫu nhiên công chúa trở về thuận tiện hà nguyên kiều chực chực vài tiếng có thể nói ra lời này đủ chứng tỏ đệ không hiểu gì về trưởng công chúa ra chân hồng văn ngẩn ra là sao hà nguyên kiều giải thích trên đời này rất nhiều người có lời nói và việc làm không đồng nhất có người mặt lạnh tâm nóng có người mặt ấm tâm lạnh thế nhân đều nói trưởng công chúa ra chân dịu dàng hòa nhã nhưng ta vào thái y viện chừng ấy năm chưa bao giờ nghe nói công chúa chủ động giúp ai càng miễn bàn từ bỏ cơ hội du ngoạn hiếm có để quay trở lại ra mặt cho người khác còn gì mà không rõ hồng văn sửng sốt mân mê thỏi vàng một cách vô ý thức hồi lâu không biết nên nói gì một lúc sau hắn mới dầu dĩ lên tiếng để cũng không biết phải thế nào cũng không dám nghĩ nhiều chỉ là có thể nhìn công chúa cười là đệ rất vui, biết được công chúa cố ý quay trở về. Trong lòng đệ vô cùng mừng rỡ, tựa như bước trên mây. Nói tới đây, Hồng Văn bối rối gãi đầu, nhìn hàng nguyên kiều như đang xin giúp đỡ, huống chi, đấy là công chúa cao cao tại thượng. Đệ chỉ là tiểu lại mục thất phẩm, quân thần khác biệt, có lẽ cảm xúc của đệ chỉ xuất phát từ lòng kính trọng. Nếu ở lúc bình thường, lời này Hồng Văn quả quyết không dám nói, nhưng đêm nay uống vài chén rượu, men say bốc lên đầu khiến thần trí mơ màng bay bổng hèn chi có câu uống say thì nói thật. Kính trọng, mệt thằng nhóc này có thể tìm ra lý do lừa mình dối người. Hà Nguyên Kiều không đáp mà hỏi lại, vậy để đối với bệ hạ, đối với Thái Hậu, Hoàng Hậu, cũng có cảm xúc này. Ngươi thử tặng bệ hạ cái tượng đất đồ chơi xem sao. Hồng Văn ngớ ra, chợt ủ rũ cúi đầu, chẳng lẽ. Thấy hắn như vậy, Hà Nguyên Kiều bật cười, thật ra cũng không có vấn đề gì. Một khi trưởng thành thì chuyện nam nữ yêu nhau là đương nhiên. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, đệ đã đến tuổi, nếu không hề có ý nghĩ này mới là lạ chỉ là không ngờ thằng nhóc nhìn khù khờ nhưng khi ra tiếng thì thật kinh người thình lình nổ tung một trái pháo đại người ta là công chúa đấy còn không phải chỉ là một công chúa bình thường cũng không phải hắn coi thường hồng văn nhưng xét về dòng dõi xuất thân của hai bên thì thực sự cách nhau xa lắc xa lơ. nếu là một người nào khác gia đình họ lập tức có thể chuẩn bị sinh lễ tới cửa cầu hôn nhưng trường hợp này hơn nữa vì công chúa kia tuyệt đối không tầm thường chẳng ai biết rốt cuộc trong lòng vị công chúa cao quý nghĩ thế nào. Lỡ người ta chán quá không biết làm gì, muốn tùy tiện chụp một cậu nhóc ngốc đùa chơi, nếu đứa nhỏ ngốc này lơ ngơ rơi vào. Nghĩ đến đây, Hà Nguyên Kiều nhịn không được mở miệng nhắc nhở, chuyện này để không cần quá lảng tránh, tuy nhiên cũng không nên quá cưỡng cầu, vạn sự tùy duyên. Thấy Hồng Văn mở to đôi mắt mờ mịt, Hà Nguyên Kiều thở dài, ấn đầu hắn vò vò, đầu ngốc. Cậu nhóc này trưởng thành trong môi trường quá mức đơn thuần, chợt gặp phải loại sự tình này, thật sự làm khó hắn rồi thôi được coi như hôm nay ta chưa nói gì hà nguyên kiều đứng dậy ngủ đi hồng văn nhỏ giọng lẩm bẩm nước đổ khó hốt huynh đã nói ra hết rồi hà nguyên kiều bật cười phe phẩy quạt hương bồ rời phòng sau khi ra ngoài hà nguyên kiều dần dần thu lại vẻ tươi cười khép quạt lại đập vào lòng bàn tay vài cái quay đầu đi về hướng phòng ông cụ hà nguyên kiều vừa định gõ cửa thì đã nghe một tiếng kẽo kẹt cửa được mở ra từ bên trong Hà Thanh Đình liếc về phía gian phòng của Hồng Văn, vào đi. Vốn dĩ Hồng Văn được ban thưởng nên rất sung sướng, song lời nói vừa rồi của Hà Nguyên Kiều lại khiến hắn trần chọc không ngủ được. Đêm đã khuya, ánh trăng như nước, giống màn sương mù xuyên qua giấy dán cửa sổ mỏng bao phủ lên thỏi vàng trên bàn vầng sáng lung linh. Hồng Văn không thể ngủ được, lật qua lật lại trên giường như trên bánh tiêu, hai chân đạp loạn trong ổ chân một hồi rồi bực bội bò dậy. Lấy từ trong túi áo mặc ban ngày ra một chiếc còi tre hình chú chim nhỏ và một tượng đất sét tượng đất này là hắn lén mua, màu đỏ rực, cười tủm tỉm. Hắn đặt chiếc còi tre và tượng đất đứng song song cạnh nhau, nằm sấp trên giường ngắm nghía hồi lâu, chia ngón tay mê muội chạm vào chúng vài cái rồi giống như bị phỏng vội rụt về. Ôi chao, rốt cuộc ta đang nghĩ gì thế này, đấy là trưởng công chúa. Hồng Văn tự cốc thật mạnh lên chán mình, sau đó lập tức nhe răng trợn mắt xoa xoa. Đau đau đau, Hồng Văn thở dài, hóa ra nàng nói không sai, nên đau vẫn sẽ đau, có than cũng vô dụng bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ đã canh bốn rồi ngủ đi ngủ đi hồng văn bỗng buông tha chính mình lật người nằm xuống kéo chăn lên ngủ mơ thì không cần sầu lo bất cứ điều gì sau một lúc lâu một cái đầu bù xù lại từ trong chăn ló ra nhanh chóng nhìn về phía góc bàn nơi đó có một chú chim nhỏ đứng song song với tượng đất đỏ tươi kề sát bên nhau hi hi ngủ thôi tối hôm qua ngủ không ngon sáng hôm sau dậy sớm hồng văn tựa như một quả dưa chuột héo hai mắt không mở ra được. Cô bé an an sáng lại, ô, đôi mắt ca ca đỏ thế. Hồng Văn ôm cô bé rụi rụi, buồn ngủ quá à, buồn ngủ quá à, buồn ngủ quá à. Hà Nguyên Kiều vừa định cười thì thấy Hồng Văn híp mắt nhìn sang, trên mặt hiện đầy sự trách móc, hừ, ai quấy rầy giấc mộng của đệ. Hà Nguyên Kiều, là ta, không ngủ ngon nên cũng không có tâm trạng ăn uống. Bà cụ Hà nhìn Hồng Văn bằng ánh mắt chiều mến gần như muốn hóa thành dòng nước chảy ra, đứa bé ngoan, sao ăn ít như thế, hay là bệnh rồi mau tự bắt mạch cho mình xem nào hà nguyên kiều nhị không được xen mồm hắn đã ăn hai chén cháo sáng tinh mơ ăn vậy không ít đâu ạ à. bà cụ hà mắt điếc tai ngơ đang tuổi lớn mà ăn không vô sao cao lên được thôi buổi tối trở về bà hầm cho cái chân giò tẩm bổ nhá hà nguyên kiều rốt cuộc ai mới là cháu ruột hồng văn đắc ý rào rạt nhìn ông anh khịt mũi một tiếng cố ý kéo tay bà cụ làm nũng cháu muốn ăn đuôi heo cơ người lớn tuổi thích nhất được con cháu nũng nịu với mình bà cụ hà vui như tết được 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 hầm đuôi heo hồng văn lại nói phải hầm đến nát nhừ bà nhé bà cụ cười ha hả gật đầu đặc biệt dặn dò phòng bếp nghe được chưa hôm nay nhớ mua thêm củi mà dùng hồng văn hướng về phía hà nguyên kiều làm mặt quỷ hà nguyên kiều đơ mặt lùa cơm xì thằng nhóc thúi này chả biết thẹn là gì ăn sáng xong ba người cùng nhau lên xe ngựa đi thái y viện sau đó ở cửa cung gặp được xe ngựa treo huy hiệu phủ định quốc công hà nguyên kiều chọc chọc cánh tay hồng văn đưa mắt ra hiệu về phía người bước xuống xe ngựa bên kia. Hồng Văn vừa ngẩng đầu, đối diện với định quốc công Tiết Dũng vừa bước xuống đất. Tầm mắt hai người giao nhau, chưa ai mở miệng trước. Ánh mắt Tiết Dũng lập tức trở nên bé nhọn. Nếu ánh nhìn ác ý có thể hóa thành dao nhỏ, e rằng hiện tại Hồng Văn đã sớm là một đống thịt vụn. Hồng Văn đột nhiên không buồn ngủ chút nào. Hắn sửa sang lại quan phục, thoải mái hào phóng hành lễ với Tiết Dũng ngay trước mặt các đồng liêu đang chờ xem kịch vui trước cửa cung, công gia mạnh giỏi. Cháu nội ruột bị bắt bên đường, hiện tại vẫn nhốt trong nhà lao của đài ti nha môn không thả trong một đêm náo động đến mức dư luận xôn xao quả thực vô cùng nhục nhã tiết dũng tiến lên vài bước âm trầm nói tên nhóc ngươi giỏi lắm hồng văn nhe răng cười vô cùng khiêm tốn đa tạ công gia khích lệ hạ quan thạnh không dám nhận tiết dũng trình thẻ bài xin tiến cung diện thánh thậm chí trước tiên đã nghĩ ra mấy chục loại phương pháp chơi chết con rùa đen khốn kiếp họ hồng ngặt nỗi long nguyên đế không gặp chỉ tống cổ người ra truyền lời kêu ông ta ở nhà tĩnh dưỡng đến bây giờ tiết dũng mới nghe về số vàng lớn ban thưởng cho hồng văn ngay cùng ngày sự việc phát sinh thái độ của long nguyên đế vừa nhìn là hiểu liền ông ta đã tính sai nghe nói khi rời khỏi cửa cung mặt tiết dũng còn đen hơn đít nồi của ngự thiện phòng đương nhiên đây đều là lời đồn sau đó hồng văn ở cửa cung đá đều tiết dũng xong cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng sảng khoái bất chợt nhìn thấy mấy quả hạnh ẩn hiện giữa đám lá anh chàng tức khắc hăng hái quả hạnh cùng âm với cứu sống lại hợp thành hạnh lâm chỉ giới y học cho nên bên ngoài thái y viện trồng 7, 8 cây hạnh, song không tiện bón phân nên ra quả vừa nhỏ vừa chua, không ai thèm hái. Như năm nay đã khác xa, Hồng Văn có mặt. Trong này không đủ nắng, lại thiếu phân bón nên quả hạnh chín muộn, bên ngoài quả hạnh đã bán đầy thị trường nhưng quả hạnh ở đây chỉ mới hơi phím nào. Hồng Văn lập tức dùng cành liễu đan thành cái sọt nhỏ, leo lên ghế hái được một sọt đầy tràn. Hà Nguyên Kiều tốt bụng nhắc nhở, thứ này ăn vào ê dụng răng đấy, ngoài chợ bán ngọt hơn nhiều, chua như vậy làm mứt mới ngon. Hồng Văn tiện tay lấy một quả đưa lên miệng cắn, gương mặt tức khắc nhăn như hạt óc chó, run rẩy nhiều nước miếng. Ôi, chua quá. Hà Nguyên Kiều, đứa nhỏ này bị váng đầu rồi. Thái y viện không chỉ bắt mạch kê đơn thuốc mà thỉnh thoảng còn nghiên cứu dược thiện, nên là nha môn duy nhất có phòng bếp riêng. Trước tiên Hồng Văn rửa sạch quả hạnh chua, bẻ ra làm hai bỏ hột, sau đó ỉ vào miệng ngọt đi năn nỉ xin muối, mật ong và đường trắng. Lão Thái y phụ trách phòng bếp cười mắng, thằng khỉ, Thế nào hộ bộ cũng đến truy vấn sao dùng vật liệu nhanh như vậy. Hồng Văn cười hì hì, lát nữa cháu sẽ hối lộ bọn họ. Phòng bếp nhỏ quá nóng, Hồng Văn dọn bếp lò ra ngoài ngồi dưới bóng cây sen mứt, chỉ cách nha môn hộ bộ vài bước. Thời tiết ở đây giống như đàn ông phương Bắc hào sảng, mùa hè rất dứt khoát. Chỉ cần không phải ngày oi bức thì nơi có bóng dâm khác với nơi nắng chiếu rõ ràng như hai mùa, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi tới còn mát rượi nữa đấy. Cơm quả hạnh màu vàng hơi phiếm đỏ, mặt cát trông mọng nước và có cát sau khi ngâm muối vỏ quả hạnh vốn căng mịn mau chóng trở nên nhăn nheo dưới nồi sành động lại nước hạnh tươm ra vàng nhạt hồng văn đổ đi nước muối rót vào nước trong rồi bỏ thêm một lượng mật ong và đường trắng vừa phải đun liu diêu tay hắn cầm quạt hương bổ chậm rãi phe phẩy thỉnh thoảng vớt vỏ quả hạnh vứt bỏ ngón tay hồng văn vừa thon vừa dài không chút để ý làm những động tác này cũng có loại tiêu sái nhàn vân dã hạc ngọn lửa màu xanh lơ nhẹ nhàng liếm nồi sành nước đường và mật bên trong nhanh chóng sôi bùng bong bóng lớn màu hổ phách từ từ nổi lên rồi bục một tiếng nổ tung cây nguyệt quý bên cạnh như bị kinh hách vài cánh hoa màu đỏ tím tự dụng bay lơ lửng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất mùi hương chua ngọt dần dần tràn ngập không khí dập dờn theo đàn ong bay bướm lượn tỏa đi thật xa lát sau một người ra khỏi hộ bộ nha môn dạo tới dạo lui thấy hồng văn là ánh mắt sáng lên tự mời đi đến vén áo ngồi sổm đối diện hắn làm gì thế chua chua ngọt ngọt còn thơm phức hồng văn cảm thấy người này hơi quen mặt cười tủm tỉm đáp chế ra một vị thuốc hay người nọ kinh ngạc đây là thuốc hồng văn ừ một tiếng thánh nhân đã nói vạn vật đều có thể làm thuốc người nọ vòng tay ôm đầu gối ngồi đợi một lát nhịn không được thúc giục đến khi nào thì xong nhanh thôi hồng văn thong thả đáp người nọ gật đầu qua một lát bỗng dụ dỗ tiểu đệ ở thái y viện là nhân tài không được trọng dụng chi bằng tới hộ bộ nhé hồng văn không cần đâu hắn nhớ rồi hôm đó mình và hà nguyên kiều lần đầu đi đến cung của thục quý phi Ông tướng này cũng nói như vậy. Người nọ cũng không hề nhụt chí, ngồi tại chỗ đếm trên đầu ngón tay lải nhải liệt kê ưu điểm của hộ bộ. Hộ bộ tốt lắm đấy, không cần trị bệnh cứu người, rủi ro thấp, hơn nữa chúng ta cai quản chi tiêu các nơi, không ai dám đắc tội. Chúng ta không phải thức khuya trực ca, rất thoải mái. Hồng Văn trầm mặc nhìn mái tóc thưa thớt và búi tóc nhỏ xíu như củ tỏi của người nọ, thầm nghĩ chính huynh sắp hói chọc rồi kìa, mặt mũi đâu mà dám nói công việc thoải mái. Khi ta trực đêm còn thường xuyên nghe bên hộ bộ rít gào vì mấy văn tiền ấy. Hồng Văn tặc lưỡi, nào, đưa tay ra để ta bắt mạch cho huynh, người nọ. À, Hồng Văn chề môi hất cầm về phía đỉnh đầu người nọ. Tiếc núi nói, chỉ thêm mấy năm nữa là không còn cọng nào. Người nọ, thật lâu sau, anh ta ngượng ngùng hỏi, chữa được không? Hồng Văn, thử xem, chỉ cần không phải hói bẩm sinh là được. Trước tiên Hồng Văn kiểm tra da dầu người nọ, nghe đối phương khai bệnh, dạo này dụng rất nhiều, sáng dậy có thể vơ được một nùi trên gối đầu. Người nhà cũng sốt ruột lắm, vô vét cách chữa khắp nơi, gừng tươi đã dùng vài sọt, khổ nỗi chả có cách nào hữu hiệu. Hồng Văn gật đầu, dụng tóc có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là khí huyết không đủ, cũng có thể là thận xảy ra vấn đề. Hơn nữa, Hồng Văn còn chưa nói xong, đối phương bèn chém đinh chặt sắt khẳng định, tất nhiên là do khí huyết không đủ. Đàn ông chân chính nhất quyết không thể hư thận, khóe miệng Hồng Văn giật giật, mạch tế mà huyền, thật đúng là triệu chứng này rồi thường xuyên đầu váng mắt hoa, buổi tối ngủ không ngon chứ gì. Đúng đấy, người nọ vỗ đùi, rất là mệt, buổi tối nằm mơ vẫn đang tính sổ. Cứ mơ gặp phải sổ sách không khớp là tức muốn chết rồi, sao có thể ngủ ngon. Hồng Văn lường người nọ một cái, thế mà còn khuyên ta sang hộ bộ. Người nọ cũng ý thức được mình nói lỡ miệng, mắt láo liên vô cùng trột dạ. Khí huyết ảnh hưởng đến tóc rất nhiều, khí huyết không đủ dĩ nhiên khó có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng nuôi tóc. Hồng Văn bảo người nọ le lưỡi nhìn nhìn, sau đó giơ tay ấn bụng y thường xuyên đau bụng phải không gan bị nóng về sau nên ít nổi giận người nọ gật đầu thật mạnh đúng quá ta còn tưởng bị lạnh dạ dày uống bao nhiêu là trà gừng cho ấm bụng đây là bệnh gan nóng khác tỳ gây ra mau ngừng đi càng uống càng nóng hồng văn lắc đầu từ trong lò moi ra cục than thổi nguội lưu loát khai phương thuốc ăn nhiều khổ qua và rau đắng thanh nhiệt hạ hỏa rượu cũng phải cai người nọ liên tục gật đầu duỗi cổ xem đơn thuốc ta không uống rượu bạch thực dược, xuyên đương quy, thục địa hoàng, xuyên khung, đây không phải canh tứ vật sao. Hồng Văn cười, ui trời, huynh còn nhận ra bài thuốc nữa, không tệ. Không tệ cái gì chứ, người nọ cười khổ, tiểu hồng lại mục chớ trêu đùa ta, canh tứ vật không phải cho bà đẻ à, năm ngoái bà nhà ta còn uống đấy. Hồng Văn vui vẻ, huynh chỉ biết một mà không biết hai, canh tứ vật chủ yếu để bổ huyết điều huyết, mấy vị dược liệu thêm giảm thích hợp sẽ thành một phương thuốc khác, công hiệu dĩ nhiên cũng khác hoàn toàn thấy chính mình náo loạn ra một hồi chê cười người nọ mặt mày đỏ bừng vội vàng thu đơn thuốc thụ giáo thụ giáo qua một lát nữa hà nguyên kiều xách ấm trà đi ra hai người ngồi bên bếp lò đồng thời ngừng lên hà nguyên kiều sửng sốt như đang đối mặt với một kẻ địch đáng gờm phương tri tân ngươi là người hộ bộ tới đây làm gì tháng này thái y viện chúng ta không thiếu nợ phương tri tân nhảy bật lên dùng mũi chân vạch một đường dưới đất ngay trước người cứng cổ cãi thấy rõ chưa ông đây vẫn còn trong danh giới hộ bộ không vượt rào. Nói xong lại sực nhớ ra điều gì, khoanh tay nghiêng đầu nhìn Hà Nguyên Kiều, không thiếu nợ, ngươi khẳng định. Ánh mắt Hà Nguyên Kiều ló lên điên cuồng, ngồi xổm xuống bên cạnh Hồng Văn chơi tình lờ, khát nước chưa. Phương Chi Tân lớn tiếng, ngươi đúng là đang trột dạ, thái y viện tháng nào mà không thiếu nợ. Tháng trước có 37 lượng 80 văn không khớp sổ sách, còn tháng này là 25 lượng 78 văn. Đây giải thích thế nào, đánh người không vả mặt, bị ghét đừng đòi nợ. Hà Nguyên Kiều không thể nhịn được nữa cũng nhảy bật lên, đỏ mặt cãi, chúng ta không thẹn với lương tâm, chúng ta là đại phu, chuyện cứu người có thể tính là thiếu nợ hả? Sao lại không tính? Phương Chi Tân không biết từ đâu móc ra một bàn tính đánh lách cách, tay áo tung bay nước miếng văng tứ tung. Các ngươi dùng dược thảo làm thuốc tễ, phòng bếp nhỏ dùng củi gạo mắm muối, còn có giấy, bút, mực, nến, dầu. Thứ nào không phải dùng ngân sách từ hộ bộ chi ra? Hộ bộ thì sao? Hà Nguyên Kiều nhảy trồm trồm, đều do bệ hạ đích thân cầm ngự bút phê duyệt, các ngươi có bản lĩnh thì cứ tìm bệ hạ mà khiếu nại đi đi hồng văn nhìn hai người đấu võ mồm trên đỉnh đầu mình cả hai ông tướng đều hăng như gà trọi hà nguyên kiều hiện tại huynh khác hẳn với ngày thường đấy biết không hồng văn chớp chớp mắt yêu ớt khuyên can này này dĩ hòa vi quý dĩ hòa vi quý nào hà nguyên kiều và phương tri tân đồng loạt xoay đầu chừng hắn cầm miệng hồng văn khổ quá nước miếng của các vị sắp phun hết vào nồi mứt hạnh rồi này còn huynh nữa phương đại nhân Mới khuyên gan nóng quá không thể tức giận mà Bây giờ coi như gió thoảng bên tai Nào nào Hồng Văn dùng muỗng gỗ múc lên một ít mứt trái cây đỏ cam Sụ mặt hô Xên xong rồi Ai muốn nếm thử Chiến hỏa nhanh chóng dập tắt Biến mất không còn bóng dáng Mứt quả hạnh vừa chua vừa ngọt Còn có mùi hương thoang thoảng của mật ong Cho vào miệng có thể cảm nhận được sự mềm mại của thịt quả Thật khiến người ta nhiều nước miếng ròng ròng Nhắm mắt cảm thụ làn gió nhẹ mơn trớn gương mặt Dường như được trở về tuổi thiếu niên ngây ngô Phương Chi Tân ăn một mồm to cho hả giận, cảm giác nước bọt tứa ra ảo ảo đầy khoang miệng, nhịn không được lại múc thêm một muỗng. Hà Nguyên Kiều dùng ánh mắt xẻo thịt gã chai mặt. Đây là quả hạnh của Thái Y Viện chúng ta, củi lửa muối đường đều của Thái Y Viện đấy nhá. Hồng Văn múc một thìa to cho vào ấm trà của Hà Nguyên Kiều, quấy đều, huynh nếm thử xem. Mứt hạnh màu đỏ cam nhanh chóng hòa tan trong nước trà ấm, tạo thành từng đám mây dưới ánh mặt trời, dập dình trôi nổi theo dòng nước xoay tròn, trông rất đẹp mắt. Hà Nguyên Kiều uống một ngụm, đôi mắt sáng ngời, ngon quá. Hồng Văn cười hì hì, sau khi để lạnh còn đặc biệt ngon miệng hơn. Mùa hè tới rồi, quan phục lại ngủ ngạt khiến người không thiết ăn uống, vì thế mứt trái cây hòa vào trà lạnh vừa giải khát vừa tăng cảm giác thèm ăn. Hồng Văn xên một vại lớn mứt hạnh, trời nóng, món này không thể để lâu, vì thế chia cho Phương Tri Tân khá nhiều. Huynh có thể phân bổ cho Thái Y Viện thêm chút tiền tiêu được không? Phương Tri Tân, ta sẽ cố hết sức, mấu chốt là hắn có nói ra cũng không tính. Phương Chi Tân lưu luyến bước đi, và hộ bộ nhà môn còn không quên vịnh khung cửa ngoái lại hô, tiểu đệ nên tới hộ bộ. Hộ bộ rất nhiều người hói đầu, nhất định sẽ nhiệt tình hoan nghênh đệ. Hà Nguyên Kiều nhổ nước bọt về phía gã khó ưa kia. Hồng Văn Bê vại mứt quả hạnh vào thái y viện chia sẻ cho mọi người nếm thử. Có vị thái y nếm xong, lập tức hớn hở chạy đến phòng bếp nhỏ bưng về cái nồi sành, vừa hầm lấy nước xong, dư lại thịt gà mà bỏ đi thật đáng tiếc, chi bằng chấm mứt hạnh ăn thử. Nói xong bèn vớt ra một con gà vừa to vừa béo từ nồi sành. Mọi người cùng hưởng ứng, đồng loạt tiến lên sắn tay áo xé xác con gà. Con gà không biết hầm bao lâu, quả nhiên thịt mềm đến tận xương, cho vào miệng tan ngay, chỉ cần kéo nhẹ là rút xương ra được rồi. Vốn dĩ ngày nắng nóng ăn thịt cá hơi béo ngấy, nhưng không ngờ ăn kèm mứt hạnh chua ngọt lại ngon tuyệt. Không bao lâu, một con gà chỉ còn lại khung xương, ngay cả phao câu cũng bị người nào đó giật mất. Ăn uống no đủ, mọi người vui vẻ ra mặt, đồng loạt nhận xét cách phối hợp này không tệ, lát nữa có thể viết thành phương thuốc lưu lại. Cho nên mới nói, vị thái y cống hiến con gà béo hùng hồn tuyên bố, thái y viện thực vất vả chế tạo ra dược thiện giúp đời, hộ bộ nên phát cho chúng ta thêm bạc mới đúng. Dứt lời, ở một cái vang dội, mọi người sôi nổi đồng ý, miệng đầy mỡ bóng loáng dưới ánh nắng len vào qua song cửa sổ. Hồng Văn trải ra một tờ giấy dầu, tỉ mỉ bịt kín miệng cái bình to bằng bàn tay, đang trộm thưởng thức thì bị Hà Nguyên Kiều bắt được. Nhóc này, Giỏi cho đệ còn biết xấu riêng, không tệ không tệ, cho ta múc một muỗng pha trà nhé. Không có không có, Hồng Văn gắt gao bảo vệ cái bình, mở to mắt nói dối. Hà Nguyên Kiều vươn tay muốn đoạt, đây là tặng trưởng công chúa. Thấy Hà Nguyên Kiều không chịu dễ dàng từ bỏ, Hồng Văn đành phải nhỏ giọng thú nhận, ối trà trà, xem đệ kìa. Hà Nguyên Kiều tấm tắc, bá cổ hắn chế nhạo, Chả biết tối qua ai còn ủ rũ cụp đuôi, huynh đừng suy nghĩ vớ vẩn. Hồng Văn hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm trang đây là báo đáp ân tình hôm qua chống lưng cho đệ nói xong ôm cái bình chạy nhanh như chớp hà nguyên kiều nhìn theo bóng dáng lủi như thỏ kia bật cười thằng khỉ cái này từ đâu tới trưởng công chúa ra chân mới từ bên ngoài trở về thấy trên bàn nhỏ bày một cái làn xinh xắn đan bằng cành liễu tươi xanh bên ngoài cài mấy đóa hoa tô điểm trong làn đặt một chiếc bình gốm thô cỡ bàn tay tất cả hợp lại trông rất chất phác đáng yêu cung nữ ở lại canh cửa cười báo cáo là tiểu hồng lại mục của thái y viện đích thân đưa tới tạ lễ đấy hạ nói là mứt hạnh chua vừa làm xong dùng khai vị ngon miệng cung nữ này còn cảm thấy kỳ quái tại sao người thái y viện đột nhiên tặng đồ lại đây nếu nói là hiếu kính thì không khỏi quá keo kiệt nhưng vị tiểu hồng lại mục không giải thích gì chỉ nói là tạ lễ cho trưởng công chúa nàng nghe xong sẽ tự biết thanh nhạn tiến lên bóc ra lớp giấy bọc miệng bình gốm một cỗ hương thơm chua ngọt ập vào mặt quả nhiên là mứt quả hạnh vàng óng ả à. cung nữ vừa bẩm báo múc nước tiến vào hầu hạ trưởng công chúa ra chân rửa mặt rửa tay cười nhận xét Vị tiểu hồng lại mục kia trông ngơ ngác khờ khạo, không ngờ lại là người phong nhã. Cành liễu hay bình gốm đều là những món đồ giản dị thô kịch không len vào được nơi sang trọng. Không hiểu sao khi kết hợp với nhau lại trông rất đẹp. Thanh nhạn lén liếc chủ tử một cái, thấy trưởng công chúa hình như rất thích cái làn đan bằng cành liễu kia, mỉm cười mắng cung nữ. Ngươi biết cái gì? Đây gọi là người khéo giấu rốt, người khôn giả ngu. Chẳng lẽ cứ phải một đám như khỉ thành tinh mới tốt? Nhìn là thấy ghét rồi. Trong cung ngoài cung đâu bao giờ thiếu người thông minh. Trên nỗi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cứ ngốc nghếch một chút mới tốt. Trưởng công chúa ra chân mỉm cười, rút ra một đóa hoa đỏ tươi cắm vào búi tóc, cầm gương tự ngắm nghía, vô cùng đắc ý, mấy cung nữ đều hai mặt nhìn nhau. Khi dậy sớm các cung nữ hầu hạ trưởng công chúa chọn châm hoa, có hoa hồng và hoa phù dung chủng loại danh tiếng được thợ trồng hoa tỉ mỉ chăm sóc thì nàng không muốn. Thế mà lúc này lại tỏ ra thích thú với một đóa hoa dại trong vườn, thật là khiến người chả hiểu ra sao trưởng công chúa ra chân cho người hầu hạ đổi qua một bộ váy áo giản dị bằng vải lụa nhẹ như mây khói màu xanh ra trời theo hoa sen mái tóc đen nhánh vấn nghiêng cố định bằng một cây châm ngọc bích cũng không kẻ mắt vẽ mày cứ để mặt mộc thoải mái như thế nằm nghiêng trên sạp đọc sách nàng vừa đọc được mấy hàng là lại ngước lên nhìn cái làn đan bằng cành liễu vẻ mặt dịu dàng không biết đang suy nghĩ gì thanh nhạn ở bên cạnh quạt mát thấy thế bèn hỏi ý công chúa dậy sớm chỉ dùng nửa chén cháo vừa rồi trong yến hội càng không đụng đũa Bây giờ có muốn ăn chút gì không ạ? À? Bởi vì cuộc tuyển tú sắp kết thúc, các cô gái xuất sắc vừa độ tuổi trong thiên hạ đều tập trung trong cung. Rất nhiều gia đình hoàng thân quốc thích vương công quý tộc có nam tử đến tuổi hôn phối đều liên tiếp tìm cớ tiến cung hỏi thăm tiếng gió. Hoàng hậu không thoát được nỗi phiền toái này, đơn giản đưa thiếp mời mọi người vào cung dự tiệc. Có gì muốn nói thì cứ nói với nhau. Đỡ phải hôm nay có nhà vừa ra ngày mai có nhà chạy tới tốn công. Trung hợp trưởng công chúa ra chân đi xa mấy năm mới hồi kinh trong số khách hứa có rất nhiều bác cô dì chị em họ trong tông thất không thiếu được gặp mặt hỏi han vài câu tuy nhiên quan hệ giữa mọi người vốn đã không nồng thắm lại xa nhau mấy năm rồi tụ tập một chỗ thật không có chuyện gì để nói trong lòng trưởng công chúa đang chán muốn chết càng lười nghe người khác bàn chuyện cưới hỏi ngồi một chút là tìm cớ đi về thời tiết có chút âm u mây đen dày đặc như thể trời sẽ mưa bất cứ lúc nào trên đường trở về trưởng công chúa ra chân nhịn không được hồi tưởng về một thảo nguyên rộng mở thoải mái và bầu trời cao xanh trong trẻo. Nhìn lại bốn phía tường vây cao cao, nghe tiếng ve kêu như điên, trong lòng càng thêm phiền muộn. Nhưng lúc này, một chút mứt trái cây không đáng giá, một cái làn nhỏ đan bằng cành liễu không lên được mặt bàn, thế mà khiến tất cả buồn bực trong lòng nàng trở thành hư không. Cũng được, ra chân gật đầu, người sai người làm mấy món ăn kèm giản dị thanh mát, dọn chung với vài thìa mứt hạnh. Một cung nữ không có ánh mắt đi xin chỉ thị, công chúa, có muốn đổ mứt sang chiếc bình khác rồi rửa sạch trả lại không ạ à? nhìn quá thô kệch chả hợp với những đồ trang trí tinh xảo trong cung chút nào trưởng công chúa ra chân nhướng mày đúng lý hợp tình nói đã đưa tới thì đương nhiên là đồ cho ta vội làm chi cứ để đó đi ngẫm nghĩ xoay người ngồi dậy tiện tay thảy quyển sách lên bàn trước tiên nhấc ra bình gốm đựng mứt hạnh sau đó lấy tượng đất đặt ở đầu giường mân mê một hồi rồi để vào chiếc làn đan bằng cành liễu cuối cùng treo làn dưới cửa sổ bình phong bên hông phòng ngủ quả nhiên trông rất thú vị dễ thương. Thời tiết nóng ẩm nhưng lại không mưa, trong cung liên tiếp có người bệnh nhẹ. Quan bào dày nặng không thông khí, với thời tiết này vừa ra ngoài là mồ hôi ướt đẫm, càng miễn bàn phải đi ngang qua hơn phân nửa hoàng cung. Những lão đại nhân lớn tuổi cứ mỗi khi đến mùa này là nhăm nhe cáo lão hồi hương. Trưa hôm đó Thái Y viện nhận được tin, trong nhóm tú nữ có ba người cáo bệnh, muốn mời người qua xem. Trước khi đến vòng cuối cùng định ra danh phận, các tú nữ không có tư cách thỉnh Thái Y, Tất cả bệnh hoạn thương tật đều giao cho lại mục xử lý. Hôm nay trong số các lại mục trực ban chỉ có Hồng Văn và Hoàng lại mục trẻ tuổi nhất, không thể trốn tránh. Hai người đau khổ liếc nhau, chịu nóng ra cửa. Trùng hợp đụng phải Phương Chi Tân đứng trước cửa hộ bộ nói chuyện với ai đó. Ông tướng này vừa thấy Hồng Văn là tận dụng mọi cơ hội dụ dỗ, nhìn xem ta nói có sai không. Hộ bộ chúng ta không cần ra ngoài dưới trời nóng như điên thế này. Hiện giờ toàn bộ thái y viện đều biết hộ bộ vô cùng mơ ước tiểu Hồng lại mục nhà mình. Lén ước định nhất quyết không thể để thằng bé đơn độc lang thang bên ngoài, ít nhất hai người thành đội, ba người thành đàn. Lúc này Hoàng lại mục thấy Phương Chi Tân, lập tức chuông cảnh báo gieo vang trong đầu, hai tay giang ra che chở Hồng Văn sau người, Hồng Văn, Hoàng Đại Nhân. Hoàng lại mục cũng không quay đầu lại, giọng nói đong đầy cảnh giác, đừng vội nghe hắn nói hưu nói vượn, lúc hộ bộ đi từng nhà đòi nợ thảm vô cùng. Thời buổi này thiếu tiền mới là đại gia, Hồng Văn, không phải, cánh chuồn trên mũ thúc chọc vào mắt cháu rồi. Hoàng lại mục, Ờ, đứng đối diện Phương Chi Tân không biết là quan viên của bộ nào, quan bảo toàn thân đều ướt đẫm, thấy thế nhịn không được lau mồ hôi ngắt lời, Phương Đại Nhân, lát nữa hàn huyên không muộn. Vì sao tháng này băng phí cho nha môn chúng ta bị cắt giảm một nửa? Phương Chi Tân móc từ trong tay áo một quyển sổ to dí vào mặt vị kia, năm ngoái nha môn các vị thiếu hộ bộ tổng cộng hơn 1.700 lượng bạc, đến bây giờ vẫn chưa trả được. Không thể khiếu nại, mỗi tháng sẽ bị trừ tiền, khi nào trừ xong thì nói tiếp. Mí mắt Hồng Văn giật mạnh, bắt đầu cố gắng hồi tưởng xem thái y viện thiếu bao nhiêu tiền còn có màn khấu trừ bổng lộc nữa sao vẻ mặt hoàng lại mục cũng hoảng sợ kéo hồng văn bỏ chạy đi mau đi mau vì đề phòng thích khách trong cung không trồng những hàng cổ thụ có thể che nắng lúc này mặt trời còn chưa khuất núi nên gần như chiếu thẳng xuống dưới phóng mắt nhìn quanh cảm giác bầu không khí cũng vặn vẹo hồng văn và hoàng lại mục tới chu thúy cung nơi ở của các tú nữ là toàn bộ áo trong đã ướt đẫm vội đi múc nước rửa sạch tay và mặt Hai tú nữ bị cảm nắng nên cũng không quá quan trọng, họ đến từ vùng duyên hải Tây Bắc, quen với khí hậu mát lạnh. Đột nhiên đi vào vọng yến đài vừa nóng lại vừa buồn nên khó có thể thích ứng, uống thuốc tĩnh dưỡng là ổn. Họ đều là thiếu nữ chỉ mới 16, 17 tuổi, lần đầu xa nhà lại không hợp khí hậu, cả hai đều gầy dơ xương. Hồng Văn và Hoàng Lại Mục thấy họ quá tội nghiệp, không hẹn mà cùng bỏ thêm cam thảo vào phương thuốc của họ. Tốt xấu gì cam thảo cũng để lại vị ngọt trong miệng, miệng ngọt thì bớt nhớ nhà. Cuối cùng là một người quen cũ, thật sự có điểm phiền toái. Hồng Văn vừa bắt mạch cho Tiết Vũ đã phải nhíu mày, Tiết cô nương, cô nương tuổi còn trẻ, nên chú ý giữ gìn sức khỏe thì tốt hơn, rảnh rỗi đừng suy nghĩ quá nhiều. Khoảng chừng một tháng kể từ gặp mặt lần trước, sức khỏe của Tiết Vũ không những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng tệ hơn. Yêu tư quá độ, loại suy nhược đến mức này mà đặt trên người một thiếu nữ 16 tuổi quả thực khiến đại phu dùng mình. Tiết Vũ miễn cưỡng mỉm cười, tôi sẽ tận lực. Trên mặt Tiết Vũ hiện ra vẻ do dự, thật lâu sau mới hạ quyết tâm, dường như cầu xin hỏi hồng đại nhân ngài biết nhà tôi xảy ra chuyện gì không bệnh của tích vũ vốn không nghiêm trọng đến vậy thế nhưng sáng sớm hôm nay đột nhiên có một tú nữ khác chạy tới báo tin nói người phủ định quốc công đều bị đuổi về nhà kiểm điểm vừa nghe vậy gan tích vũ thật sự muốn nứt ra định hỏi kỹ nội tình nhưng người nọ cũng không rõ ràng lắm ngặt nỗi hiện giờ nàng đang ở trong cung không tiện truyền tin tức qua lại long nguyên đế ra lệnh rõ ràng cấm người phủ định quốc công vào cung cầu tình vì thế không có cách gì hỏi thăm cho tới bây giờ vẫn không biết tình huống nào đã dẫn đến chuyển biến bất ngờ như thế, Hồng Văn thầm nghĩ, cô nương quả thật hỏi đúng người. Tuy chân tướng có thể tàn khốc, nhưng Hồng Văn vẫn một năm một mười thuật lại cho Tiết Vũ toàn bộ sự tình phát sinh ở hội chùa. Sau khi Tiết Vũ nghe xong, ánh mắt trống rỗng không lên tiếng một lúc lâu, sau đó đột nhiên bật khóc, đều là số mệnh. Nàng đã liều mạng đến mức này, thậm chí không tiếc dùng hạnh phúc nửa đời sau của mình làm tiền đặt cược, nhưng trong nhà chẳng có ai hiểu được nỗi khổ tâm của nàng. Hồng Văn thở dài, chuyện đã đến nước này, tiết cô nương vẫn nên tự bảo vệ mình thì hơn. Sự suy tàn của phủ định quốc công là một kết cục đã được đoán trước, chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nói câu không xuôi tai, giả sử ngày sau cao ốc sụp đổ, nếu tiết vũ vẫn có thể đứng lên, ít nhất còn kéo được những người vô tội một phen. Cũng không biết tiết vũ có nghe vào tai hay không, bụng mặt khóc nức nở một hồi, sau đó đứng lên hành lễ với Hồng Văn, tôi thay mặt nhị ca nhận lỗi với ngài. Nhị ca tôi là kẻ khốn nạn, xin ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt tha thứ lần này thay mặt người khác xin lỗi là điều thiếu chân thành và vô nghĩa nhất kẻ phạm lỗi không cần ra mặt có lẽ trong lòng vẫn còn bất mãn nhưng người chịu tội thay lại đáng thương đến mức khiến người bị hại không muốn tha thứ cũng khó luôn có cảm giác bị bức bách nhưng vì sao người ta nhất định phải tha thứ làm sai chính là làm sai nỗi đau mà người khác phải gánh chịu liệu có thể bỏ qua bằng vài lời xin lỗi thay nhẹ như không hoặc làm bộ nhận lỗi dùng một chút là có thể xóa bỏ hoàn toàn Thậm chí có thể việc xin lỗi thay hết lần này đến lần khác khiến những kẻ xấu kia trở nên kiêu ngạo hơn, càng không kiêng nể gì, dẫn đến một ngày sẽ gây ra rắc rối lớn tới nỗi không thể cứu vãn. Trong mười mấy năm làm du y kiếm sống, Hồng Văn đã chứng kiến quá nhiều bi kịch tương tự, vì thế lắc đầu nghiêm túc nói, tiết cô nương, xin thứ không thể tòng mệnh. Tiết vũ sững sờ ngây người, Hồng Văn tiếp tục, có lẽ cô nương mang ý tốt, nhưng ta xin nói thẳng, đây thật sự không phải là biện pháp đúng đắn. Huống hồ người mà nhà cô nương tổn thương không phải là ta, thậm chí không chỉ ngừng lại ở hai cha con ngày hôm qua ta có tha thứ hay không đâu có gì quan trọng ta không biết cô nương làm vậy là muốn cầu được một chút an ủi cho bản thân hay vì điều gì khác nhưng đối với những người bị tổn thương thì thật sự không công bằng gò má tiết vũ vẫn còn đọng đôi dòng lệ nhưng đáy mắt đã tràn đầy kinh ngạc những lời này quá sắc bén và thẳng thắn không có bất kỳ uyển chuyển hay giữ lại giống lưỡi dao sáng như tuyết đâm thẳng vào nàng gây thương tích đầy mình trong nháy mắt đầu óc tiết vũ trống rỗng nhưng sau cú sốc ngắn ngủi Tiết Vũ muộn màng nhận ra đây mới chính là vị lại mục mình biết. Đúng rồi, trong lần gặp đầu tiên thì vị tiểu hồng lại mục đã dám trực diện với sự thịnh nộ của tổ phụ, không chút nào núng đấu võ mồm, dĩ nhiên là nhân vật lợi hại ngoài mềm trong cứng. Hồng Văn kê đơn xong bắt đầu thu dọn hòm thuốc, đi mau tới cửa rồi xoay người lại, tiếc cô nương. Cứ cho là ta lắm miệng lải nhải nếu cô nương lựa chọn vào cung, trong lòng không nên canh cánh đến chuyện bên ngoài thì tốt hơn. Còn về phần những mục đích khác, sau này cẩn thận tính toán cũng không muộn. Nói trắng ra, nhóm tú nữ này có mấy ai là đơn thuần nghĩ đến vào cung để tìm lang quân như ý ít nhiều gì đều có mục đích nâng đỡ nhà mẹ đẻ suy tính như vậy không gì đáng trách khổ nỗi nếu không thể đi đến trạng cuối cùng suy tính cho nhiều nhưng có ích lợi gì đâu tiết vũ nghe xong lời này có phản ứng ra sao thì hồng văn chả biết chỉ là vừa rời chu thúy cung không bao lâu đã bị thái giám ngự tiền mời đi theo khi bước vào kỳ lân điện long nguyên đế đang ở trước bàn khom lưng viết gì đó như thường lệ mặc bộ thường phục nửa cũ góc tường đặt một lu sen trắng nở rộ cả đại sảnh tràn ngập hương thơm thoang thoảng thật ra thanh nhã hơn nhiều so với đốt hương nhân tạo đương nhiên cũng tiết kiệm hơn hồng văn trịnh trọng hành đại lễ vi thần hồng văn khâu kiến bệ hạ long nguyên đế nhướng mày sao hả được ban thưởng nên hiện giờ thỉnh an càng thành tâm hơn hồng văn xưa nay vi thần luôn thành tâm ạ à. long nguyên đế chắp tay sau lưng rời bước tới phía sau hồng văn nhấc mũi chân chọc chọc mông hắn ừ nói thật đi hồng văn bị chọc đến lắc lư sau khi lấy lại thăng bằng bèn ngoan ngoãn thú nhận đúng ạ à, hắn là người phàm tục được khích lệ đương nhiên nhiệt tình tăng thêm 10 phần chẳng lẽ không phải là bản chất con người long nguyên đế thầm cười Chấm chưa bao giờ bùn xỉn chỉ cần ngươi dụng tâm làm việc ban thưởng dĩ nhiên không thể thiếu hồng văn đây rõ ràng là gạt người đứng lên đi long nguyên đế trở lại sau ngự án ngồi xuống đến bắt mạch cho nha đầu phủ định quốc công nàng tìm ngươi cầu tình hồng văn lắc đầu thật ra cũng không tính là vậy ạ à sau đó thuật lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người không sót một chữ long nguyên đế liếc hắn một cái mỗi khi ngươi há mồm cũng coi như lợi hại hồng văn bẩm vi thần ăn ngay nói thật thôi ạ à, ngài không thấy đứa bé hôm qua đáng thương bao nhiêu người cha cũng không dám lên tiếng giành lẽ công bằng cho con mình nếu không phải phủ định quốc công tác oai tác quái quen rồi các bá tánh sao lại sợ đến thế long nguyên đế ử một tiếng ngươi nói không sai dựa vào đâu mà cứ thay người khác xin lỗi chả có giá trị gì dừng một chút rồi lắc đầu rốt cuộc chỉ là một tiểu nha đầu dẫu đọc được mấy quyển sách nhưng kiến thức vẫn thiếu trước đó trông cũng có vẻ thông minh cơ mà chưa được rèn luyện một khi gặp phải chuyện lớn là rối loạn trận tuyến được rồi long nguyên đế xua tay trở về đi làm việc thật tốt hồng văn vừa định lui ra ngoài lại nghe long nguyên đế mang theo ý cười hỏi đúng rồi được ban thưởng sao không mời khách ngài biết người hà gia vẫn chưa mượn cơ hội để khoe khoang ngược lại hành sự khiêm tốn long nguyên đế rất hài lòng lời này chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. ai ngờ thấy hồng văn nghiêm túc bẩm vi thần muốn tích góp tiền cưới vợ ạ. À? long nguyên đế cút đi cút đi đứng chỗ này chướng mắt. hồng văn lon ton đi rồi nhìn bóng dáng hớn hở chạy xa của hắn. long nguyên đế tự cười một hồi trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. sau một lát thái hậu gửi một ma ma tới truyền lời bẩm bệ hạ thái hậu sai nô tỳ tới hỏi một chút chuyện hôm kia thái phi thỉnh cầu ngài nghĩ thế nào ạ. À? long nguyên đế hơi kinh ngạc ủa phủ định quốc công xảy ra chuyện như vậy thằng nhóc kia không thay đổi ý định ban đầu ma ma than là vậy đấy ạ à. thái hậu cũng kinh ngạc nói là hiếm khi thằng bé kia lông bông suốt 20 năm cuối cùng biết kiên định đúng một chuyện đây chẳng phải là ý trời thái hậu không nỡ bác bỏ ạ à. long nguyên đế cười được rồi ngươi về hồi bẩm thái hậu chậm ân chuẩn ngày kế khi người khắp kinh thành đang chờ xem long nguyên đế muốn xử trí phủ định quốc công thế nào trong cung đột nhiên truyền ra ý chỉ tứ hôn bình quận vương và nữ nhi của định quốc công thế tử mà vị bình quận vương kia chính là đệ đệ nhỏ nhất của long nguyên đế nói đến bình quận vương đây tuyệt đối là một cọng cỏ dại rất đặc biệt trong kinh thành là đề tài cho những buổi tán chuyện trà dư tử hậu của biết bao nhiêu người khác hẳn với các hoàng tử luôn cầu tiến vị này bẩm sinh ham ăn biếng làm lại còn chơi bời lêu lồng, cũng may vẫn coi như có chừng mực không chủ động gây chuyện rắc rối tiên đế và thái phi thấy không cách gì khuyên được bèn mặc kệ thằng con sau đó long nguyên đế kế vị nghĩ không thể để huynh đệ nhà mình lông bông như vậy thỉnh thoảng cưỡng bức giao cho vài nhiệm vụ. Bình quận vương dẫu không tình nguyện mà vẫn tận tâm hoàn thành, tuy không có công tích gì lớn lao nhưng coi như không sống vô ích. Trong buổi cung yến, Bình quận vương vừa gặp đã cảm tiết vũ ngay, sau đó năn nỉ Thái Phi đi hỏi cưới. Ngặt nỗi Thái Phi cảm thấy phủ định quốc công sớm muộn gì sẽ có ngày xảy ra chuyện, cho nên không đồng ý, ai ngờ Bình quận vương rất cố chấp. Ngâm đến năm nay 20 tuổi cũng không lập vương phi, thấy tiết vũ tiến cung tuyển tú, cứ lâu lâu mè nhau bên tai Thái Hậu và Thái Phi nói tóm lại bình quận vương có ân sủng nhưng vô thực quyền dùng vị trí vương phi nghênh cưới tiết vũ vừa không khiến các lão thần lạnh tâm vừa không cần lo lắng phủ định quốc công sẽ mượn cơ hội phục hưng cho nên long nguyên đế bèn thuận nước đẩy thuyền ban hôn vốn dĩ hồng văn không suy nghĩ sâu xa đến vậy nhưng nghe mọi người trong thái y viện thảo luận một hồi mới bừng tỉnh ngộ ra chẳng trách mọi người luôn dùng hai từ liệu đoán khi nói về thành ý hóa ra một đạo ý chỉ tưởng chừng đương nhiên như nước chảy thành sông thực ra ẩn chứa nhiều thâm ý đến vậy nghĩ đến đây hồng văn không khỏi lắc đầu quả nhiên vẫn nên thành thật khám bệnh cho người thì hơn tâm tư xảo quyệt gì đó không thích hợp với hắn với kết cục này tâm niệm muốn giúp đỡ gia đình của tiết vũ e rằng đã thất bại nhưng suy cho cùng gánh nặng như vậy mà đặt trên người một thiếu nữ mười mấy tuổi quả thật quá sức chịu đựng thế nên kết cục này chẳng phải là sự giải thoát mong cho cuộc đời sau này của tiết vũ được bình an trôi chảy hạnh phúc vô lò sau khi tan ca hồng văn không vội về hà Gia mà đi gặp mấy bệnh nhân trong hội chùa ngày đó để tiếp tục trị liệu đương nhiên có gia đình của bộ hạ tạo ẩn tên phùng dũng mẹ phùng dũng thời trẻ mở một cửa tiệm bán thịt phá lấu đó là một cửa tiệm nho nhỏ chả trang hoàng hoa lệ gì cơ mà thức ăn được nêm nếm vừa miệng thơm ngon nên có khá nhiều khách quen lui tới mười mấy năm hiện giờ cũng mướn vài người chạy bàn bà ta cực kỳ siêng năng dẫu sức khỏe không tốt cũng chẳng chịu nghỉ ngơi nếu không nhờ ngẫu nhiên gặp được hồng văn chữa bệnh từ thiện ở hội chùa chả biết cứ mặc kệ bệnh tật đến bao giờ hèn chi người con trai lại lo lắng đến như vậy ngày hôm qua hồng văn cẩn thận kiểm tra cho phùng đại nương phát hiện bệnh tình vô cùng nghiêm trọng rất có thể do năm xưa té ngã khớp xương eo và hông bị lệch vị trí đã vậy còn không kịp thời trị liệu nên càng ngày càng trầm trọng hiện giờ lan gần đến gân mạch và các khớp xương khác hai chân cũng có chiều dài hơi khác nhau ngoài ra mùa đông khắc nghiệt mà bà hà tiện không dám tốn nhiều củi lửa đun nước nóng thường xuyên ngâm tay chân trong nước lạnh rửa sạch nguyên liệu nấu ăn khớp xương tứ chi đều có mức độ tổn thương khác nhau do tê cóng dẫn tới hiện tại thời tiết hơi biến hóa là đau đớn khó nhịn. Tới lúc này, thuốc men đơn giản không còn tác dụng gì nữa. Trước tiên phải kết hợp xoa bóp và châm cứu để có thể di chuyển khớp xương bị chật từng chút một về vị trí cũ. Các gân mạch rối loạn và dính chặt được khai thông, sau đó có thể dùng thuốc dán trường nóng bảo dưỡng. Toàn bộ quá trình phải mất từ 3 tháng đến 1 năm, rất mệt mỏi. Sau khi nghe thông báo riêng về căn bệnh và phương pháp chữa trị, Phùng Dũng không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay lập tức. Cuộc đời của mẹ đều hy sinh cho hai anh em, thời trẻ tại hạ ở bên ngoài đánh giặc biệt tin khiến bà giàu thúi ruột. Hiện giờ đã trở về đương nhiên phải hiếu thảo, đừng nói 3 tháng hay một năm, cho dù 8 hay 10 năm tại hạ cũng hầu được, lo gì. Hồng Văn thở dài, cổ nhân đã nói, cầu trung thần tất phải tìm hiếu tử, hôm nay chứng kiến quả không sai. Phùng Dũng không hề kiêu ngạo, ngược lại có chút hổ thẹn, cuộc sống của mẹ thật không dễ dàng, nếu chỉ một chuyện nhỏ này mà tại hạ còn trốn tránh, vậy đâu xứng làm con người. Hồng Văn vừa cẩn thận vẽ ra một khuôn nắn xương vừa nói về kế hoạch điều trị. Năm nay đại nương đã hơn 40 tuổi. Khung xương và gân mạch đã định hình. Muốn nắn lại về vị trí cũ thực không dễ dàng. Chắc chắn phải chịu đau khổ. Tuy nhiên khổ tận cam lai. Chỉ cần trị liệu thích đáng. Mỗi ngày đi đứng nằm ngồi sẽ không khác gì người bình thường. Ta muốn dựa theo kích cỡ của đại nương làm một khuôn nắn xương. Dùng dây lưng bó ở eo hồng. Cách 4-5 ngày sẽ xoa bóp một hồi đồng thời điều chỉnh độ siết. Làm vậy sẽ từ từ kéo về khớp xương sai vị trí ngặt nỗi trong khi trị liệu thì người bệnh không thể tùy ý đi lại tốt nhất nằm tĩnh dưỡng phải có người xoa bóp tay chân thường xuyên để không bị co rút vụ đúc khuôn không thành vấn đề tại hạ có một đồng liêu là thợ rèn nên làm cái này không khó phùng dũng vừa nghe xong là giàu dĩ ngặt nỗi mẹ không chịu ngồi yên lại không dám tiêu tiền nếu nghe nói phải nằm lâu như vậy e rằng không chịu quả nhiên không ai biết mẹ bằng con sau khi phùng dũng và hồng văn vừa nói ra kế hoạch trị liệu phùng đại nương cự tuyệt thẳng thừng thôi thôi không chị đâu cứ để vậy cũng không chết được bà liên tục xua tay ngoài kia ta còn có một cửa tiệm đâu thể cứ bỏ đó hơn nữa chữa trị phải cần một hai năm vừa châm cứu vừa xoa bóp còn thuốc uống rồi thuốc rán nhà nào chịu nổi người ta chỉ chữa bệnh từ thiện đâu thể bao luôn thuốc thang phải bỏ tiền rồi phùng dũng sốt ruột đến độ dậm chân mẹ đừng ngoan cố nữa buổi tối đau đến mức lăn qua lộn lại ngủ không được là ai khó khăn lắm mới gặp được một đại phu chữa bệnh từ thiện vậy mà mẹ còn không chịu thử sau này muốn tìm chuyện tốt như vậy ở đâu. Nhưng Phùng Đại Nương vẫn không chịu nhả ra, Phùng Dũng là anh chàng thô kịch miệng lưỡi vụng về, đâu thể nào thuyết phục được mẹ mình. Ngặt nỗi chuyện chữa bệnh không thể ép buộc, cuối cùng vùng vằng đi đến góc tường ngồi xổm xuống, ôm đầu hờn dỗi. Thấy con trai tức giận, Phùng Đại Nương rõ ràng dao động, theo bản năng dịch một bước về phía bên đó, miệng hé mở nhưng rốt cuộc vẫn ngậm lại. Mình đã từng tuổi này, sao có thể liên lụy con trai? Nhìn hành động của hai mẹ con, hồng văn không khỏi vừa cười vừa than cười vì hai người rõ ràng đều muốn tốt cho đối phương khổ nỗi cả hai đều là những người ngoan cố không những nói lời dứt khoát mà còn muốn chiến đấu nữa cơ than vì quả nhiên mẫu từ tử hiếu trong lòng mỗi người đều chỉ nghĩ cho đối phương kẻ trong cuộc u mê người bàng quan thì sáng chuyện này đấy à đành phải để cho người ngoài hắn đây ra tay vậy hồng văn kéo băng ghế ngồi xuống trước mặt phùng đại nương nhiễm nhiên bày ra tư thế thương lượng việc nhà gì à theo cháu thấy ý tưởng của gì quá sai lầm Phùng Đại Nương vẫn rất kính trọng vị đại phu này, nghe vậy rụt rè trả sát tay, Hồng Đại Phu, ta chỉ không muốn chữa trị, không được sao. Hồng Văn bật cười, kiên nhẫn thuyết phục, trước tiên chúng ta không bàn tới vấn đề này, chỉ xét đến ý kiến vừa rồi của dì. Nếu dì thiệt tình muốn tốt cho con trai, vậy nên điều trị mới đúng. Phùng Đại Nương bối rối không hiểu ra sao, lẩm bẩm, hắn đã hơn 20 còn chưa cưới nàng dâu, chẳng lẽ không cần dự bị sinh lễ. Nếu ta nằm đó một hai năm, còn phải tiêu tiền chữa bệnh, khác gì moi rỗng của cải trong nhà đâu ai chịu gả con gái yêu quý cho một nhà nghèo mạt dì nên nhìn xa hơn một chút trâm ngôn nói rất đúng bỏ công mài dao thì trẻ củi nhanh hơn đấy ạ hồng văn nghiêm mặt phân tích dì đã có sản nghiệp ở chỗ này giống như gà đẻ trứng vàng sao lại sợ sau này không thu tiền vào phùng đại ca cường tráng tuấn tú lịch sự lần này trở về còn được ban thưởng dẫu lớn tuổi chút cũng không sao sau này mời nhiều bà mối tất nhiên có rất nhiều cô gái tốt đưa tới cửa tương lai sinh cho gì cháu nội trắng trẻo mập mạp, một nhà đông vui hòa thuận, chẳng phải rất tốt. Con cả đến nay chưa cưới vợ chính là khối tâm bệnh lớn nhất của Phùng Đại Nương, lời này của Hồng Văn nghiễm nhiên chạm đến tim bà, chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đó là đã vui không khép miệng được. Sau đó nghe Hồng Văn chỉ ra, nếu gì cứng rắn không chịu trị liệu, vậy có thể kéo dài được bao lâu. Chẳng lẽ muốn con dâu vừa qua cửa phải lập tức hầu hạ bên giường bệnh? Đến lúc gì ngã bệnh, Phùng Đại ca muốn kiến công lập nghiệp lại phải lo lắng thê nhi quả phụ ở nhà. Sao huynh ấy có thể yên tâm. Vẻ vui mừng trên mặt phùng đại nương lập tức đông cứng, cũng bắt đầu lo lắng, đúng vậy, xác thật không ổn. Nhưng nếu gì chịu kiên nhẫn một hai năm, trước tiên điều dưỡng thân thể cho tốt, chưa kể bản thân gì và phùng đại ca đều dễ chịu. Người bên ngoài còn thấy huynh ấy là người con có hiếu, tự nhiên càng nguyện ý kết thân. Sau đó cưới được con dâu về nhà, dì giúp đỡ chăm sóc cháu trai cháu gái bụ bẫm, qua mấy năm còn có chất trai chất gái đầy nhà, ố trà trà, thật náo nhiệt. Mỗi ngày vui vẻ sống đến bảy tám chục tuổi chẳng phải hạnh phúc biết bao nhiêu. Lời nói giản dị thẳng thắn, giọng điệu trong sáng và rõ ràng vô cùng kích thích lẫn mê hoặc, tức khắc dỗ phùng đại nương chuyển từ lo lắng sang vui mừng. Đúng rồi đúng rồi, con dâu tuổi trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn phải năn nỉ mình giúp đỡ trong bé con chứ còn gì. Phùng Dũng nghe đến mức choáng váng, hắn không ngờ vị tiểu đại phu này không chỉ giỏi về y thuật mà còn có tài hùng biện như vậy. E rằng chỉ bằng lời nói là có thể kêu người chết sống lại nếu năm đó trước khi ra trận có vị này hô hào tăng cao sĩ khí thì khâu chừng thương vong sẽ giảm đi nhiều cơ hội hiếm có phùng dũng nghe xong vội vàng chạy lại góp lời đúng đấy nếu mẹ không điều dưỡng cho khỏe chưa nói đến cấp trên và đồng liêu sẽ chê con không hiếu thuận ngay cả các cô nương tất nhiên cũng lo lắng mới vào cửa phải chăm sóc mẹ chồng bệnh hoạn nếu thật tới nông nỗi đó thì làm thế nào đây thật ra người trong thiên hạ ai lại không khát vọng có một thân thể khỏe mạnh hiện giờ nghe nhi tử và đại phu đều trình bày rõ ràng như vậy phùng đại nương quả thực không còn bướng bỉnh như lúc đầu vẻ mặt bà hết cao hứng rồi lại yêu sầu chỉ cảm thấy cả đời chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó có thể lựa chọn đến vậy ngắc ngứ một lúc lâu phùng đại nương ậm ừ nhưng nếu ta nằm yên chuyện buôn bán đằng trước phải tính thế nào thấy mẹ bắt đầu hòa hoãn phùng dũng vui sướng sắp phát điên lập tức vỗ ngực bảo đảm đây có khó gì đâu dù sao cửa tiệm mở ngần ấy năm mấy tiểu nhị đều đã quen việc bí phương ở trong tay mẹ nên đâu sợ xảy ra rắc rối hiện giờ con giữ một công việc nhàn tản trong nha môn mỗi ngày đi sớm về sớm giúp đỡ trong chừng chút là được phùng đại nương cân nhắc cảm thấy cũng có lý huống hồ tưởng tượng đến thân thể khỏe mạnh và tương lai con cháu đầy nhà bà không thể nào kìm lòng được nữa sau khi xoa xoa đôi bàn tay thô giáp vài lần phùng đại nương ngập ngừng nói hay là hay là thử chút xem sao rốt cuộc mong được lời này phùng dũng suýt nữa vỗ tay gieo hò cái gì mà thử chút xem sao vị đại phu này y thuật cao minh lắm Bảo đảm trị một cái là khỏi ngay. Hồng Văn được khích lệ đến nỗi cả người không được tự nhiên, liên tục tuôn ra lời khiêm tốn. Ba người bàn bạc xong xuôi, quyết định sau bữa cơm chiều sẽ bắt đầu điều trị. Phùng đại nương biết ơn Hồng Văn đích thân đến khám tại nhà mà không chịu thu phí, vội đi ra cửa tiệm phía trước bưng vào một thố thịt heo phá lấu tràn đầy. Thấp thỏm mời, "Hồng đại phu, nhà không có món gì quý giá để chiêu đãi, mong đại phu đừng chê. Cửa tiệm của bà bán thịt phá lấu, chỉ dùng đầu heo, tai heo, nội tạng móng heo, đuôi heo và những miếng thịt vụn lấy muối giá rẻ gom thành một nồi. Bỏ thêm các loại hương liệu gia vị đun lửa lớn cho sôi bùng, sau đó hạ lửa lưu diêu hầm suốt một đêm đến khi thịt rượu xương mềm, gần như tan rã trong nồi. Bởi vì trên thị trường thịt bò và thịt dê đắt nhất, cá đắt thứ hai, gà vịt và thịt heo là rẻ nhất. Mà những phần thịt vụn vặt này càng rẻ mạt, người có địa vị một chút nhất định không muốn đụng vào. Đó là lý do Phùng Đại Nương ngại ngần vô cùng khi mời Hồng Văn. Hồng Văn mỉm cười chủ động tiếp lấy thố lớn trong tay bà, hớn hở nói, thật trùng hợp, cháu đang thèm món này quá. Lát nữa nếu cháu lỡ ăn nhiều, gì đừng xót ruột nhé. Thấy vẻ mặt Hồng Văn không giống làm màu, Phùng Đại Nương tức khắc mừng đến mức cả người ngứa ngáy. Hồng Đại Phu mà thích chính là cho ta thể diện, đừng nói chỉ là một thố, nếu mỗi ngày Đại Phu chịu tới ăn là ta sẽ vui vô cùng. Sau đó kêu Phùng Dũng đi lấy rượu, bị Hồng Văn cản lại. Đợi chút còn phải chữa bệnh, uống rượu tay không vững, hôm nay xin khước từ chờ sau này gì khỏi bệnh, hoặc là Phùng Đại ca cưới vợ sinh con, còn lo không có rượu uống hay sao. Trước mắt Phùng Đại Nương thích nghe nhất cũng chỉ là lời này, dĩ nhiên đồng ý liên lịa, khập khẽnh đi vào trong vốt dưa muối và hột vịt muối tự làm. Phùng Dũng mỉm cười nhìn Hồng Văn biết ơn, hốc mắt phiếm đỏ, đã bao nhiêu năm không thấy mẹ phấn chấn đến như vậy, nếu người ngoài không biết, chắc tưởng Hồng Đại Phu mới là con trai vừa đi xa về. Sẽ tốt thôi, Hồng Văn vỗ vai Phùng Dũng an ủi, rồi đắc ý rào rạt khoe khoang, Ngặt nỗi chuyện này huynh có ghen tị cũng không bắt trước được, ai biểu đệ khiến cho người gặp người thích chứ. Hai người đều cười ồ, Hồng Văn nói mình thích ăn thịt heo xác thật không nói dối. Thời trẻ cùng sư phụ lang thang hành nghề y, thường xuyên sống trong cảnh màn trời chiếu đất bữa đói bữa no. Rất nhiều lần liên tiếp 10 ngày nửa tháng thậm chí không được nếm chút xíu thức ăn mặn nào chứ đừng nói thịt heo béo ngậy. Huống hồ món thịt phá lấu của Phùng Đại Nương thật sự rất ngon, tất cả mỡ béo đều hầm tan chảy, một miếng thịt lớn mềm dục run rẩy trên đĩa lớp da như ánh lên sắc đỏ loang loáng dưới bóng chiều tà, nước sốt đậm đà tỏa ra hương thơm tràn ngập tứ phía, quanh quẩn không đi. Hồng Văn định dùng đôi đũa gắp lên, ai ngờ hơi kẹp nhẹ là miếng thịt bể ra như đậu hủ non. Đành phải dùng muỗng xúc, một ngụm xuống bụng kết hợp với mì sợi dưới nước sốt thật sự tuyệt vời. Thấy Hồng Văn ăn ngon lành, trái tim người mẹ của Phùng Đại Nương tức khắc ngập tràn tình mẫu tử, liên tục tiếp thịt cho chàng ta, khó nén hồ hởi tiến cử hết những món ăn kèm. Hột vịt muối cũng ngon lắm đấy, Hôm qua mới mở bình, vừa lúc tương dầu. Hồng đại phu nhìn này, trong trắng trắng nõn, trong đỏ vàng cam, mau nếm thử. ăn không hết hãy gói đem về. Tốt xấu gì cũng là tâm ý của gì, không phải gì thổi phồng. Chưa thức hầm thịt nhà gì là độc nhất vô nhị nhá. Hồng đại phu nếm thử đuôi heo và tai heo này, da bên ngoài tuy mềm dục nhưng sụn và gân bên trong rất vừa ăn, nhai sần sật ăn với cơm bà cháy. Láng giềng khắp ba phố năm hẻm ai cũng phải cất công lại đây mua về nhắm rượu đấy. Hồng Văn thật sự thoải mái gắp miếng đuôi heo bỏ vào miệng thơm ngọt mềm mại, đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấp một cái là thịt tan rã, há mùng phun ra mấy khúc xương ngắn, môi răng đều tràn ngập hương thịt và gia vị thơm phức. Hồng Văn ăn không ngừng miệng, đành phải bớt thời giờ dựng ngón cái về hướng Phùng Đại Nương, đôi mắt to tràn đầy tán thưởng, thật quá tuyệt vời. Phùng Dũng, cậu con trai chân chính, hoàn toàn bị mẹ bỏ rơi, đành phải nhìn Hồng Văn ăn cái gì thì bắt trước ăn theo, liên tiếp vét sạch ba tô mì lớn vẫn cảm thấy chưa đủ biết làm sao được tham gia quân ngũ mấy năm nên dạ dày bị nong rộng ra rồi bữa cơm đã ăn no bảy phần Hồng Văn hoạt động chân tay một chút ngoài sân cho giãn gân giãn cốt sau đó bắt đầu xoa bóp cho Phùng Đại Nương gân cốt nằm lệch vị trí nhiều năm khỏi nghĩ cũng biết đụng vô không hề dễ chịu Hồng Văn chỉ xoa bóp mấy cái mà Phùng Đại Nương đã đau trắng mặt nhưng bà thật không hổ là người đàn bà sắt một mình nuôi hai đứa nhỏ lớn lên còn có thể thiết lập một phần sản nghiệp tại kinh thành đau đến thế mà không hề diên la một tiếng Kế tiếp cháu sẽ xoa bóp giống vậy thêm hai ngày nữa, nắn lại gân cốt xê dịch là có thể bó khuôn vào giữ lại. Hồng Văn lau mồ hôi, trời quá nóng, hơi hoạt động một chút là cả người ướt đẫm. Phùng Dũng gật đầu, ngày mai tại hạ thúc dục người làm cho xong khuôn đúc, tuyệt đối không chậm trễ. Trùng hợp tạ ổn mang theo điểm tâm bốn màu tới thăm, mọi người tán chuyện một hồi. Thấy mặt trời hoàn toàn lặn rồi, Phùng Dũng tự mình đưa hai người họ ra ngoài. Từ nơi này trở về phủ Trấn Quốc Công vừa lúc đi ngang qua Hà Gia, Hồng Văn vui vẻ mời Tạ ẩn vào nhà uống trà. Tạ Uẩn cũng không từ chối, chỉ ngại chưa từng chuẩn bị quà gặp mặt. Hồng Văn cười gạt đi, nếu thật coi đệ là huynh đệ thì đừng đề cập tới chuyện này. Hà Gia cũng vừa ăn cơm chiều không lâu, bà cụ Hà và cháu dâu đang ngồi dưới giàn nho vẽ hoa quả, nét bút đậm nhạt thật tinh diệu. Hà Thanh Đình đứng bên cạnh nhận xét từng bước. Ngặt nỗi ông lại không giành vụ này, chẳng bao lâu đã bị ghét bỏ. Bà cụ Hà đuổi ông cụ như xua gà, đi đi đi, vào xem sách y của ông đi ông cụ giàu dĩ cảm giác trên mặt không ánh sáng nhỏ giọng lầu bầu tránh ra kết quả không bao lâu lại vòng về duỗi dài cổ liếc một cái về phía giấy vẽ chậc con vịt hoang này trông rất béo thê tử hà nguyên kiều phụt cười thành tiếng bà cụ hà hận sắt không thành thép lườm ông cụ một cái đó là uyên ương đấy hồng văn và tạ ẩn vừa vào tới nơi nghe được câu này đều nhịn không được phỉ cười hà thanh đình mặt già ửng đỏ đằng hắng một tiếng ta đương nhiên biết bà cụ lẩm bẩm ông biết cái rắm ông cụ tự cảm thấy mất hết mặt mũi, cũng có chút giận dỗi, hư một tiếng bèn bỏ rơi người bạn già đi lại đây. Đầu kia Hà Nguyên Kiều đang dạy hai bé con phân biệt dược liệu, thấy Hồng Văn dẫn khách về nhà cũng lại đây tiếp khách. Tạ ổn xuất thân thế ra nhưng được rèn luyện trong quân, có một cỗ khí khái tiêu sái không kìm chế được, mọi người Hà ra đều rất thích anh ta. Bình bình và an an hiếm khi an tĩnh, dựa vào người phụ thân và Hồng Văn nghe tạ ổn kể chuyện xưa. Ai ngờ mới ngồi không lâu, người phủ Trấn Quốc Công tìm đến nơi này, nói thục quý phi vừa ban đầu tới mời anh ta lập tức trở về tạ ổn đứng dậy cáo từ hồng văn tự mình tiễn ra cửa khách vừa đi bình bình phòng má hô về sau con cũng muốn thành đại tướng quân nghe đại tướng quân có vẻ oai phong hơn nhiều so với đại phu hà nguyên kiều véo cái mông tròn vo của nhóc ngay cả nhận biết dược liệu mà con còn lười biếng có thể chịu khổ để tập võ sao chỉ nói mạnh miệng thì ai cũng có thể bình bình không chút nghĩ ngợi hô đương nhiên là được ạ à. hà nguyên kiều gật đầu tốt lắm từ mai trời chưa sáng con hãy rời giường đứng tấn, cha sẽ mời sư phụ dạy võ cho con, mỗi ngày học cưỡi ngựa, bắn tên, múa thương. Gương mặt bụ bẫm của Bình Bình run rẩy, trộm nuốt nước miếng, yếu ớt hỏi, vậy, vậy nếu trời mưa thì thế nào ạ? À? Trời chưa sáng đã phải rời giường, sao có thể ngủ nướng? Hà Nguyên Kiều nghiêm mặt, trời mưa đâu tính, cổ nhân đã dạy, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, dẫu trời đổ xuống phi đao thì con vẫn phải đứng dưới mái hiên tập luyện. An An nhìn ca ca thương hại, thật vất vả quá bình bình chề môi muốn khóc con không muốn luyện võ ai ngờ hà nguyên kiều xưa nay ôn hòa lại nghiêm túc nói chuyện này không phải do con quyết định ngày mai bắt đầu dậy sớm đứng tấn vừa dứt lời bình bình òa khóc lớn chạy ra cái bụng phệ tròn trịa lúc lắc hu 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 mẹ ơi bà ơi cha hư thấy bình bình lao đi giống một quả cầu hồng văn vừa tội nghiệp vừa buồn cười huynh dọa thằng bé làm gì hà nguyên kiều ôm con gái dạy nhận dược thấy con bé nhớ rõ từng vị thuốc vô cùng vui mừng thằng nhóc kia ỉ vào có chút thông minh xưa nay nóng này thấy cái gì cũng thích thích xong là mau chán còn không bằng an an nhỏ tuổi hơn mà có thể trầm ổn kinh thành có biết bao cám dỗ về quyền lực và phú quý tính tình của nó như vậy sao có thể giữ mình nếu ta không sớm rèn rũa tính tình cho nó sớm muộn gì cũng sẽ phạm sai lầm vừa dứt lời đối diện truyền đến tiếng cười của bà cụ hà cha cháu nói đúng hôm nào bà sẽ mời một võ sư cho cháu thế là cả sân viện đều vang vọng tiếng gào khóc của bình bình hôm nay trăng tròn mọi người nói nói cười cười đang ngắm trăng thì hạ nhân phủ trấn quốc công vừa rời đi đã quay lại vui vẻ bưng vào hai mâm trái cây thơm phức đây là trái cây tươi do quý phi nương nương ban thưởng là quả vải và quả xoài cống phẩm từ nam dương ạ à. tước ra nói tùy tiện quấy giày các vị rồi lại vội vàng bỏ đi vô cùng thất lễ xin hãy nhận một chút tâm ý mọi người nói cảm tạ hà nguyên kiều muốn cho tiền thưởng nhưng gã sai vặt cười uyển chuyển cự tuyệt cũng không lân la mà nhanh chóng quay ra lên ngựa đi ngay. Quả vải rất thường thấy ở phương nam, trong các nhà hàng sang trọng ở phương bắc cũng có, thế nhưng quả xoài xanh vàng hình dáng giống quả thận heo thì lại hiếm lạ vô cùng. Hồng Văn ghé mũi vào ngửi ngửi, "Ồ, mùi gì thế này, thơm quá, hắn chưa từng thấy bao giờ." Hà Nguyên Kiều giải thích, "Quả này phải gọt vỏ xong mới ăn, thịt bên trong vừa mềm vừa mọng, chua chua ngọt ngọt." Hột bẹp lép. Thấy đôi mắt to đầy tò mò và khao khát của Hồng Văn, Hà Nguyên Kiều bật cười nhẹ nhàng nhấc lên từng quả trên mâm chọn ra một trái, quả này vừa chín tới đây, cắt ra trước nếm thử. Hà Nguyên Kiều tìm một con dao nhỏ vừa mỏng vừa bén, bắt đầu gọt vỏ. Các đại phu thường xuyên gọt sát dược liệu nên kỹ thuật dùng dao rất tài tình, gọt vỏ trái cây vừa mỏng vừa đều, tạo thành một giải dài uốn lượn không bị đứt ngang. Một quả xoài nhỏ cũng không có bao nhiêu cơm, cắt thành từng miếng cho mọi người nếm thử. Hồng Văn bỏ vào miệng, quả nhiên chua ngọt ngon miệng vô cùng, có một hương vị độc đáo hơn so với mứt hạnh nghe hà nguyên kiều nói mấy quả kia vẫn chưa chín đủ hồng văn ngắm nghía trong mắt nhiễm nhiên nhiều thêm vài phần tha thiết chờ mong quả ngoan ơi quả ngoan mấy bé ngoan ngoãn chín nhanh lên nào buổi sáng hồng văn vừa điểm danh ở thái y viện không bao lâu phát hiện ngoài cửa có người thập thò nhìn lén vào trong nếu nói tới xem bệnh thì trông không giống lắm chỗ ngồi của hồng văn gần cửa thấy thế bèn vương cổ ra hỏi có việc gì sao người nọ đột nhiên rụt ra ngoài cực kỳ giấu đầu lòi đuôi nhìn đông nhìn tây thỉnh thoảng trộm liếc hồng văn một cái hai tay ngọ nguậy sau thắt lưng rõ ràng đang lén gãi cái gì đó trong đầu hồng văn lóe lên một ý nghĩ cảm thấy mình đã đoán được tinh túy của vấn đề chủ động đi ra cửa thấp giọng hỏi có nỗi niềm khó nói người nọ gật đầu lia lịa trong mắt toát ra tia cấp bách hồng văn hiểu ý săn sóc kéo anh ta đến góc tường bị bao lâu rồi người nọ vẻ mặt đau khổ đáp ước chừng hơn nửa năm nhưng không ngờ tốc độ phát triển nhanh đến vậy giờ làm việc mà còn có thể tự do đi lại thì phần nhiều là quan viên nội vụ của lục bộ hồng văn thông cảm quét mắt về phía mông anh ta ngồi yên tại chỗ trong thời gian dài hơn nữa còn hay sốt ruột nổi nóng khó tránh khỏi bệnh này người nọ mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp nhưng lại cảm thấy hình như cũng không sai do dự gật đầu chật xác thật như thế nói thực nhé nếu không phải đổi sang mũ lưới cho quan phục mùa hè thấy coi bộ giấu không được tại hạ không đến mức phải vội vàng chạy tới đây hả hồng văn rốt cuộc phát hiện có gì đó sai sai mũ lưới cái mông và mũ lưới có liên quan mẹ gì với nhau người nọ gật đầu đúng vậy mũ lưới nhì không xót thứ gì bên trong có tóc hay không đâu thể giấu được hồng văn kinh hãi thế không phải bệnh trĩ à bệnh trĩ nói thô tục chút chính là trĩ lòi là một loại bệnh khiến người rất xấu hổ và đau đớn thường thấy ở những người phải ngồi tại chỗ quá lâu ngày này sang ngày khác người nọ ngây dại một lát gương mặt nhanh chóng đỏ tím với một tốc độ mắt thường có thể thấy được giống như chỉ chọc nhẹ một cái là có thể phun máu anh ta thiếu chút nữa nhảy bật lên, mang theo một loại nhục nhã vì bị hiểu lầm rít ra từ kẽ răng, ông đây là hói, hói, dụng tóc đấy, ngươi mới bị trĩ, cả nhà ngươi đều bị trĩ. Hồng Văn lập tức lui về phía sau vài bước né tránh trận mưa nước miếng ập vào mặt, nhỏ giọng lầu bầu, hói thì cứ nói là hói, có gì mà giấu giấu diếm diếm. Sao huynh cứ phải che che đậy đậy, hại ta nghĩ nhiều. Huynh cho rằng đại phu thích trị bệnh trĩ lắm sao, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị đấy. Dù vậy Hồng Văn vẫn chưa chịu phục, nếu không phải chỉ, sao huynh cứ gãi mông nãy giờ thế? Trong trắng người nọ suýt nữa bật ra ngoài, hôm qua đi tiểu đêm bị mũi cắn. Hồng Văn, chờ hai bên đều bình tĩnh lại thì đã là chuyện một khắc sau rồi. Hai người đồng loạt bày ra một loại bình thản quỷ dị, đi đến bàn đá dưới bóng cây nhún nhường mời nhau ngồi xuống, liếc nhau, sau đó lại là một màn trầm mặc khiến người ngột ngạt vô cùng. Cuối cùng vẫn là Hồng Văn mở miệng trước, với quan điểm dùng tấm lòng rộng mở đối xử bình đẳng với tất cả bệnh nhân, Hồng Văn nói, Thực ra rụng tóc là một hiện tượng rất bình thường, không phải căn bệnh nghiêm trọng. Đừng quá lo lắng, nếu không sẽ khiến bệnh nặng thêm. Tâm sinh tướng mà không ngờ tâm cũng sinh rất nhiều bệnh, dẫu không bệnh nhưng nếu quá mức sầu lo hoặc khủng hoảng thì rất có khả năng thật sự sinh bệnh. Người nọ nôn nóng xoa xoa tay, hạ giọng, sao có thể không sốt ruột. Tại hạ mới 30 tuổi, từ nhỏ có tiếng là tuấn tú nhất làng trên xóm dưới, hiện giờ thậm chí cây châm còn cắm không được, truyền gia còn có mặt mũi gì để sống. Người này tự gáy không biết xấu hổ, Hồng Văn cảm khái từ nội tâm. Hắn không khỏi nheo mắt, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới mấy lần. Ừ. Mũi cao thẳng, gương mặt đoan chính, mắt sâu có thần, trông cũng khá đẹp dài. Bệnh nhân đang chìm sâu trong nỗi lo lắng về dung mạo đẹp trai của mình có thể biến mất bất cứ lúc nào, không để ý đến ánh mắt của Hồng Văn, mở miệng oán than. Trước đó ai cũng nói hộ bộ rất tốt, khi tại hạ nhận được điều lệnh còn hứng chí vô cùng. Kết quả tiền đồ rộng mở tạm thời chưa thấy bóng dáng, người còn tồn tại, nhưng tóc thì biến mất tóc biến mất tiêu rồi đối với một mỹ nam đây là tình cảnh cực kỳ bi thảm vừa nghe nhắc tới hộ bộ hồng văn đoán ra ngay là ai giới thiệu chỉ mới đây hắn đã trị bệnh dụng tóc cho anh chàng phương tri tân đấy thôi quả nhiên nghe người nọ nói cậu không thấy mấy ngày qua phương đại nhân đắc ý cỡ nào nói tóc mình dụng ít hẳn đi chỗ ra đầu hói đã bắt đầu mọc tóc lún phún văn nhân phần lớn sĩ diện bị chứng dụng tóc là rất ngượng không muốn cho người ngoài biết nhưng ai cũng hăng hái ngầm nếm thử phương thuốc cổ truyền hiện tại thấy phương tri tân khen nước nở như vậy ai mà không động tâm vốn dĩ tại hạ muốn xin hắn phương thuốc ai ngờ hắn không cho còn khuyên nguyên nhân dụng tóc mỗi người khác nhau không thể dùng thuốc bậy thật ra nguyên văn lời nói của phương tri tân là ta chỉ thiếu máu biết đâu các vị bị hư thận lúc ấy vài người thiếu chút nữa quấn lấy hắn đập cho một trận thấy nhiều tình huống người bệnh uống thuốc bậy bạ vừa nghe lời này hồng văn suýt chảy nước mắt cảm động ôi mình trách oan phương đại nhân rồi đây là người tốt cỡ nào hồng văn có một khoảng khắc ngắn ngủi áy náy trong lòng nào đúng lúc hiện tại không có việc gì để ta bắt mạch cho huynh ai ngờ trên đời có rất nhiều chuyện không nên nói trước hồng văn mới vừa tuyên bố mình rảnh rỗi thì thấy ngoài nguyệt môn phía đông có một thái giám trung niên đi vào nhìn phục sức coi bộ phẩm cấp không thấp ước chừng là một tổng quản của cung nào đó hai người đều đứng dậy vấn an thái giám kia cũng không làm bộ làm tịch cười ha hả hỏi thăm tạp ra phụng khẩu dụ của thái hậu tới thái y viện mời một vị gọi là hồng văn lại mục thái hậu hồng văn chỉ chỉ vào mình chính là hạ quan vị thái giám kia sửng sốt nhìn hồng văn từ trên xuống dưới vài lần mỉm cười quả nhiên tuấn tú lịch sự xin mời đi theo hồng văn theo bản năng liếc nhìn vị hộ bộ đầu hói đối phương vội nói đã là thái hậu tuyên triệu dĩ nhiên không thể chậm trễ tiểu hồng đại nhân cứ tự nhiên đã hói nửa năm thêm một ngày cũng không nhiều dù sao hộ bộ và thái y viện ở sát bên nhau ra khỏi cửa vài bước là có thể khám bệnh được rồi hồng văn nghi hoặc ướm lời Xin hỏi công công, chỉ kêu một mình hạ quan thôi sao?" Vị thái giám gật đầu, "Đúng thế." Hồng Văn càng khó hiểu, "Vậy hạ quan có cần mang theo hòm thuốc?" Trước khi tới đây vị thái giám kia cũng không nghĩ tới vấn đề này, hơi chần chờ một chút rồi gật đầu, "Lo trước khỏi họa, mang theo cũng tốt." Nghe vậy, Hồng Văn càng khẳng định thái hậu triệu mình qua không phải vì xem bệnh, vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Vị công công này vừa rồi còn cười khen mình một câu, coi bộ không giống là chuyện xấu. Hồng Văn mờ mịt đi theo có ý hỏi cho ra lẽ ngặt nỗi đối phương chẳng hề giống vạn sinh thích nói chuyện từ đầu tới cuối vô cùng kiệm lời có thể dùng một chữ thì tuyệt đối không xài một câu mặt trời đã lên cao phiến đã xám lót đường trói lóa dưới ánh mặt trời khiến người khó mở mắt tiếng ve sầu kêu ra giả trên những tán cây thấp hai bên đường vang ong ong trong đầu hồng văn trẻ tuổi nên dễ đổ mồ hôi vì thế rất sợ nóng khổ nỗi đi vội vã một đường mà chả có bóng dâm đến khi nhìn thấy cửa cung thì thậm chí đầu ngón tay cũng có mồ hôi nhỏ giọt Long Nguyên Đế chủ trương tiết kiệm, Thái hậu đương nhiên làm gương, cho nên đồ trang trí trong cung tuy tinh xảo nhưng không hoa lệ. Hồng Văn đi theo cung nhân dẫn đường quẹo vào hành lễ, nghe trên đỉnh đầu thanh âm hơi già nua, lại gần đây nào, ngẩng đầu để ai ra nhìn một cái. Hồng Văn theo lời tiến lên, thấy trên bục cao là một bà lão khoảng năm mươi mấy sáu mươi đang ngồi ngay ngắn, dung mạo có vài phần tương tự với Long Nguyên Đế, chắc hẳn là Thái hậu. Bên cạnh Thái hậu là một vị mỹ phụ, nhìn tuổi tác và cách ăn mặc thì hẳn là hoàng hậu. Phía dưới hoàng hậu rõ ràng là Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử cùng với một cô bé được trưởng công chúa ra chân ôm trong lòng, đang nghiêng đầu tò mò quan sát mình, chắc hẳn là Lục công chúa. Lục công chúa ôm một tượng đất trong lòng, nhìn rất quen mắt, hình như chính là tượng đất Tam hoàng tử đã chọn hôm ở hội chùa. Thấy Hồng Văn đến, trưởng công chúa ra chân hơi gật đầu chào. Ngũ hoàng tử biểu hiện trực tiếp hơn, líu lo hô: "Tiểu Hồng đại nhân ơi." Tam hoàng tử bên cạnh ẩy nhóc một cái ra hiệu, ý bảo thái hậu còn chưa mở miệng kìa ngũ hoàng tử vội vàng bịt miệng lại đôi mắt lộ ra trên bàn tay phải mũm mĩm cứ láo liên thái hậu cười lườm tôn nhi một cái nói với hoàng hậu và trưởng công chúa ra chân suốt ngày ai ra cứ nghe hết người này đến người khác luôn miệng nhắc tới tiểu hồng lại mục trong lòng rất tò mò rốt cuộc là nhân vật xuất sắc đến độ nào trước đó hồng văn có công chăm sóc hai vị hoàng tử đã để lại ấn tượng tốt cho thái hậu vốn tưởng rằng chỉ là thoảng qua ai ngờ hôm kia hỏi chuyện học hành của tôn nhi lại từ miệng bạch tiên sinh nghe tên tiểu hồng lại mục hôm qua bàn chuyện với hoàng đế về hôn sự của bình quận vương khó tránh khỏi nhắc đến phủ định quốc công cuối cùng lại dính dáng đến một tiểu hồng lại mục hoàng nhi keo kiệt như thế mà có thể rút ruột ban thưởng hoàng kim hôm nay thấy hai tôn tử quả nhiên khỏe hơn rất nhiều cơm cũng ăn nhiều hơn trong lòng thái hậu vui mừng muốn tận mắt gặp mặt thái hậu thấy một thanh niên đứng phía dưới có đôi mắt to sáng dưới hàng mày rậm trong trẻo như mắt trẻ thơ cử chỉ tự nhiên hào phóng bèn khen quả thật là đứa bé ngoan trước đó chỉ nghe nói còn trẻ nhưng không ngờ còn trẻ đến mức này cứ như thể vẫn còn là một đứa trẻ thấy gương mặt hồng văn bị nóng đến đỏ mướt mồ hôi thái hậu nói tội nghiệp quá trời nóng như đổ lửa mà kêu ngươi lại đây nóng muốn bệnh rồi phải không hồng văn cười bẩm thái hậu vẫn chưa sao ạ à? vừa dứt lời mấy giọt mồ hôi thi nhau chạy dọc theo hai bên sườn mặt hối hả lăn xuống chốc cảm theo động tác của hắn rơi tí tách trên nền đá xanh tạo thành vệt nước rõ ràng mọi người đều bật cười hoàng hậu bảo còn không mau chuẩn bị nước để tiểu hồng đại nhân rửa mặt mồ hôi đầm đìa kiểu này thật mất mặt hồng văn thoải mái cảm tạ tránh ra gian ngoài rửa mặt rửa tay cảm giác toàn thân sảng khoái khi hồng văn ra lại thái hậu đã kêu ban tọa trên bàn thấp bên cạnh đặt một chén hoa sen đựng đầy khối nhỏ thạch thủy tinh màu hồng nhạt sen lẫn với rất nhiều hoa quả tươi trông hơi giống xương xa hắn đã từng ăn ở tây nam thường thường xương xa đều trong suốt nhưng món thạch này lại có màu hồng nhạt hẳn là bỏ thêm nước ép quả anh đào dân chúng làm xương sa chỉ dùng nước giếng để giữ lạnh, còn chén hoa sen này được bao xung quanh bằng lớp đá đập vụn, thành chén phủ một màn sương mù mát lạnh. Trưởng công chúa ra chân giới thiệu, món này được làm bởi đầu bếp mới do tổng đốc xuyên thiểm tiến cử, nghe nói gọi là xương sa gì đó. Thái hậu đặc biệt sai người bưng tới cho Hồng đại phu nếm thử. Thái hậu thích mấy đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang, trước khi Triệu Kiến thì Hồng Văn đã tạo được ấn tượng tốt, hiện giờ lại hợp nhãn, dĩ nhiên càng yêu thích thêm. Hồng Văn đi một đường tới đây dưới ánh nắng chói chang, cảm thấy miệng khát lưỡi khô nên vui vẻ bưng chén ăn ngay, quả nhiên nếm được hương anh đào nồng đậm. Làm việc trong cung luôn phải lo lắng nhìn trước nhìn sau, tuy các nơi thường xuyên bày biện điểm tâm trái cây nhưng không mấy ai dám động vào. Thấy Hồng Văn tự nhiên như vậy, Thái hậu cảm thấy mới lạ, bắt đầu hiểu ra vì sao hai vị hoàng tử và Long Nguyên đế đều thích tiếp xúc với hắn. Chưa nói những thứ khác, nội nhìn hắn ăn uống là bỗng cảm thấy thèm ăn theo. Hôm nay Thái hậu kêu Hồng Văn lại đây chỉ để biết mặt hỏi rất nhiều về cuộc sống của hắn, nghe nói từ nhỏ đã bị vứt bỏ thì thổn thức một phen. Hoàng hậu cảm thán, mạnh tử đã dạy, trời sắp giáng sứ mệnh cho người nào, nhất định sẽ khiến tâm trí họ được tôi rèn, gân cốt họ chịu mệt nhọc, thể xác họ bị đói rét. Lúc nhỏ ngươi đã chịu khổ cực nhưng vẫn có thể đi từng bước đến ngày hôm nay, hãy tin phúc khí đang chờ ngươi ở tương lai, đừng nên coi thường bản thân mà tự hạ mình. Nhà mẹ đẻ của hoàng hậu thuộc dòng dõi thư hương kéo dài trăm năm, trong số trưởng bối và huynh đệ tỷ muội có rất nhiều đại thi thư nổi danh thiên hạ từ thời tiền triều đã có quy luật phàm trong nhà có người đậu tiến sĩ thì có thể dựng bia ca ngợi gia tộc khác chỉ cần có một vài tấm bia như vậy là coi như tổ tiên phù hộ thế mà nhà mẹ đẻ của hoàng hậu có cả một rừng bia tiến sĩ khỏi nói cũng biết đỉnh đến độ nào bản thân hoàng hậu cũng là tài nữ nổi tiếng triều đại lộc thậm chí được tiên đế chính miệng khen ngợi bà là người cao khiết nhưng không cao ngạo có cảm giác thân thiết khó tả hồng văn nghiêm túc nghe xong vâng Sư phụ vẫn luôn dạy dỗ vi thần như vậy. Sư phụ ngươi là cao nhân tiêu sái." Thái hậu gật đầu, chỉ vào mấy tôn nhi cười bảo, "Nếu ngươi đã đến đây rồi, chạy không một chuyến cũng phí công, chi bằng bắt mạch cho mấy đứa bé đi. Quy luật là do người nắm quyền định ra." Lúc này Thái hậu coi trọng Hồng Văn, cái gì mà lại mục không thể hành nghề y một mình đương nhiên cũng dẹp sang một bên. Hồng Văn đi đến trước mặt các vị hoàng tử công chúa, quy củ hành lễ. Nhẫn đại lâu quá rồi, Ngũ hoàng tử lập tức túm chặt quan phục Hồng Văn cười ngọt ngào, tiểu hồng đại nhân hiện tại huynh còn nóng hay không thái hậu và hoàng hậu đều có mặt hồng văn thật không có gan sờ sờ gương mặt nhỏ đành phải cười ôn hòa đáp không nóng nữa đa tạ điện hạ quan tâm qua khó khăn thật muốn bẹo một cái ngũ hoàng tử đã thành thói quen chìa má ra chờ đợi không thấy gì bèn chớp chớp đôi mắt tràn đầy mờ mịt sao tiểu hồng đại nhân không vuốt má ta nhỉ mạch tượng của điện hạ không tồi chỉ hơi chút mỏi mệt mùa nóng thường khiến thân thể khó chịu mong điện hạ bảo trọng hồng văn bắt mạch cho tam hoàng tử xong phát hiện sức khỏe cậu bé khá hơn nhiều tích tụ trong lòng đã tiêu tan chỉ hơi cố gắng quá mức nên có chút mệt mỏi thái hậu và hoàng hậu nghe xong cũng đồng ý gật đầu cổ nhân nói rất đúng nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài tuổi con còn nhỏ ngàn vạn lần không nên làm thương tổn nền móng sau đó dặn dò những người theo hầu tam hoàng tử phải chú ý chăm sóc thấy tam hoàng tử cứ thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt lên tay lục công chúa trong lòng hồng văn hiểu rõ nhỏ giọng nói mấy hôm nữa vi thần sẽ mua một cái khác. Vô số lần bị bắt quả tang, gương mặt nhỏ của tam hoàng tử ửng đỏ, ta chưa nói. Hồng Văn gật đầu, đúng vậy, là vi thần tự nói. Tam hoàng tử mím môi, cố gắng đè nén niềm vui trong lòng, nếu huynh nói như thế, ta đành miễn cưỡng đồng ý, tuy nhường tượng đất cho muội muội, nhưng nhóc cũng tiếc vô cùng. Hồng Văn vừa bực vừa buồn cười, bộ răng nói một đằng, nghĩ một nẻo này, thật khiến người vừa yêu vừa hận. Được, vi thần sẽ mua cho điện hạ một cái giống nhau như đúc hồng văn nhớ rõ lúc ấy tam hoàng tử liếc mắt một cái là nhìn chúng tượng đất kia tất nhiên là thích vô cùng ai ngờ nghe xong lời này tam hoàng tử đột nhiên nóng này đâu thể nào giống nhau như đúc ta đã nhìn rồi có tượng đất đôi mắt lớn hơn một chút có tượng đất miệng nhỏ hơn một chút mỗi tượng đất đều độc nhất vô nhị hừ hắn không thèm loại quà đền bù vậy đâu hắn chỉ cần chiếc tượng đất kia của mình hồng văn sửng sốt bỗng hiểu ra tim tức khắc mềm nhũn được vi thần sẽ chọn một cái rất đẹp sau đó điện hạ đổi cái mới cho lục công chúa lấy cái cũ về nhé có lẽ thứ mà đứa nhỏ này lưu luyến chính là những hồi ức tốt đẹp đã có với tượng đất tự mình chọn tam hoàng tử không ngờ hồng văn có thể hiểu ý mình nhanh thế ngây người sau đó nhẹ nhàng gật đầu vậy huynh không được quên hồng văn cười cười đương nhiên sẽ không ngũ hoàng tử ngồi bên cạnh sen mồm tam ca hãy kéo câu đi kéo câu ngoắc ngoắc xong thần tiên trên trời sẽ chứng giám tam hoàng tử hất cằm lên tam ca lớn rồi người lớn không cần kéo câu. Ngũ hoàng tử đồng ý, ồ, vậy đệ cũng muốn biến thành người lớn. Trưởng công chúa ra chân bật cười, giơ tay xoa đầu nhóc, cháu hãy ăn cơm thật nhiều, qua mấy năm nữa sẽ biến thành người lớn. Ngũ hoàng tử gật đầu thật mạnh, giơ ba ngón tay ngắn cuốn về phía hồng văn, tiểu hồng đại nhân, hiện tại ta có thể ăn ba chén cơm, mẫu phi nói mấy ngày nữa phải đổi chén lớn cho ta. Ghê gớm chưa, hồng văn thực sự nhịn không được, lợi dụng cơ hội chuyển sang bắt mạch người khác lén thò tay xoa nhẹ mấy cái. Ôi, thỏa mãn quá. Kết quả vừa ngước lên là bắt gặp ngay ánh mắt cười như không cười của trưởng công chúa ra chân, hồng văn nhất thời trột dạ. Một con dê cũng phải chăn, một đàn dê cũng là chăn, bắt mạch xong cho hai vị hoàng tử. Hồng Văn thấy Thái Hậu và Hoàng Hậu đều không có ý bảo dừng lại. Bèn dịch người sang bên cạnh cười nói với lục công chúa đang ngồi trong lòng trưởng công chúa ra chân, vi thần bắt mạch cho công chúa nhé. Năm nay lục công chúa mới 3 tuổi, hai má phúng phính, đôi mắt tròn xoe đen láy, trông giống hệt tượng đất cô bé đang ôm trong lòng như cùng khuôn mẫu khác ra. Tính cách cô bé có chút thẹn thùng nhưng không sợ người lạ, nhìn chằm chằm Hồng Văn một lát rồi nở nụ cười ngọt ngào. Hồng Văn hít hà một hơi, không được, phải cố nhịn. Trưởng công chúa ra chân bật cười, hắng giọng nhắc, Hồng Đại Nhân. Hồng Văn nhanh chóng hoàn hồn, giơ ba ngón tay đặt lên cổ tay mũm mĩm của lục công chúa. Mềm mục, nhấn xuống một cái toàn thịt là thịt. Lục công chúa tưởng rằng Hồng Văn đang chơi đùa với mình, cũng học theo ấn xuống cổ tay hắn, rồi ngửa đầu nhìn tiểu cô cô nhà mình. Trưởng công chúa ra chân nghiêm trang gật đầu, giỏi quá. Hồng Văn hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, trưởng công chúa còn rất có duyên với con nít. Hôm trước đi hội chùa đã phát hiện, dẫu mấy năm không gặp nhưng hai vị hoàng tử đều thực thích tiểu cô cô, lúc nào đi đâu cũng nắm tay kéo cô cô theo cùng. Hai vị hoàng tử đều yếu đuối nhưng không ngờ lục công chúa lại rất khỏe mạnh, nghe nói mẫu phi của cô bé xuất thân võ gia, chắc hẳn nhờ cơ thể người mẹ cường tráng hồng văn cũng mừng cho cô bé lập tức rút khăn tay sạch luôn mang phòng trong người thành thạo thắt thành hình thỏ con nguyện công chúa luôn bình an vô sự đôi mắt lục công chúa lập tức sáng ngời thỏ thỏ hồng văn cười phải là thỏ 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 không chỉ đẹp còn ăn ngon nữa lục công chúa nóng lòng cầm lấy vuốt ve sau đó khoe với trưởng công chúa ra chân cô cô thỏ thỏ thái hậu và hoàng hậu vẫn luôn nhìn sang bên này cũng cười tiểu hồng lại mục thật khéo tay Hồng Văn Khiêm tốn đáp, "Chút tài vật thôi ạ. À, con nít hay bướng bỉnh, phần lớn sẽ không chủ động phối hợp với đại phu khám bệnh, luôn phải làm chút đồ chơi gì đó để dỗ dành." Tài vật, nhớ tới chiếc làn nhỏ đan bằng cành liễu, trưởng công chúa ra chân cong cong khóe môi. Ai ngờ Hồng Văn hiểu sai ý, thấy nàng nhìn chằm chằm thỏ con bằng khăn tay hồi lâu, nhỏ giọng nói, "Đó là cho con nít chơi." Trưởng công chúa ra chân ngẩn ra, hừ một tiếng, "Ai thèm, mình chưa nói là muốn mà." Hồng Văn sờ sờ chóp mũi, tự hỏi có phải mình nói sai hay không đại công chúa không thèm nhưng tiểu hoàng tử cứ nhìn chằm chằm hai cậu nhóc cũng không nói lời nào chỉ an tĩnh mà nhìn đến mức cả người hồng văn nổi ra gà có cung nữ thông minh cầm ra mấy khăn tay hồng văn không chỉ thắt thỏ con mà còn có cún con gà trống cá mẻ hoa đều rất sống động thậm chí thái hậu cũng nhịn không được kêu người lấy qua xem nhìn này tuy thô sơ nhưng trông rất giống hoàng hậu cũng khen vài tiếng ngũ hoàng tử thích cá mẻ hoa thấy ca ca muội muội đều có chỉ một mình tiểu cô cô trong tay trống trơn, tức khắc cảm thấy cô mình thật tội nghiệp. Cậu nhóc do dự một chút, sau đó chìa ra cá mẻ hoa mình đang cầm, cô cô ơi. Trưởng công chúa ra chân cúi đầu, nhìn chú cá bằng khăn tay béo ụt ịt, thoáng chê bai, cô là người lớn, không chơi cái này, cháu giữ lại chơi đi. Ngũ hoàng tử trực tiếp nhét vào lòng, lại cầm lên con gà trống dư lại, vì sao người lớn không thể chơi ạ? À? Trưởng công chúa ra chân ngẩn ra, ừ há, vì sao, xấu chết được. Nàng nghĩ thầm, nhưng cuối cùng lại chậm rãi siết chặt ngón tay. Thanh nhạn đứng sau đề nghị, nếu công chúa thích, lát nữa nô tỳ tì đi tìm tiểu hồng đại phu học làm nhé. Trưởng công chúa ra chân hừ một tiếng, khó coi chết được, ai mà thèm. Dừng một chút rồi nhíu mày nói thêm, người ta là đại phu, đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi dạy ngươi làm đồ chơi, ngươi đừng qua đó quấy rầy lung tung. Trong này đang chơi đùa thì một cung nữ canh cửa tiến vào bẩm báo thái hậu về vụ phủ định quốc công. Thái hậu hơi nhíu mày, hoàng hậu xua xua tay ra hiệu bảo nhóm hoàng tử công chúa, hoàng tổ mẫu mệt rồi, các con trở về thôi. Các hoàng tử công chúa tuy nhỏ nhưng lễ nghi tiến thối đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy, lập tức ngừng chơi cùng hành lễ cáo lui. Lục công chúa nhỏ xíu chân ngắn lại tròn vo, khi hành lễ không thể giữ thăng bằng, bị loạn choạng một chút. Trưởng công chúa ra chân không kiên nhẫn nghe về vụ kiện tụng của phủ định quốc công, cũng đứng dậy, muội cáo lui luôn, thuận đường đưa bọn nhỏ trở về. Hoàng hậu gật đầu, được, bọn họ đi rồi, hồng văn tất nhiên không có lý do gì để ở lại trước khi đi hoàng hậu còn sai người tặng hai mâm đào mật đến thái y viện đợi đoàn người lui ra ngoài thái hậu nhìn một đôi cún con bằng khăn tay còn sót lại trên bàn cười nói thật sự là đứa có tâm đúng rồi thằng bé làm thuốc tễ cho tiểu ngũ hiện giờ vẫn còn dùng hiếm có thằng bé tâm tư tỉ mỉ còn sẵn sàng chủ động làm việc không giống đa số thái y đều làm lơ khi chuyện không liên quan đến mình sợ phạm sai lầm vẫn dùng ạ à, hình như đã đổi một phương thuốc khác Hoàng hậu cầm chú cún con lên ngắm nghía một lát, dạo này hai hoàng nhi hoạt bát hơn nhiều, đoán chừng đều là công lao chủ yếu của vị tiểu hồng lại mục đấy ạ. À. Nghe nói văn phi cực kỳ ngưỡng mộ cậu ta, ngay cả Hà viện phán cũng bị tụt hạng. Thái hậu gật đầu, chợt hỏi, vì sao thằng bé vẫn chỉ là một lại mục? Hoàng hậu biết ngay vị tiểu hồng lại mục đã lọt vào mắt thái hậu, cười đáp, quan viên các cấp trong thái y viện đều có số lượng nhất định ạ, à. hiện giờ đã đủ quân số. Huống chi tuổi tác cậu ta còn nhỏ, thâm niên chưa đủ, nếu tùy tiện đề bạt chỉ sợ không thể thuyết phục dư luận. Thái hậu không để bụng, thâm niên có giá trị gì? Làm đại phu, chịu chủ động suy nghĩ cho người bệnh mới là phẩm chất quan trọng nhất. Nếu cứ dựa vào thâm niên, vậy thì chờ đến 80 tuổi hãy làm quan. Thái y không có thực quyền, sẽ không ảnh hưởng đến thế cục của triều đình, cho nên xưa nay thái hậu chỉ xem y thuật y đức là quan trọng nhất. Theo cách nhìn của thái hậu, đại phu phải vừa giỏi y thuật đồng thời phải có y đức, đấy mới là đại phu nhất đẳng, vì đâu không thể làm thái y hoàng hậu trần trừ lời tuy nói thế nhưng khó có thể lướt qua những người khác hay là tăng thêm số lượng thái y ạ à? e rằng cây cao đón gió thái hậu trầm ngâm một lát vậy cũng không nên ai ra nhớ hình như có vị vương thái y muốn cáo lão hồi hương hoàng hậu ngẫm nghĩ một hồi đúng là có chuyện như vậy đấy ạ hình như hai ba năm trước đã có ý định nhưng vẫn chưa rời đi thái hậu cười lạnh chắc hẳn luyến tiếc chặt đứt phần thể diện này chứ gì trước đó còn ở trước mặt ai ra đề cập đến con cháu trong nhà lời trong lời ngoài đều có ý muốn đưa vào thay thế ai ra lờ đi nếu có bản lĩnh thật sự cần gì như thế hầu hết quan viên trong triều một khi về hưu thì người đi trà lạnh nhưng thái y lại hoàn toàn tương phản càng già càng được quý trọng nếu có thể vớt được lý lịch ngự y trên người đợi sau này cáo lão hồi hương tất nhiên người ta sẽ lũ lượt tới cửa hỏi khám phải xua như xua vịt sẽ được quan viên địa phương đối xử như những vị khách danh dự chưa bàn đến địa vị tôn quý chỉ xét về vụ kiếm được cả đấu vàng tuyệt đối không phải việc khó ngược lại so với khi làm quan trong triều còn thoải mái hơn nhiều. Câu nhận xét trên khiến hoàng hậu không tiện tiếp lời. Thái hậu biết tính tình con dâu nhân hậu xử sự công chính, cũng không thúc giục, chỉ nói: con giúp ai ra để ý chuyện này, khi có dịp thì hãy nhắc đến với hoàng đế. Hoàng hậu thưa vâng. Sau đó cung nhân truyền lời tiến vào, nói là lão phu nhân phủ định quốc công lại trình thể bài xin cầu kiến. Thái hậu không vui, chẳng phải đã nói là không gặp, hà tất cứ mãi quấy rầy ồn ào. Cung nhân kia khó xử bẩm báo thưa thái hậu lão phu nhân không chịu đi ạ à, hiện tại đang quỳ ở cửa cung các thị vệ cũng không dám tùy ý đuổi chẳng những thái hậu mà ngay cả hoàng hậu nghe vậy cũng nhíu mày đây là muốn đặt bệ hạ vào tình thế khó xử làm vậy thì bình quận vương cũng bị ô danh thế nhân luôn thích tội nghiệp kẻ yếu một bà lão tóc trắng xóa quỳ trước cửa cung dưới mặt trời chói trang người không hiểu rõ vấn đề nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào Hú chi ý chỉ tứ hôn cho bình quận vương cùng tiết vũ mới vừa ban ra đây chẳng phải khiến hai người trẻ tuổi khó xử Thái hậu vỗ vỗ mu bàn tay con dâu, cười lạnh, người nhà kia đúng là bị rối loạn đầu trận tuyến, hiện giờ càng không biết nhìn trước tình sau. Tôn tử của bà ta thế nào rồi? Hoàng hậu đáp, bệ hạ đã ban nghiêm lệnh, nha môn đài ti không dám lề mề đâu ạ, à, hiện giờ còn câu lưu ở Đại Lao. Ngoài ra có các bá tánh tiếp tục tới cáo trạng, nói tiết lương từng chọc ghẹo dân nữ bên đường, nhục mạ quan viên đường chiều. Sáng nay hình như còn phát hiện ra phủ định quốc công xưng vương xưng bá ở quê quán, ở kinh thành thì cưỡng bức mua bán đất đai. Nghe nói ý của bệ hạ là muốn điều tra kỹ càng đấy hạ ra lệnh cho Tam Pháp Ti cùng liên thủ phá án, còn phái không sai đến quê quán của phủ Định Quốc công điều tra kỹ càng. Loại chuyện này mà muốn điều tra nghiêm túc, e rằng hơn 8 phần 10 quan viên trong triều đều không trong sạch. Qua đó có thể thấy được thái độ của Long Nguyên đế, lật đổ phủ Định Quốc công đã thành kết cục nhất định. Thật là thời thế đổi thay, đáng tiếc cho phủ Định Quốc công lừng lẫy nhất trong số năm phủ quốc công thổ nào, hiện giờ biến thành trắng tay, còn không bằng mấy nhà bị giảm tước vị. Thái hậu gật đầu, sâu mọt đục rỗng quốc gia, nếu không xử lý nghiêm khắc thì không thể xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Tường đổ vì mọi người đẩy, cây đổ thì bầy khỉ tan, chỉ cần mở ra một cánh cửa thì không cần lo làm không được. Thái hậu bảo cung nhân kia, truyền khẩu dụ của ai ra, lập tức sai người dán bố cáo trước cửa cung, đồng thời lớn tiếng tuyên đọc tội trạng của tiết lương từ đầu đến cuối. Ngoài ra nhắn riêng với lão phu nhân định quốc công, nếu bà ta muốn giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho nhà mình, hãy ngoan ngoãn trở về nhà đợi đi. Cung nhân kia thưa vâng rồi định cáo lui bị thái hậu gọi lại khoan đã hãy sai người đến phủ định quốc công truyền lời nói thái phi ôm bệnh nhẹ đại cô nương tiết ra có mệnh số tốt kêu con bé ra khỏi thành đi thiên hưng uyển cầu phúc cho thái phi tạm thời không cần về nhà thiên hưng uyển là khu lâm viên của hoàng gia bên trong có một ngôi miếu quan âm đặc biệt nổi danh nghe nói vô cùng linh nghiệm người hoàng gia thường xuyên cử hành lễ hiến tế cầu phúc quy mô nhỏ ở nơi đó con bé kia thật ra không tệ cũng không ủng phí tấm chân tình của bình quận vương đáng tiếc sinh trong một gia tộc như vậy thôi thì trước tiên kéo con bé ra sẽ tốt hơn hãy nói về hồng văn và đoàn người của trưởng công chúa ra chân trước đó ở trong cung thái hậu hai vị hoàng tử dù sao cũng bị kiềm chế nhưng bây giờ giống như những chú chim nhỏ được sổ lồng từng sợi tóc đều lộ ra vẻ tự do hiện giờ vẫn còn sớm hôm nay hai nhóc được nghỉ học nên không muốn về cung riêng ngũ hoàng tử bắt đầu đi dạo trong ngự hoa viên nhóc vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của hồng văn tam hoàng tử vẻ mặt nghiêm nghị đi theo bên cạnh hai tay chắp sau lưng giống ông cụ non bên ngoài trời nóng nực lục công chúa không thích được bế nên đá chân dãy ruộng muốn xuống đất tự đi ngặt nỗi người nhỏ chân ngắn nên mọi người phải thích nghi với tốc độ của bé đi dạo giống như đoàn rùa đang bỏ nhưng thế lại làm thỏa mãn mong muốn của ngũ hoàng tử khi thì kéo tay tam hoàng tử đi ngắm hoa khi thì liên thanh tán thưởng chú bướm sặc sỡ diêu rít nói không ngừng tam hoàng tử vốn không muốn chơi lắm nhưng lại lo em trai bị ngã nên đành phải đi theo thế mà dần dần bị lây sự hưng phấn, hai anh em chạy loanh quanh khắp vườn. Đi được vài bước, Hồng Văn cảm thấy khung cảnh trước mắt trông quen quen, nhìn kỹ hơn thì thấy phía trước chính là cây anh đào mà trưởng công chúa ra chân ngã xuống hôm ấy. Cây to vẫn đứng đó nhưng anh đào chẳng còn quả nào. Hồng Văn theo bản năng nhìn về phía trưởng công chúa ra chân, đối phương giật mình, lập tức quay mặt đi giả nai. Này. này, không phải ta leo cây hái hết đâu nhé. À, món mứt hạnh chua kia, Hồng Đại Nhân thật có tâm. Trưởng công chúa ra chân vội vàng lái sang đề tài khác. Hồng Văn cười cười, quả hạnh mọc trong cung, vi thần chỉ mượn hoa hiến Phật, công chúa không chê keo kiệt thô kịch là may rồi. Trưởng công chúa ra chân thuận tay bẻ một cành liễu đùa nghịch, đồ ăn trong cung quá mức tinh xảo ngược lại mất vị, ăn vào miệng không cảm nhận được gì. Vùng này người tới lui không nhiều lắm, cây cối mọc um tùm, cành liễu thật dài rủ xuống đất, thỉnh thoảng có gió thổi tới bèn đung đưa nhẹ nhẹ như chiếc váy lụa của nữ thần. Hồng Văn vượt lên một bước, vén sang cành liễu bị gió thổi xà ra, che chở cho đoàn người trưởng công chúa đi qua rồi mới đuổi theo, quả thật là thế. Thấy Hồng Văn cẩn thận như vậy, trưởng công chúa ra chân rất cảm động, chợt có hứng thú tâm sự, trước kia khi ta ở biên quan. Nơi đó nguồn cung ứng khan hiếm, không có mấy thứ để ăn, món ngon duy nhất có lẽ chỉ là cừu nướng nguyên con. Mới đầu ta ăn không quen mùi hôi của thịt cừu, sau khi nếm nhiều lại cảm thấy ngon hơn gấp 10 lần so với đồ ăn của ngự trù trong cung biên quan trong câu chuyện nàng từng trải qua chỉ có thể là hòa thân trong lòng hồng văn có chút hụt hẫng nghĩ đến khi trưởng công chúa phụng chỉ đi hòa thân chỉ mới 15-16 tuổi một cô công chúa được nâng niu yêu chiều từ bé đột nhiên phải xa rời quê hương gánh vác trọng trách giữ gìn hòa bình biên cương nàng sẽ cảm thấy ra sao trưởng công chúa ra chân thông tuệ cỡ nào thấy vẻ mặt hồng văn hơi lộ ra chút thương xót là đã đoán được tám chín phần mười hiện tại hồi tưởng lại ta cảm thấy đoạn thời gian đó thật không tệ rời xa cuộc sống cẩm y ngọc thực trong cung khiến người càng sảng khoái. Ta đã đi qua những nơi mà không một quý nữ nào ở kinh thành có thể đến được trong đời. Ta đã nhìn thấy làn khói cô đơn và những tảng đá kỳ lạ trên sa mạc, đàn cừu béo tốt trên thảo nguyên. Ngươi đã bao giờ nhìn thấy bầu trời đầy sao của thảo nguyên chưa? Chân bảo đẹp nhất trên đời cũng không bằng một góc. Ta còn từng ngồi bên đống lửa trại khi màn đêm buông xuống, nghe người chăn cừu tóc trắng xóa kéo đàn, nhìn tất cả nam nữ tận tình hát vang tận tình nhảy múa có lẽ đã rất lâu nàng chưa nói với ai những gì trong lòng mình nhất thời có chút điên cuồng ngươi có biết cảm giác ra sao khi nhìn thấy tất cả những cảnh tượng chỉ tồn tại trong văn thơ đột nhiên xuất hiện trước mắt ta biết ta cũng từng tận mắt chứng kiến chiến hỏa lan tràn vô số tướng sĩ và bá tánh vô tội ngã xuống như bông lúa mạch máu nhuộm đỏ đất không khí ngập tràn mùi máu tươi nhưng người dân nơi đó chưa bao giờ nhìn thấy lúa mạch bởi vì đất đai nơi đó không thể trồng được hoa màu công chúa hồng văn đột nhiên lên tiếng cắt ngang trưởng công chúa ra chân chợt hoàn hồn công chúa hồng văn há miệng thở dốc không biết nên nói gì trải nghiệm của cô nương này thật đau lòng vô cùng nhưng trái tim của nàng lại kiên cường đến thế không cần bất cứ sự cảm thông hay thương xót nào trưởng công chúa ra chân chậm rãi thở hát ra như mới tỉnh mộng một lần nữa nhìn về phía tây bật cười nếu có cơ hội ta thật sự muốn quay lại thăm chốn cũ trận chiến đã đánh xong có lẽ cuộc sống của các bá tánh sẽ tốt hơn chút hồng văn gật đầu nhất định trưởng công chúa ra chân chỉ cười không nói nhất định sao nàng không biết hồng văn bẻ một đoạn cành liễu vò một lát rồi rút ra cành bên trong chỉ còn lại lớp vỏ mềm mại bên ngoài anh chàng đưa vỏ cây liễu rỗng lên môi thổi vài cái phát ra những âm thanh réo rắt rung động khoảnh khắc tiếp theo một giai điệu êm tai chậm rãi tuôn ra từ đôi môi giai điệu du dương trầm thấp như lời thì thầm của thần thánh bay lãng đãng thật xa trong không khí nóng nực như thể mang theo nỗi lòng của từng người là giai điệu của thảo nguyên một giai điệu độc đáo chỉ có ở thảo nguyên đôi mắt trưởng công chúa ra chân sáng ngời đơn giản ngồi bệt xuống tảng đá kỳ lạ bên cạnh ao sen chống cằm lắng nghe không biết từ khi nào hai vị hoàng tử cũng theo tiếng nhạc chạy về cùng lục công chúa vây quanh trưởng công chúa ra chân ngưỡng đầu thưởng thức tiếng nhạc sau khi khúc nhạc kết thúc trưởng công chúa ra chân gật gù tán dương thật là dễ nghe hồng đại phu còn biết thứ này hồng văn sờ sờ mũi đã lâu không thổi hơi bị lụt nghề hai lúng đồng tiền xinh xắn xuất hiện trên má trưởng công chúa ra chân âm nhạc vốn nên xuất phát từ trái tim phải tự nhiên tự tại như vậy mới hay nếu tỉ mỉ diễn tập thì giống như hành nghề rồi những bài ca dao được dân gian truyền miệng đến từ đâu chẳng phải đều do người cảm nhận rồi tự bộc phát nếu truy xét phương pháp nhạc lý thì có thể hơi thô giáp nhưng những cảm xúc mênh mông chân thành tha thiết trong đó lại không gì sánh kịp ngũ hoàng tử xà tới níu cánh tay hồng văn xuống kiểm tra ồ đây là loại kèn gì vậy hồng văn cười đáp là cành cành liễu cành liễu tam hoàng tử tò tò đi theo sau cũng kinh ngạc nhìn cành liễu giải rác đầy đất huynh gạt người thứ kia đâu thể nào phát ra tiếng được chứ vi thần không gạt người hồng văn nghiêm mặt nói không tin điện hạ tự bẻ một đoạn cành liễu vi thần thổi lại là được sao có thể oan ủ người ta như thế để ta để ta ngũ hoàng tử nhảy nhót xeo ngặt nỗi nhóc quá lùn chỉ có thể với đến cành liễu mảnh khảnh dưới cùng không đủ vỏ để làm kèn hồng văn cười đi đến nâng nhóc đưa lên ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy thân thể chợt bay vút lên cao tất cả cảnh tượng xung quanh đều đổi khác hưng phấn ô á không ngừng hai chân vung vẩy trong không trung nữa nào nữa nào hồng văn lại nâng thêm vài lần dần dần tung cao hơn thấy tam hoàng tử dù chưa mở miệng nhưng trong mắt tràn đầy khát vọng toàn thân đều viết ta cũng muốn hồng văn buông xuống ngũ hoàng tử đã cười ngặt nghẽo sắp đau sốc hông luồn hai bàn tay dưới nách tam hoàng tử hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên nhấc bổng lên bay nào Tam hoàng tử bị nâng bật lên cao như dụng cạn rút hành, kêu ý ới, nháy mắt dáng vẻ hoàng tử phong độ hoàn toàn biến mất. Trưởng công chúa ra chân phụt cười thành tiếng, gương mặt nhỏ của Tam hoàng tử lập tức đỏ bừng, nhưng đáy mắt điên cuồng bắn ra trùng tia sáng hạnh phúc, cao quá, thật sự cao quá. Cung nhân hầu hạ hai vị hoàng tử đã tập mãi thành thói quen, cũng không ngăn cản, chỉ có những bà vú và cung nữ hầu hạ lục công chúa mới chứng kiến lần đầu tiên hôm nay, nghẹn họng nhìn chân chối, Ôi chao, Vị tiểu hồng lại mục nhìn gầy gầy mà không ngờ có sức mạnh như vậy. Tam hoàng tử tuy gầy nhưng là cậu bé 8 tuổi, cũng nặng lắm rồi, thế mà có thể được nhấc bổng lên cao đến thế. Tam hoàng tử và ngũ hoàng tử từ nhỏ đến lớn đã được các cung nhân vây quanh bảo hộ thiếu điều muốn bọc lại, chỉ sợ có một chút va chạm nào, đâu bao giờ trải nghiệm trò chơi kích thích như vậy. Hai cậu nhóc chỉ cảm thấy vừa vui vừa sợ, chân chạm đất mà dư vị hưng phấn vẫn còn, nhịn không được muốn được tung lên thêm vài lần. Hồng Văn xoa thắt lưng nhìn xuống hai cọng giá đỗ, đang cân nhắc tiếp theo sẽ nâng lên nhóc nào chợt cảm thấy ống quần mình bị giật vài cái cúi đầu vừa vặn đối diện với gương mặt trái táo bầu bĩnh lục công chúa vẫn cầm thỏ con bằng khăn tay bắt chước hai vị huynh trưởng giang rộng cánh tay nhón chân líu lo hô bay cao cao tuy rằng ta chỉ là nhóc tỳ nhưng cũng yêu cầu được đối xử công bằng đấy nhé ai nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu như vậy dĩ nhiên hồng văn không thể lục công chúa chợt phát hiện mình bay lên cao tất cả hoa lá vốn không thể với tới đều ngang tầm mắt như thể bầu trời bị lùn đi. Tình cờ, một con bướm sặc sỡ bay qua trước mắt, lục công chúa cười khanh khách giơ tay muốn bắt nhưng không kịp, bàn tay nhỏ nhắn mũm miễn khép mở chắn nản giữa không trung. Hồng Văn thấy thế bèn trực tiếp công kênh tiểu công chúa chạy chậm, bắt bướm nào. Lục công chúa chợt cảm thấy gió thổi thẳng vào mặt, vui thích đến mức khô loạn cánh tay nhỏ bé hét lên, bay đi, bay đi. Nhóm người hầu của lục công chúa mới vừa phục hồi tinh thần, tiểu hồng đại nhân dừng lại. Không được, không được đâu, ngài buông công chúa xuống hết phần hai